chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện sủng mị của tác giả ngư thiên không bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube vov nghe là mê trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn với bạch hiểm ma này quả thực là bán linh hồn của mình cho tử thần rồi. Trong lúc mọi người khiếp sợ thì trên chiến trường đã bị cuồng phong thổi quét chống trái, ma diễm màu trắng đã gọn gàng nuốt sống ma diễm màu xanh, thậm chí đã bắt đầu thôn vệ thân thể năm đoạn chín giai lam yểm ma. Yểm ma thôn vệ yểm ma, loại hiện tượng quỷ dị này chắc chắn là hiếm thấy trong thế giới hồn sủng, chuyện này căn bản không phù hợp với lẽ thường nhưng lại đang phát sinh trong mắt mọi người vô cùng chân thật khiến cho lòng người chợt lạnh. Sở mộ hiển nhiên không thể khống chế bạch hiểm ma trong cơ thể mình, nhưng mà hắn lại biết một điều. Kể từ khi thanh hiểm ma đảo chủ bị ma diễm màu trắng thiêu sống, chỉ cần đồng tộc hiểm ma xuất hiện thì bạch hiểm ma trong người sở mộ sẽ cực kỳ hưng phấn, sau đó không ngần ngại nuốt gọn đồng tộc của mình. Khi còn ở trên tù đảo, sở mộ cũng gặp không ít đối thủ khống chế hiểm ma chiến đấu, nhưng một khi những con hiểm ma kia đến gần sở mộ đều bị bạch ma quỷ trực tiếp thôn phệ. Bạch ma quỷ, tên riêng sở mộ gọi con bạch hiểm ma của mình sau những lần đó thực lực bạch hiểm ma sẽ nhanh chóng tăng cường. Ban đầu sở mộ tiến vào tù đảo thì giai đoạn bạch hiểm ma ở dưới mạc tà. Nhưng khi sở mộ rời khỏi tù đảo thì bạch hiểm ma đã đạt đến 6 đoạn 3 giai, tốc độ trưởng thành quá kinh người rồi. Hơn nữa, để cho sở mộ vui mừng nhất chính là một khi bạch hiểm ma cắn nuốt đồng tộc của mình, sở mộ sẽ có 10 ngày không cần hao phí hồn lực nuôi nấng bạch hiểm ma. Chuyện này giống như cởi bỏ gông xiềng trên người sở mộ giúp cho hắn có cơ hội tận tình thi triển hồn kỹ chương 132, ban thưởng cấp 6 hồn giáp. năm đoạn 9 giai lam yểm ma làm sao có thể chống lại 6 đoạn 3 giai bạch yểm ma cấp quân chủ. Số phận nó cũng như mấy con yểm ma trước kia, lặng lẽ biến thành thức ăn trong miệng tên đồng tộc tàn bạo này. Lam yểm ma tử vong tạo thành một lần linh hồn phản kích đả thương thiên quý đang sợ hãi tái mặt. Thiên quý dựa vào hồn kỹ và năm đoạn 6 giai lam yểm ma mới miễn cưỡng ngăn cản thế công của mạc tà. Hơn nữa nếu sở mộ vẫn không chịu hồi tà diễm lục vĩ yêu hồ thì thiên quý phòng ngự tất nhiên sẽ bị công phá. Vào lúc này bị một lần linh hồn phản kích không thể nghi ngờ chính là một đòn chí mạng đối với thiên quý, ngay sau đó hắn hoàn toàn mất đi lực chống đỡ té ngã trên mặt đất. Thiên quý vừa ngã quỵ, Mạc Tà đã hung hăng dùng tà diễm chảo xé rách thân thể năm đoạn sáu giai lam yểm ma, yêu hỏa tà diễm nhanh chóng thiêu đốt lam yểm ma không còn một mảnh. Ba hồn đồng thời bị hao tổn cái loại tổn thương này có thể làm cho hồn sủng sư trực tiếp tiến vào trạng thái tiếp cận tử vong. Lúc này sắc mặt thiên quý tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi thấm ướt toàn thân, thân thể không ngừng co quắp. Có thể dừng lại rồi, sở mộ vẫn theo thói quen để cho mạc tà kết thúc tính mạng thiên quý, bỗng nhiên một thanh âm do hồn lực biến thành quanh quẩn trong đầu sở mộ. Thanh âm này nhẹ nhàng như gió thoảng làm cho sở mộ thất thần trong phút chốc. Thiên quý đã không còn năng lực phản kháng, Tà Diễm Lục Vĩ yêu hồ chỉ cần vươn một chảo ra là vị thanh niên cao thủ này sẽ máu tươi phun trào tại chỗ. Thế nhưng Mạc Tà vẫn còn khống chế được luồng khí thô bạo của huyết đồng cuồng, trong lúc nhất thời lập tức dừng công kích, cao ngạo ngẩng đầu lên quay về bên cạnh Sở Mộ, yêu hỏa Tà Diễm cũng từ từ giải tán. Sở Mộ nhìn thoáng qua Thiên Quý, thản nhiên nói: "Ta đã tận lực." Sau khi nói xong, Sở Mộ thu hồi Mạc Tà và băng không tinh linh về không gian hồn sùng. Bộ dáng tiêu sái, bình thản rời khỏi chiến trường, đi lên trên đài cao. Lúc lên trên đài sở mộ có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đã chuyển biến khác xưa rất nhiều, có hoảng sợ, có kính trọng, có kinh ngạc. Đủ các loại tâm tình đổ ập vào người hắn, thế nhưng, sở mộ chỉ nhìn thấy cặp mắt mỹ lệ u buồn kia, hắn có thể nhận ra cảm xúc cần nhu công chúa có sự biến hóa đặc thù. Trận chiến này làm cho toàn bộ yểm ma cung đều biết đến đại danh hằng hải yểm thiếu rồi. Lục Sam Ly hồi lâu sau mới từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, lập tức cao giọng khen ngợi sở mộ. Nói xong câu đó, Lục Sam Ly cố ý nhìn thoáng qua Hạ Nghiễm Hàn, bởi vì Lục Sam Ly biết cái vị tù đảo vương giả này bộc phát ra lực chiến đấu quá mức kinh khủng, thanh danh Sở Mộ bộc phát ra chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi hơn cả Hạ Nghiễm Hàn lúc trước. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn vào Sở Mộ đã thay đổi triệt để, việc đánh bại Thiên Quý đã nói lên rằng Sở Mộ có thực lực lọt vào hàng ngũ thanh niên đứng đầu trong Yểm Ma Cung. Những thanh niên đứng đầu của Yểm Ma Cung chắc chắn là địa vị cao cả, quyền lực rất lớn trừ phi một số cao tầng cấp bậc nguyên lão của nội ma cung để ý còn không bất luận kẻ nào cũng không có tư cách hạn chế hắn hành động sở mộ có thể cảm giác được thái độ mọi người đã biến hóa rõ ràng cảm giác được người khác kính trọng quả thật có một loại ma lực kỳ lạ làm cho người ta không ngừng theo đuổi tăng cường thực lực sở mộ ngẩng đầu lên nhìn vào nữ tử xinh đẹp cao quý ở vị trí chủ tọa lúc này đã không còn ai quát mắng hắn dám can đảm nhìn thẳng vào công chúa Bây giờ sở mộ đã có thể chân chính đưa mắt nhìn vào cô gái làm cho hắn có vài phần hào cảm này. Cần nhu công chúa cũng cảm giác được ánh mắt sở mộ đang nhìn mình, có lẽ nàng đủ thông minh để có thể nhận ra thứ gì đó từ trong mắt sở mộ. Sở mộ, rốt cuộc cần nhu công chúa bắt đầu mở miệng, thanh âm vẫn ôn nhu như trước. Sở mộ gật đầu, vẻ mặt khôi phục sự lạnh lùng như ngày thường. Trước khi chính mình đủ mạnh, sở mộ sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc nội tâm của mình ra ngoài, hắn cũng không muốn để cho vị công chúa này biết mình ái mộ nàng trong lòng sở mộ có mấy phần ái mộ thật ra cũng không phức tạp lắm hắn bây giờ chỉ là một thanh niên tâm trí thành thục có chút hảo cảm với những nữ tử mỹ lệ là chuyện rất bình thường nhất là tiểu công chúa yểm ma cung còn có khí chất đặc biệt thế kia lại càng thu hút hắn nhưng mà cảm xúc ái mộ sẽ không ảnh hưởng đến lý trí có lẽ sau này hắn sẽ theo đuổi nữ tử như vậy nhưng tuyệt đối không bao giờ coi đây là mục tiêu bởi vì mục tiêu chân chính của hắn là không ngừng mạnh mẽ là đòi lại mối nhục cho gia tộc hắn không muốn lại bị người ta dẫm dưới chân rồi châm biếm sức mạnh sẽ có thể quyết định hết thảy nếu hắn có đủ sức mạnh sẽ không bị hạ nghiễm hàn kiềm chế rồi sở mộ ta muốn biết tại sao ngươi lại bị mất đi một hồn cẩn nhu công chúa chợt mở miệng hỏi cẩn nhu công chúa hỏi vấn đề này cũng là một việc mọi người rất muốn biết dưới tình huống mất đi một hồn còn trở thành tù đảo vương giả thực lực kinh khủng như thế tại sao lại để mất một hồn. Ví như trạng thái hắn hoàn hảo chẳng phải là quét ngang tất cả thanh niên cao thủ yểm ma cung hay sao. Lúc đạt tới hồn đồ ký kết hồn ước với hồn sủng đẳng cấp cao, hồn sủng cuối cùng trốn tránh. Sở mộ nhàn nhạt nói, hồn sủng trốn tránh là vết thương lòng ăn sâu vào nội tâm sở mộ. Chuyện này đã xảy ra rất lâu, nhưng nội tâm sở mộ vẫn in hẳn vết sẹo, mỗi khi nhớ đến là trái tim hắn như dỉ máu. Mất một hồn, thậm chí còn nuôi nấng một con bạch yểm ma. Trong tình huống này vẫn có thể sinh tồn 3 năm trên tù đảo, tinh thần của ngươi làm cho ta khâm phục." Cẩn Nhu công chúa Ôn Nhu nói, "Không có gì vinh quang hơn việc được công chúa tán dương, nhất là Cẩn Nhu công chúa khen ngợi lại càng đáng giá." Mọi người lập tức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía công chúa. "Đây là cấp 6 hồn giáp ta mới có được từ chuyến đi Thiên Hạ Thành, ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi trong tương lai có thể một vị cường giả chân chính giống như Hạ Tiên Sinh." Lúc Cần Nhu công chúa nói lời này liền phất tay áo ra hiệu cho thị nữ bên cạnh giao hồn giáp cho sở mộ. Cấp 6 hồn giáp, công chúa nói một câu lại dẫn đến mọi người xôn xao kinh ngạc không dứt, những người ở đây có ai không biết xem hàng chứ. Cấp 6 băng hỏa hồn giáp có giá trị cực cao, không ngờ một bảo vật như vậy lại trực tiếp ban cho tù đảo vương giả. Vô số ánh mắt hâm mộ bắt đầu chuyển thành ghen tị, dù sao giá trị của cấp 6 hồn giáp quá mức chân quý. Ai mà ngờ được Cần Nhu công chúa lại ban thưởng cho sở mộ nhẹ nhàng như thế cấp 6 hồn giáp, hồn giáp băng thuộc tính và hỏa thuộc tính dung hợp, chỉ cần gia trì thêm kỹ năng phòng ngự là đạt tới trình độ cấp 7 hoặc đến gần cấp 8. Lực phòng ngự mạnh như thế đã vượt qua rất nhiều hồn sủng da dày thịt béo rồi. Cho dù đối mặt với sinh vật cường đại hoặc đối thủ mạnh hơn cũng có thêm một tầng bảo hộ an toàn. Sở mộ nhớ rằng cấp 6 hồn giáp 2 thuộc tính có giá trên thị trường tiếp cận 500 vạn kim tệ. Sở mộ mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới vị cần nhu công chúa này lại mạnh tay như thế, trực tiếp cho mình một món đồ quý trọng cỡ này. Sở mộ, mau tạ ơn công chúa, sau này ngươi sẽ là hỗ trợ thân tín của công chúa, chỉ có công chúa và ta mới có thể sai khiến người. Những người khác có thể trực tiếp không nhìn, hạ nghiễm hàn chậm rãi nói, sở mộ quỳ một chân xuống khẽ thi lễ. Khi sở mộ đứng dậy, Cần Nhu công chúa và bốn thị nữ đã rời khỏi, nhìn bóng lưng Cần Nhu công chúa dần dần đi xa, trong lòng sở mộ lại càng kiên định. 18 tuổi tù đảo vương giả, cuồng vọng tiếp nhận 5 người khiêu chiến, bây giờ lại đánh bại thiên quý danh tiếng cực thịnh. Đúng như lời Lục Sam Ly nói, trải qua trận chiến này, cái tên sở mộ sợ rằng không có người nào trong yểm ma cung không biết rồi. chương 133, Tiểu Thư Tần Gia Tần Mộng Nhi Danh vọng mặc dù không có bất kỳ chỗ tốt thực tế, nhưng đó là phương thức trực tiếp nhất dùng để cân nhắc thực lực một hồn sủng sư. Sau khi đánh bại thanh niên đứng đầu thiên quý, sở mộ đã trở thành tân tinh nhanh chóng cuột khởi của yểm ma cung. Ban đầu hạ nghiễm hàn trở thành tù đảo vương giả, trong vòng 5 tháng sau, hắn đã trở thành tân tinh có tiềm lực nhất, lúc ấy hắn dẫn phát oanh động trong toàn bộ Yểm Ma Cung, địa vị không ngừng bay lên, giành được quyền vị cực cao. Còn bây giờ Sở Mộ không chỉ phá vỡ thành tích tù đảo vương giả của hạng nhiễm hàn, sau khi tiến vào Yểm Ma Cung không bao lâu đã đánh bại thiên quý trong hàng ngũ thanh niên cường giả. Phần vinh quang này, thực lực như thế, trong lịch sử Yểm Ma Cung trước nay chưa từng có quan trọng nhất là mỗi người đều biết vị tù đảo vương giả này chỉ có thể triệu hồi ra hai con hồn sủng để đánh bại thiên quý. Rất nhiều người thậm chí to gan suy đoán sở mộ không có lấy ra toàn bộ thực lực, vì thế danh vọng sở mộ lại càng từ hàng ngũ cao thủ nhất lưu trực tiếp bay lên hàng ngũ thanh niên cường giả đỉnh phong. Danh tiếng có thể so sánh với một số thanh niên mạnh nhất hiếm khi thấy mặt rồi. Màn hào quang này không giúp cho sở mộ thăng quan tiến trước trong yểm ma cung, nhưng nó giúp cho sở mộ có đặc quyền ngang hàng với nhân viên cao tầng, Trực tiếp nhất chính là Sở Mộ nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa và Lục Sam Ly không cần phải hành lễ, chỉ cần hơi cúi đầu chào một tiếng là xong. Có lẽ đây chỉ là thay đổi trên phương diện lễ nghi, nhưng điều này cũng cho thấy vị trí Sở Mộ đang đứng bây giờ đã không còn quá mức xa xôi với Cẩn Nhu công chúa. Nhất là Sở Mộ bây giờ còn đảm nhiệm chức vị hỗ trợ cho công chúa, nói vậy sau này sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc. Cho dù Yểm Ma cung ban cho mình bao nhiêu vinh quang, cho dù danh tiếng Sở Mộ chấn động như thế nào, được nhiều người tôn kính, ngưỡng mộ bình luận ra sao. Tất cả đều không thể nào ngăn chặn được mong ước trở về gia tộc của sở mộ. Sau khi oanh động từ từ qua đi, sở mộ lập tức ẩn núp trong phòng, nghỉ ngơi một ngày và tìm cần nhu công chúa xin phép. Sau đó hắn lập tức cưới tật phong ma câu mang theo tâm tình kích động chạy tới la vực cương la thành. Sở mộ rời khỏi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thanh danh hắn. Mà còn làm cho vị tù đảo vương giả mất đi một hồn kia càng thêm thần bí. Cần nhu công chúa sẽ ở lại yểm ma cung một đoạn thời gian ngắn, sở mộ là hỗ trợ thân tín chịu trách nhiệm đi theo công chúa mỗi khi xuất hành, cho nên hắn không nhất định phải ở lại yểm ma cung. Sau khi được phép rời khỏi, sở mộ trực tiếp đi tới la vực. Sở thiếu gia, ngài mới vừa giành được danh khí không nhỏ ở yểm ma cung, tại sao không tranh thủ gia tăng quyền lực? Vội vàng chạy tới la vực như vậy hẳn là có chuyện lớn. Đinh Vũ chợt mở miệng hỏi, sở mục nhìn thoáng qua Đinh Vũ, bình thản nói, Đinh Vũ, đến bây giờ ngươi còn gọi ta là sở thiếu gia. Đinh Vũ ngẩn người, không nghĩ tới Sở Mộ Bỗng Nhiên nói ra vấn đề này. Trên thực tế, khi Đinh Vũ biết tên Sở Mộ đột nhiên nghĩ tới người thiếu niên từng sống chung trên Thanh Yểm Ma Đảo 3 năm trước. Chẳng qua là nàng không thể nào ngờ được Sở Mộ lại bị ném ra tù đảo, rồi 3 năm sau cường thế xuất hiện ở trong Yểm Ma cung. Mấy ngày trước Đinh Vũ thật ra cũng có hy vọng Sở Mộ chú ý tới mình, dù sao 3 năm trước đây bọn họ đã từng sống chung trong một nhà gần nửa năm. Chẳng qua là Đinh Vũ phát hiện Sở Mộ hình như đã quên nàng rồi. Đinh Vũ tự nhiên sẽ cảm thấy mất mát bởi vì sở mộ lãng quên, nhưng nàng biết sở mộ hôm nay đã khác xưa, trở thành một tân tinh trói mắt yểm ma cung người người đều biết, còn nàng chỉ là một tỷ nữ mà thôi. Ta, sở thiếu gia, ta nghĩ người quên mất ta, Đinh Vũ chợt đỏ ửng, lộ ra mấy phần bối rối, nhưng Đinh Vũ vẫn không dám trực tiếp gọi tên sở mộ. Sinh tồn ba năm trên tù đảo quá mức tàn khốc, rất nhiều chuyện bởi vì tinh thần chết lặng nên trí nhớ mơ hồ, không thể lập tức hồi tưởng lại được. Sở mộ nói, À, a à, ngài vội vã trở về la vực là bởi vì, Đinh Vũ nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa, lập tức thay đổi đề tài. La vực cương la thành là nhà của ta, ta đã rời khỏi nơi đó 4 năm rồi. Sở mộ nhàn nhạt nói, Đinh Vũ lén lén nhìn sang sở mộ một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra trong mắt sở mộ tràn đầy mất mát, đau thương. Ngài bây giờ có địa vị rất cao ở yểm Ma Cung, có thể nói là mang theo một thân vinh quang trở về nhà rồi, nhất định sẽ làm cho người nhà cảm thấy kiêu ngạo. Đinh Vũ nói, có lẽ vậy, sở mộ gật đầu, ánh mắt nhìn về dãy núi xa xôi, dần dần mơ hồ nhạt nhòa. Một thân vinh quang cũng không trọng yếu đối với sở mộ, chân chính quan trọng là đã có thể trở về nhà sau 4 năm xa cách. Vào lúc này trong lòng hắn phát sinh rất nhiều cảm xúc rối loạn. La Vực là một lãnh thổ đẹp đẽ, giàu có, từ nơi đó có thể nhìn ra bình nguyên vô tật, dãy núi quanh co khúc khuỷu cao ngất tầng mây, rừng rậm dày đặc xum xuê tươi tốt ở trên thế giới này vẫn thường dùng chủng loại hồn sủng để phân chia theo khu vực địa hình la vực phức tạp có thể tạo điều kiện cho nhiều loại hồn sủng sinh sống chỉ cần đi dạo một vòng là nhìn thấy hàng đoàn yêu thú cấp nô bộc thi nhau xuất hiện nhưng ở một số địa phương ít người lui tới sẽ phát hiện dấu chân cấp thống lĩnh thậm chí những nơi hoang vu còn có đồ đằng cổ xưa ngay cả yêu thú cấp quân chủ cũng từng xuất hiện sở mộ thích tự do trong lòng luôn khát vọng tự do nội tâm sở mộ vốn được vẽ từ hoàn cảnh thiên nhiên la vực cho nên sau khi tiến vào la vực, tâm tình sở mộ lập tức dâng lên sự vui vẻ không lời, thậm chí tính cách lạnh lùng thường thấy cũng dần thay đổi, dọc theo đường đi lâu lâu còn bắt chuyện với Đinh Vũ. Trên thực tế, sở mộ cũng không phải là một thanh niên lạnh lùng như thường biểu hiện, nhất là tính cách được phụ thân rèn luyện và bồi dưỡng nên nội tâm sở mộ cất chứa sự cao ngạo, phóng khoáng, không hề câu chấp. Chỉ cần đạt được tự do chân chính đi tới vùng thiên nhiên rộng lớn, những cảm giác vô tình, chết lặng, sát khí thanh nồng sẽ từ từ rút lui, dần dần thay vào đó là bản tính nam nhi. Sở thiếu gia, nơi này cách cương la thành chỉ còn chừng ba ngày lộ trình, tối nay chúng ta ngủ lại trong thành, ngày mai sẽ tiếp tục lên đường, tật phong ma câu cũng cần phải nghỉ ngơi. Đinh Vũ nói, ừ, cũng tốt, sở mộ gật đầu rồi khống chế tật phong ma câu trực tiếp tiến vào tòa thành có vẻ giống cấp 5. Tật phong ma câu là thống lĩnh cấp hồn sủng, những người có thể cưỡi cấp thống lĩnh hồn sủng đi đường đúng là hành vi phí phạm của trời vì thế khi sở mộ và đinh vũ cưới tật phong ma câu theo con đường chính đi vào thành lập tức nhấc lên một trận thổn thức nguyên một đám cưới cấp nô bộc hồn sủng oán hận đấm ngực rậm chân xấu hổ giạt sang hai bên tránh đường không dám nói một câu nhất là nhìn thấy hai người cưới tật phong ma câu dĩ nhiên là một đôi thanh niên nam nữ những hồn sủng sư tuổi tác khá lớn đành phải yên lặng lắc đầu bất lực sau khi tiến vào thành thị sở mộ và đinh vũ trực tiếp đi tới hồn sủng cung tạm gửi tật phong ma câu không có ký kết hồn ước vào trong đó Hồn sùng cung là một trong những thế lực quyền uy nhất của lĩnh vực hồn sùng. Thế lực này không giống yểm ma cung và một số nơi khác, hồn sùng cung mở ra phục vụ đối với tất cả hồn sùng sư, bọn họ làm mọi việc liên quan đến hồn sùng, ví như ký gửi hồn sùng, cho thuê thú cưỡi, buôn bán giao dịch vật phẩm bồi dưỡng hồn sùng. Hồn sùng cung có lẽ không phải là thế lực mạnh nhất trên thế giới, nhưng tuyệt đối là phổ biến nhất, có thành viên nhiều nhất không ai bị nổi. Thành trì trên khắp thế giới nhân loại tính bằng đơn vị hàng nghìn, hầu như tất cả thành thị từ cấp 5 trở lên đều có một tòa hồn sủng cung tồn tại, cung cấp đủ loại nhu cầu thiết yếu cho hồn sủng sư. Thiếu gia, ngài vẫn còn ký kết được với một con hồn sủng mới đúng không? Đinh Vũ hỏi, Sở Mộ gật đầu xác nhận, trên thực tế Sở Mộ còn có hai chỗ chống hồn sủng, bởi vì sau khi Bạch Yểm Ma cắn nuốt năm đoạn chín giai lam yểm ma đã lặng lẽ chuyển tặng một phần hồn lực cho Sở Mộ. Không ngờ lại trợ giúp Sở Mộ đột phá giai đoạn 6 niệm, tiến vào bảy niệm hồn sư bảy niệm có ý nghĩa sở mộ ở vào trình độ cao niệm giai đoạn hồn thứ ba này có thể nhận thêm ba con hồn sủng hồn thứ ba của sở mộ chỉ mới ký kết hồn ước với dạ lôi mộng thú vì thế vẫn còn hai chỗ trống để không sở mộ đang tính toán đi tới một vài địa phương có yêu thú cường đại để lựa chọn một con hồn sủng mới nhanh chóng tăng cường thực lực của mình ở thời điểm chiến đấu hồn sủng sư rất khó triệu hoán hoặc thay đổi toàn bộ hồn sủng của mình ra chiến đấu bởi vì triệu hoán hồn sủng tiêu hao rất nhiều hồn lực nếu số lượng hồn sủng đủ nhiều, trong lúc chiến đấu có thể dựa vào thuộc tính và chủng tộc để chiếm cứ ưu thế nhất định. Trong lòng Sở Thiếu Gia hẳn là đã có mô hình hồn sủng lý tưởng rồi. Nếu không làm sao chậm chạp không chọn lựa như thế, Đinh Vũ nói, thật sự là không có, chẳng qua là yêu cầu quá cao. Sở Mộ nói, vừa nhắc tới hồn sủng mới, Sở Mộ liền nhớ lại ở trong không gian giới chỉ còn có một quả trứng chập long chưa nở. Trứng chập long vẫn luôn nằm trong trong không gian giới chỉ Sở Mộ từ lúc đó tới giờ. Cũng may thỉnh thoảng xuất hiện một ít thanh âm khe khẽ để cho hắn biết nó còn sống, những lúc bình thường chỉ im lặng y như tảng đá mà thôi. Thiên thương thanh chập long hẳn là tồn tại vượt xa cấp quân chủ, thiên thương thanh chập long phân liệt ra chập long noãn ít nhất cũng phải là cấp quân chủ trở lên. Cấp quân chủ không thích hợp ký kết hồn ước ở giai đoạn hồn sư. Vì thế hai chỗ trống còn lại không thuộc về tiểu chập long, chỉ có thể hạn định đẳng cấp chủng tộc ở cấp bậc thống lĩnh. Thật ra đẳng cấp chủng tộc không phải là biểu hiện tuyệt đối cho giá trị của một con hồn sủng, nếu cấp bậc thấp chỉ cần điều huấn tốt tăng cường giai đoạn và thuộc tính hợp lý vẫn có thể chiến đấu với hồn sủng cấp cao hơn. Chủng loại hồn sủng vô cùng phong phú, chất lượng cao thấp không đều. Sở Mộ khẳng định đi tới hồn sủng cung tìm mua cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nếu hắn muốn tìm mua hồn sủng thì thời điểm ở Yểm Ma Thành là tòa thành cấp 10, chỉ cần Sở Mộ có đầy đủ tài chính sẽ có thể mua được hồn sủng biến thái cỡ nào cũng được. Trong lúc Sở Mộ và Đinh Vũ xài bước đi dạo trên đường phố phồn hoa, náo nhiệt sở thiếu gia tại sao, chiếc xe ngựa kia rất đặc thù. Đinh Vũ phát hiện sở mộ đang nhìn vào một chiếc xe ngựa chạy qua, tò mò hỏi. Dấu hiệu trên xe ngựa hơi quen thuộc, hình như là đại gia tộc của Cương La Thành, nhưng thời gian trôi qua quá lâu nên nghĩ không ra. Sở mộ giải thích, sở mộ bây giờ chỉ nhớ rõ nhất là dấu hiệu của gia tộc mình và Dương Gia. Hai đại gia tộc Chu Gia và Tần Gia thì chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ. Lúc nãy chúng ta tiến vào hồn sủng cung thì chiếc xe ngựa đó ở bên cạnh, ta nhìn thấy bên trong là một nữ tử rất đẹp được người hầu gọi nàng là tần tiểu thư. đinh vũ nói, à, nữ tử tần gia, sở mộ chợt hiểu ra, khó trách lại cảm thấy quen thuộc như thế. quan hệ giữa sở gia và tần gia tương đối hòa hợp, trong dĩ vãng sở mộ thường xuyên tới tần gia chơi, bên kia cũng hay đến sở gia thăm hỏi. sở thiếu gia, ngài biết nàng? đinh vũ hỏi. sở mộ lắc đầu nói, trước kia có thể quen biết, nhưng mà bây giờ nhận không ra đâu. sở mộ không để ý nữ tử tần gia này tiếp tục đi về phía trước tìm một gian nhà trọ xa hoa nghỉ tạm đúng dịp chính là xe ngựa tần ra cũng đang ở chỗ này sở mộ và đinh vũ đi tới đúng lúc nhìn thấy một nữ tử mỹ lệ từ trong đi ra sở đại bá đã phải lo lắng nhiều chuyện rồi ta nên giúp đỡ một phen nữ tử vừa đi lên lầu hai vừa thấp giọng nói với một người nam tử trung niên nữ tử nói cực kỳ nhỏ nhưng sở mộ đã rèn luyện được thính lực rất tốt nên vẫn có thể nghe thấy bọn họ trao đổi tiểu thư không phải là ta không muốn trợ giúp sở ra thật sự là lần này ngăn chặn thương đội sở ra chính là cao thủ ngoại tộc Dương Gia Lý Nam. Lão đằng có thể đánh thắng hắn, nhưng trả giá cũng không nhỏ, hơn nữa nhất định sẽ bị đám người Dương Gia biết tần Gia nhúng tay vào. Gia nô tự xưng là lão đằng thấp giọng đáp, vậy cứ trơ mắt nhìn thương đội sở ra bị đánh cướp. Đám người Dương Gia đúng là quá đáng, mấy năm nay tình trạng sở ra đã vô cùng thất bát rồi, bọn họ lại còn sử dụng thủ đoạn hạ lưu này, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nữ tử tần ra lo lắng nói. Tiểu thư, tần gia chúng ta đã âm thầm trợ giúp sở gia không ít, nhưng mà ngươi cũng biết bây giờ dương gia đã một mình độc chiếm cương la thành, kế tiếp là chu gia. Hai đại gia tộc này rắn chuột một ổ, cơ hội chiếm đoạt toàn bộ cương la thành. Tình huống tần gia chúng ta cũng không lạc quan lắm, chúng ta bây giờ chỉ có thể âm thầm viện trợ bọn họ, nhưng nếu chính diện đối kháng thì chúng ta sẽ thua thiệt rất lớn. Lão đằng nói, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, sở mộ lập tức nhíu mày nhăn mặt, cố ý đến gần mấy bước muốn nghe rõ tất cả nội dung mà bọn họ nói chuyện. Ngươi, không được tới gần tiểu thư, sở mộ mới vừa tới gần, mấy gia nô khác lập tức lộ ra bộ giang hung thần ác sát. Nhìn thấy có người đi đến gần, tần tiểu thư nhà và lão đằng cũng ngừng câu chuyện, xoay người đi về phòng nghỉ ngơi. Hai vị mới vừa nói đến thương đội sở ra có tạc nhân muốn cướp hàng có thật không? Sở mộ không nhìn mấy gia nô kia, ánh mắt nhìn vào vị tần tiểu thư trực tiếp mở miệng hỏi. Khi sở mộ nói ra những lời này, Tần Tiểu Thư và lão Đằng đồng thời nhíu mày. "Chẳng lẽ ngươi không biết vì tiện nghe lén người khác nói chuyện là hành động bất nhã sao?" Sắc mặt lão Đằng lập tức trở nên âm trầm, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Sở Mộ. Từ trước tới giờ Sở Mộ không hiểu được cái gì gọi là vô lễ và mạo phạm, nếu như là trước kia lão Đằng vừa trợn mắt là Sở Mộ trực tiếp ra đòn sát thủ rồi. Nhưng bây giờ Sở Mộ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình, dù sao cuộc sống trên tù đảo đã chấm dứt, không cần thiết hễ nhìn thấy người là giết. Ta chỉ muốn biết chuyện này là thật hay giả." Sở Mộ nhắc lại một lần, "Tiểu tử, có phải cần ta thay trưởng bối chỉ dạy ngươi hành động có lễ phép hơn không?" Sắc mặt lão đằng lúc này lại càng khó coi. Tần gia trợ giúp Sở gia vẫn luôn tiến hành âm thầm, lão đằng không muốn để cho người ngoài biết. Nếu truyền vào tai đám người Dương gia thì Tần gia bọn họ sẽ có phiền toái. Lão đằng, quên đi, có lẽ hắn nghe được trong lúc vô tình thôi." Nữ tử Tần gia nhìn qua tương đối ôn hòa, ra hiệu cho lão đằng không nên xung đột với Sở Mộ. Sau khi hóa giải xung đột, nàng liền xoay người chậm rãi đi lên lầu 2. Sở mộ làm sao có thể bỏ mặc sự tình sở ra được. Hơn nữa nghe loáng thoáng hình như lần này thương đội gia tộc vận chuyển hàng hóa cực kỳ trọng yếu. Đợi một chút, người có phải là tần mộng nhi không? Sở mộ lập tức hỏi tới. Tần tiểu thư chợt ngừng bước quay đầu nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sở mộ, tựa hồ không rõ tại sao người thanh niên lạ mặt này biết tên của mình. Tiểu thư, ngài tu luyện ở La Vực Môn mấy năm, mặc dù không thường trở về, nhưng cũng có chút danh tiếng. Người ngoài nhận ra ngài cũng không kỳ quái, để ta sửa giáo huấn tiểu tử nói năng bậy bạ này là ổn rồi. Lão đằng giải thích, chương 134, cứu viện thương đội sở ra. Vị tiểu thư này không nên hiểu lầm, thiếu ra chúng ta thính lực tốt hơn người thường, trong lúc vô tình nghe thấy các người nói chuyện với nhau. Thiếu gia và sở gia có chút quan hệ sâu xa, bởi vì nghe sở gia gặp nạn nên muốn xuất thủ tương trợ, hy vọng các người nói chuyện này rõ ràng hơn một chút đinh vũ lập tức đứng dậy giải thích dùm sở mộ sở mộ nhìn thoáng qua đinh vũ nhẹ nhàng gật đầu hắn sinh tồn ở tù đảo quá lâu nên tinh thần quá mức chai lì cứng ngắc bây giờ quay về cuộc sống bình thường nhưng chưa thể khôi phục như cũ một sớm một chiều được vì thế hắn không quá am hiểu giao tiếp với người khác khuôn mặt tần mộng nhi lập tức xuất hiện chút ít biến hóa cố ý nhìn kỹ hơn đánh giá tướng mạo sở mộ các ngươi nguyện ý giúp đỡ sở ra tần mộng nhi hỏi sở mộ gật đầu xác nhận tiểu thư không nên dễ dàng tin bọn họ, lão đằng nói chen vào, nhưng chúng ta làm sao phải tin tưởng các ngươi? Tần Mộng Nhi bình thản hỏi ngược lại. Tần Mộng Nhi quả thật là muốn giúp đỡ Sở gia, chỉ tiếc lão đằng không muốn xuất thủ, nếu như có người nguyện ý xuất thủ tương trợ vậy thì quá tốt rồi. Ta là sở thần của đại sở gia tộc ở lãnh địa cổ vực, nghe nói là vực Sở gia ngày càng tiêu điều, trong lúc lịch lãm bên ngoài thuận tiện đi tới nơi này nhìn xem một chút. Sở Mộ nhanh chóng đưa ra một lý do hợp lý sở mộ không cố ý ẩn giấu thân phận chân thật của mình mà là vì sở mộ hiểu rõ tin tức mình đã chết ai nấy đều biết rồi hơn nữa thời gian đã qua 4 năm bây giờ tần mộng nhi và lão đẳng vốn không tin tưởng mình nếu lại nói mình là sở mộ thì bọn họ càng thêm nghi ngờ vì thế sở mộ lập tức theo dệt ra một thân phận đàng hoàng và hợp lý để khỏi mất công giải thích a à, thì ra là người của đại sở gia tộc xem ra lần này sở ra được cứu rồi tần mộng nhi tương đối đơn thuần lập tức chấp nhận tin tưởng sở mộ Tiểu thư, cẩn thận một chút mới tốt, lão đằng vội vàng nhắc nhở một câu, bởi vì hắn vẫn không dám tin tưởng sở mộ. Đằng đại thúc, chúng ta không giúp được sở ra cũng không thể ngăn cản người khác trợ giúp sở ra nha. Tần Mộng Nhi nói, này, vậy cũng tốt, lão đằng lộ vẻ khó xử, nhưng nhìn thấy tiểu thư đã hạ quyết tâm, hắn cũng không thể nói gì thêm nữa. Các ngươi tại sao không báo cho thành viên sở ra chung quanh đây? Sở mộ kỳ quái hỏi, sở mộ nhớ rằng mấy tòa thành ở chung quanh hẳn là có sản nghiệp sở ra, tần mộng nhi nên báo cho thành viên sở ra thật sớm để chuẩn bị mới đúng chứ chung quanh đây làm gì có người của sở ra nếu có chúng ta tự nhiên đã báo từ sớm rồi lão đằng nói không có sở mộ ngẩn người ngạc nhiên không có lường trước gia tộc mình đã nghèo túng đến trình độ này chỉ mới vài năm đã đánh mất sản nghiệp ở mấy tòa thành vậy bọn họ dự định động thủ ở đâu thương đội sở ra bây giờ đang ở chỗ nào sở mộ tiếp tục hỏi ta đã phái thủ hạ đi tìm hiểu rồi trong vòng một ngày là có thể biết nhưng ta đoán bọn họ dự định ra tay ở mạn ấn xâm lâm bên ngoài thành. Như vậy đi, ngày mai các người đi cùng với chúng ta tới mạn ấn thành, sau khi nhận được tin tức cụ thể thì chúng ta sẽ bày ra kế hoạch hành động. Tần Mộng Nhi nói, tiểu thư, lão đằng lập tức thấp giọng dì tai, tựa hồ muốn bảo tiểu thư nhà mình cẩn thận một chút, không thể tin tưởng hai người này như thế được. Tần Mộng Nhi cũng không để ý nhiều lắm, bộ dạng hẳn là vô cùng tin tưởng sở mộ. Vừa nói dứt lời, nàng nở nụ cười vui vẻ tiến vào trong phòng của mình sở thiếu gia, ngài nhớ ra tần tiểu thư rồi. Đinh Vũ thấy những người tần gia đã vào phòng nghỉ ngơi liền hỏi. Ừ, có chút ấn tượng. Sở mộ gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé đơn thuần lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào. Sở mộ mới ban đầu quả thật không nhận ra nữ tử tần gia là ai, nhưng cẩn thận đánh giá một hồi lâu mới dần dần xác định vị tiểu thư này hình như trước kia đã từng vui chơi với hắn thường xuyên. Tần gia tiểu muội muội này tên là Tần Mộng Nhi, trong ấn tượng của hắn thì tiểu muội muội này thường xuyên chạy vào trong đình viện gặp hắn, sau đó cả hoa viên tràn đầy tiếng cười như chuông bạc. Cách nhau 4 năm, tần gia tiểu muội muội này đã trổ mã thành một mỹ nhân phong thái yêu nhã, vì thế sở mộ xém chút nữa nhận không ra. Nếu không phải vì nàng vẫn còn khí chất đơn thuần như trước, sở mộ rất khó liên tưởng đến một cô bé ngây thơ và một mỹ nhân có dính dáng gì với nhau. Vị tiểu thư này thật là đẹp, đinh vũ nhỏ giọng tán dương, lúc đó còn cố ý nhìn sang sở mộ sở mộ cũng gật đầu nói ừ quả thật rất dễ xem ngươi cũng không kém đinh vũ vốn chỉ muốn xâm nhập tìm hiểu quan hệ trước kia giữa sở mộ và tần mộng nhi không nghĩ tới sở mộ tự nhiên phát ra một câu như vậy nhất thời gương mặt đỏ bừng vội vàng chạy vào phòng bối rối sửa san giường chiếu cho sở mộ đinh vũ vẫn giống như sở mộ từng biết khi nàng ở yểm ma cùng thường xuyên duy trì ngụy trang dung mạo của mình ra vẻ bình thường cho đến khi rời khỏi yểm ma cung thì nàng mới thể hiện ra chính mình ba năm đã qua đi đình vũ cũng biến hóa rất lớn ít nhất trong mắt sở mộ thì nàng cũng có thể tính là một mỹ nữ rồi tính cách cũng dễ chấp nhận hơn hân tuyết rất nhiều vẫn là thói quen ngủ rất ít sở mộ dùng bảy thành hồn lực nuôi nấng bạch yểm ma sau đó bắt đầu yên lặng tính tu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong bây giờ đã đạt tới cấp bậc bảy niệm hồn sư sở mộ chỉ cần dùng bảy thành hồn lực để nuôi nấng bạch yểm ma thế nhưng triệu hoán một lần hồn sủng phải hao phí một thành hồn lực nếu hồn lực còn ba thành thì hắn chỉ có thể dùng để triệu hoán chứ không thể nào sử dụng hồn kỹ ô ô ô tiểu mạc tà nằm gục ở trên bả vai sở mộ khẽ ngáp một tiếng khả ái bộ dáng có lẽ là buồn ngủ lắm rồi ngủ đi chuẩn bị chiến đấu đó sở mộ sờ sờ đầu tiểu mạc tà nói ngao ô vừa nghe nhắc đến chiến đấu tiểu mạc tà lập tức bộc lộ dáng vẻ hưng phấn đã gần một tháng nó không có đánh chiến gì cả mấy ngày qua mạc tà phờ phạc hết ăn rồi ngủ không có việc gì chỉ biết gặm gặm móng vuốt của mình nhằm tránh khỏi vì không chiến đấu mà dần dần yếu ớt. Ăn một khối hồn hạch rồi ngủ đi, đừng có hưng phấn thái quá. Sở mộ lấy cấp 6 hồn hạch hai thuộc tính thú và hỏa ra đút vào mồm tiểu mạc ta. Tiểu mạc gặm xong bữa ăn khuya liền nhảy vào trong ngực sở mộ, lắc lư cái mông nhỏ mấy cái để cuộn tròn sáu cái đuôi lại với nhau, thân thể co giúp lại tìm một tư thế thoải mái bắt đầu ngủ. Sở mộ tiếp tục ngồi ở trên giường tĩnh tu, cho đến gần hừng sáng mới gọi tiểu mạc tà dậy canh chừng để hắn ngủ một tí. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Sở Mộ và Đinh Vũ thức dậy thì người của Tần gia đã chuẩn bị xong xe ngựa, dự định lên đường đi tới Mạn Ấn thành. "Người của các ngươi đâu?" Lão Đằng nhìn thoáng qua Sở Mộ và Đinh Vũ, mở miệng dò hỏi. "Người nào?" Sở Mộ không hiểu nên hỏi lại, đương nhiên là người xuất thủ hỗ trợ, chẳng lẽ hai người các ngươi tự mình đối phó cao thủ Dương gia? Lão Đằng tức giận nói, "Đằng Đại Thúc, giọng nói không nên nặng nề như vậy." Tần Mộng Nhi lập tức khuyên giải lão Đằng ánh mắt chuyển về phía sở mộ ra vẻ áy náy sở thần công tử người đi ra ngoài lịch lãm không có mang theo gia nô bảo vệ an nguy hay sao sở mộ nhìn tần mộng nhi một lát hồi lâu sau mới hiểu ra vấn đề ở chỗ nào lắc đầu nói không có ta tự mình xuất thủ ngươi tiểu tử ngươi thuần túy đang đùa bỡn chúng ta phải không dương gia lý nam ngay cả ta cũng đối phó khó khăn ngươi chỉ là một thiếu niên chưa dứt sữa có khác gì đi tìm chết chứ lão đằng lại bắt đầu bộc phát tính tình chương 135, thống lĩnh ma câu chỉ là thú cưỡi. Cũng không phải là heo đằng xem thường sở mộ, thật ra ở trong la vực vốn không có bao nhiêu thanh niên đạt tới cấp bậc hồn sư lúc 20 tuổi. Cho dù là hồn sư, Dương Gia Lý Nam có tới hai con cấp thống lĩnh hồn sùng, giai đoạn cũng không thấp, nếu như không có một chút bản lãnh làm sao có thể đánh lại hắn. Lão đằng từ lúc bắt đầu đã nghi ngờ cái tên thanh niên này lắm rồi, nhưng nghĩ đến lai lịch đại sở gia tộc cho rằng hắn có mang theo gia thần hộ vệ, Ai ngờ được tên này căn bản đi tay không tới, lại còn gióng giạc vỗ ngực bảo mình tự xuất thủ. Lão già này, khống chế cái tính tình thối của ngươi lại. Biết thiếu gia nhà ta là ai không? Nếu như chọc giận thiếu gia, tần ra các ngươi xem như triệt để biến mất khỏi cương la thành ngay lập tức đó. Đinh Vũ đã không nhịn được nữa, bắt đầu tức giận rồi. Lão đằng mấy lần vô lễ và khinh miệt đã sớm khiến cho Đinh Vũ cảm thấy bất mãn, hôm nay toàn bộ yểm ma cung có ai không biết danh tiếng hằng hải yểm thiếu sở mộ chứ. Tính cả cái lãnh thổ la vực này sợ rằng tìm không ra một thanh niên cao thủ nào đủ sức làm đối thủ sở mộ, về phần lão gia nô tần gia thì tính là thứ gì đây? Ngươi, lão đằng bị đinh vũ nói một câu tranh chua lập tức bị chọc giật, mặt mũi cũng bắt đầu nhăn nhó lại rồi, xem bộ dáng là sắp bộc phát. Đằng đại thúc, không nên vọng động, là chúng ta không đúng trước, ta thay lão đằng xin lỗi các ngươi. Tần mộng nhi hơi hạ thấp người thi lễ, coi như là giải hòa cho hai người. Chuyện sở ra quan trọng hơn, không cần thiết tốn thời gian ở nơi này. Sở mộ nhẹ giọng bảo Đinh Vũ lui ra. Đinh Vũ quả thật là bất bình dùng cho sở mộ, tù đảo vương giả có thân phận tôn quý cỡ nào chứ? Sợ rằng la vực vực chủ cũng phải khách khách khí khí gọi sở mộ một tiếng yểm thiếu. Thế mà lão già này thật không ngờ khinh thường sở mộ. Đã như vậy thì lên đường đi, hai vị nếu không có thú cưới có thể ngồi chung xe ngựa với chúng ta. Vẫn là tần mộng nhi tính tình tốt nhất, không còn chấp nhất gì với lời nói lúc nãy của Đinh Vũ. Không cần, chúng ta có thú cưỡi. Thời gian nửa nén nhang trôi qua, Sở Mộ và Đinh Vũ không chế tật phong ma câu xuất hiện ở trước xe ngựa tần gia. Tật phong ma câu không phải là cấp nô bộc hồn sủng kéo xe tần gia có thể so sánh nổi, sau khi xuất hiện lập tức làm cho bọn chúng kinh hoàng kêu gào ầm lên, suýt chút nữa kinh động lật xe rồi. Thống lĩnh, cấp thống lĩnh tật phong ma câu, phong thuộc tính, cấp thống lĩnh tật phong ma câu thiên phú lực lượng cao nhất. Trước khi đến đây nghe người đi đường nghị luận về thú cưới tật phong ma câu, không ngờ chủ nhân chính là bọn họ. Mấy gia nô tần ra trợn chừng hai mắt nhìn tới, trong mắt cứng đờ ra nhìn chằm chằm vào tật phong ma câu cực kỳ hùng tráng. Lão đằng nhìn thấy cấp thống lĩnh hồn sủng chậm rãi đi tới cũng há to miệng thật lâu nói không nên lời. Lão đằng đã có thể nhìn ra thân phận sở thiếu gia này không hề tầm thường, nhưng mà dù thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới thân phận của hắn không tầm thường đến mức dùng cấp thống lĩnh hồn sủng làm thú cưới phải biết rằng phần vinh quang cỡ này chỉ có mấy gia chủ đại gia tộc mới đảm đương nổi. Tần Mộng Nhi cũng kinh ngạc không dứt, ánh mắt cố ý nhìn lướt qua lão đằng rõ ràng là âm thầm trách cứ hành vi lỗ mãng lúc nãy. Lão đằng cũng ý thức được mình quả thật quá khinh thường hai người kia rồi, mặt già đỏ lên lúng túng nói với sở mộ nói, sở thiếu gia xa hoa như thế, không ngờ lại có tật phong ma câu làm thú cưới, chẳng lẽ ngài là thiếu gia chủ đại sở thế gia? Cổ vực đại sở thế gia là thế lực thống trị toàn bộ lãnh thổ cổ vực, so sánh với đại gia tộc trong thành thị hạng chung như tần gia hoàn toàn không cùng một cấp bậc bây giờ hồi tưởng lại tì nữ kia nói chuyện lớn lối như thế lão đằng cũng ý thức được lần này quả thật gặp được đại nhân vật rồi nếu như đắc tội hai người này sợ rằng tần gia đúng là phiền toái không nhỏ hừ thiếu gia chủ đại sở thế gia làm sao có thể đánh đồng với thiếu gia nhà ta đinh vũ hử lạnh một tiếng đinh vũ nói câu này càng làm cho tần mộng nhi và lão đằng giật mình kinh hãi chẳng lẽ vị địa vị sở thiếu gia ở trước mắt này còn cao hơn thiếu gia chủ đại sở thế gia trời đất ơi vị sở thiếu gia này đến tột cùng là thần thánh phương nào đây sở công tử đây là lão đằng theo bản năng dò hỏi thiếu gia là đinh vũ đang định nói ra danh hiệu của sở mộ trong yểm ma cung để cho lão già này biết mình đã hành động ngu xuẩn đến mức nào đinh vũ không cần nhiều lời lên đường đi sở mộ lập tức cắt ngang đinh vũ không cho đinh vũ nói ra thân phận của mình Đinh Vũ đã há miệng những cũng biết điều dừng lại. Yểm ma thành cách la vực không tính là xa xôi, la vực hiển nhiên cũng có thế lực yểm ma cung chú đống. Thiên quý thuộc nhóm thanh niên đứng đầu rất nổi danh trong lãnh thổ la vực, còn tù đảo vương giả đánh bại thiên quý lại càng lan truyền rộng rãi. Trong toàn bộ la vực có lẽ không bao nhiêu người biết cái tên sở mộ, nhưng danh hiệu tù đảo vương giả và hàng hải yểm thiếu tuyệt đối là vô số người biết. Tần tiểu thư chừng mắt nhìn sang Đinh Vũ đang muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn thoáng qua sở mộ nàng cảm thấy người thanh niên này quá mức thần bí. Lão đằng đã nhận ra sở mộ không đơn giản, dù sao những người có thân phận chân chính sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Tật phong ma câu đi ở phía trước xe ngựa, nhóm gia nô tần ra vừa đi vừa kinh ngạc không dứt. Trong lúc đi xuyên thành thị, ngay cả đội ngũ vệ binh cũng không dám xuất hiện ngăn trở bọn họ. Mãn ấn thành thật ra cách đó khoảng một ngày lộ trình, thương đội sở ra từ phương hướng khác tiến vào mãn ấn thành. Cho nên sở mộ chỉ cần trước tiên chạy đến mãn ấn thành, sau đó đi theo sau thương đội gia tộc sẽ dễ dàng gặp được đám người dương gia kia thực lực lý nam là bốn niệm hồn sư hắn có một con sáu đoạn bốn giai tiên huyết thú và một con năm đoạn bảy giai huyết dực tam mâu thú nghe nói hắn còn có một con cấp thống lĩnh hồn sủng nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy hắn triệu hoán lão đằng trong lúc đi đường thuận tiện giảng giải tin tức cụ thể về dương gia cho sở mộ biết để cho hắn có thể chuẩn bị tốt tâm lý sở mộ gật đầu nhớ kỹ tin tức về hai con chủ sủng của lý nam sau đó thuận tiện dò hỏi, tìm hiểu tình trạng sở ra những năm gần đây. Thời gian 4 năm trôi đi, sở ra bị hai đại gia tộc áp chế có thể nói là suy bại nhanh chóng, từ lúc ban đầu là thế lực to lớn chiếm cứ 30 thành thị, nhưng đến bây giờ đã thu nhỏ lại chỉ còn 10 tòa thành. Hơn nữa trong 10 tòa thành này chỉ có một thành cấp 7. Lãnh địa bị thu hẹp sẽ khiến cho buôn bán tài chính chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là dương gia và chu gia không ngừng chèn ép nên sở ra bây giờ buôn bán càng thêm khó khăn, chán nản thậm chí đã đến mức phải đi thuê người khác trợ giúp chuyển vận hàng hóa của thương đội. Rồi lại nói thế lực sở ra trước kia chiếm cứ là một khu lãnh thổ cấp 7, thỉnh thoảng vẫn có thể bắt sống một ít cấp thống lĩnh hồn sủng trong phạm vi mình cai quản. Nhưng bây giờ cấp bậc lãnh thổ cao nhất chỉ gần bằng cấp 6, tài nguyên hạn chế nên không thể nào thu hút được hồn sủng cấp thống lĩnh sinh sống, tình trạng gia tộc khó khăn càng lúc càng nghiêm trọng. Đối với một gia tộc thì tài nguyên tối trọng yếu chính là hồn sủng, nếu bị hạn chế sẽ rất khó phát triển. Khi đám người sở mộ tiến vào mạn ấn thành đã là gần giữa đêm, mọi người dừng ở mạn ấn thành không lâu đã có một nam tử khống chế khủng lang vội vàng xuất hiện ở cạnh xe ngựa Tần Mộng Nhi. Tần Tiểu Thư, thương đội sở ra dự định ra khỏi thành vào ban đêm. Trước đó không lâu ta đã thấy Dương Gia Lý Nam xuất hiện ở trong mạn ấn thành, ngoại trừ hắn còn có Dương Kiệt dẫn theo đông đảo hộ vệ Dương Gia. Nam tử cưỡi khủng lang lập tức bẩm báo tin tức cụ thể. Dương Kiệt, tại sao hắn xuất hiện ở nơi này? Nghe thấy cái tên Dương Kiệt này, Sắc mặt lão đằng lập tức biến hóa. Đằng đại thúc, tên Dương Kiệt kia là ai? Tần Mộng Nhi khó hiểu nên hỏi lại. Dương Kiệt là một cao thủ được Dương gia phái ra ngoài làm việc, thực lực của hắn mạnh hơn Lý Nam rất nhiều. Hình như là có một con sáu đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh. Nếu như hắn cũng tham dự vào chuyện này có lẽ chúng ta phải bỏ qua thôi, bởi vì có hắn ở đó cho dù cộng thêm tất cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn." Gia nô lão đằng nói. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? sở mộ không để ý đến lão đằng khuyến cáo trực tiếp quay đầu sang nam tử khống chế khủng lang mở miệng hỏi ra khỏi mãn ấn thành theo hướng đông đi theo đại lộ là được đám người sở ra đã lên đường hai canh giờ trước bây giờ cũng tối khuya rồi có lẽ những thành viên dương ra cũng chuẩn bị động thủ nam tử kia hồi đáp sau khi nói xong cố ý đánh giá tật phong ma câu của sở mộ trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ chúng ta đi sở mộ không có một chút do dự trực tiếp quay đầu ngựa chạy thẳng ra khỏi mãn ấn thành theo đường lớn phía đông mà đi. Lão đằng ngẩn người ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Sở Mộ khống chế tật phong ma câu phóng đi nhanh như điện chớp xuyên qua đường phố, không ngờ rằng người thanh niên này gan dạ như thế. Dưới tình huống đã biết thực lực đối phương vẫn kiên quyết chạy đi cứu viện. Nhìn thấy Sở Mộ vội vàng phóng ngựa chạy đi, Tần Mộng Nhi hơi thất thần một lát, sau đó cũng lập tức niệm chú ngữ triệu hoán. Quang mang màu đỏ lượn lờ quanh thân Mộng Nhi, sau đó men theo bàn tay trắng nõn hạ xuống đất, đồ án triệu hoán chợt lóe ở dưới chân Tần Mộng Nhi thoáng chốc có một ngọn lửa nóng rực dâng trào ra bốn phía bên trong đồ án là một con rực hệ hồn sủng đang bốc cháy hỏa diễm hai cánh mở ra liền thổi bùng lên ngọn lửa nóng bỏng khiến cho đám ngựa cưới kinh hồn bạt vía không ngừng kêu loạn tiểu thư ngài đây là lão đằng lại kinh hãi lần nữa nhìn tần mộng nhi triệu hoán viêm điểu mà trong lòng nghi ngờ không rõ các ngươi ở lại ta đi xem thế nào tần mộng nhi cũng không nhiều lời nhanh nhẹn nhảy lên trên lưng viêm điểu khống chế sơ đẳng cấp thống lĩnh hồn sủng bay lên trời cao đuổi theo sở mộ. Lão đằng chính là cận thân hộ vệ bảo đảm tiểu thư an nguy, làm sao có thể để nàng đi một mình được. Hắn cũng vội vàng niệm chú ngữ triệu hồi ra thôn tinh lang hình thể cao lớn gần bốn thước, cuống cuồng chạy theo phía sau tần mộng nhi, sợ nàng có chuyện gì sơ suất thì lão đền mạng cũng không đủ bù đắp. Những gia nô khác nhìn thấy tiểu thư khống chế viêm điều rời khỏi đều trợn mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau mới hiểu ra vấn đề, hốt hoảng thúc xe ngựa đuổi theo, nhưng mà vừa chạy qua khỏi vài đường phố đã hoàn toàn mất dấu Tần Mộng Nhi và lão đằng. Trong ngày thường, Sở Mộ khống chế Tật Phong Ma Câu vẫn duy trì tốc độ nhất định, làm như thế sẽ có thể duy trì thể lực Tật Phong Ma Câu nhất định, không bị hao tổn quá lớn. Nhưng bây giờ Sở Mộ trực tiếp ra lệnh cho Tật Phong Ma Câu thể hiện ra toàn lực, cấp thống lĩnh Tật Phong Ma Câu có phong thuộc tính không phải là thú cưới bình thường có thể so sánh nổi. Vừa được Sở Mộ cho phép lập tức buông thả toàn bộ lực lượng, trong lúc chạy băng qua Mạn Ấn Thành y như một cơn cuồng phong thổi quét tất cả mọi người trên đường và hồn sủng cấp thấp đều bị tạt sang hai bên không có một chút sức chống cự này tốc độ tật phong ma câu thật là khủng khiếp tần mộng nhi khống chế viêm điểu bay lên bầu trời mãn ấn thành nhìn xuống cơn cuồng phong phía dưới âm thầm kinh ngạc không dứt tiểu thư tiểu thư ngài mau xuống đây đi lỡ may ngài có chuyện gì lão đằng ta đảm đương không nổi lão đằng nhìn lên tần mộng nhi hô to ta chỉ đi xem một chút sẽ không tham dự chiến đấu tần mộng nhi nói tiểu thư ngày mà xuất hiện ở chỗ đó sẽ bị lẫn vào làn nước đục. Lý Nam đã rất khó đối phó rồi, cái tên Dương Kiệt kia lại càng lòng dạ độc ác. Sở Công Tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta nên sớm rời khỏi đi thôi. Lão Đằng hô, lão Đằng đã sống trong la vực mấy chục năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được không ít tin đồn về Dương Kiệt. Người này là cao thủ được Dương gia phái ra ngoài hành sự, bởi vì bản tính tàn ác nên phạm tội tài trời nhưng không có ai dám động tới hiện tại hắn quay trở lại thì sở ra xem như phiền toái càng lớn rồi lão đằng cũng không muốn va chạm với cái tên tàn ác này tần mộng nhi không có nghe lời lão đằng khuyến cáo tiếp tục đuổi theo sau lưng sở mộ và tật phong ma câu thiếu ra hình như thương đội đang ở phía trước đinh vũ chỉ tới điểm đen nho nhỏ ở phía xa xa nói với sở mộ ừ người ở lại trông nom tật phong ma câu sở mộ đứng lên trên người tật phong ma câu thẳng lưng ninh đón gió lớn tạt vào mặt lẩm bẩm niệm chú ngữ Luồng hồ quang tím đen bỗng nhiên xuất hiện giữa hai bàn tay sở mộ, sau đó hợp lại hóa thành một đồ án triệu hoán, nhưng nó không hạ xuống đất mà là trôi nổi ở giữa không trung. Đồ án bất chợt rung động mãnh liệt, nhất thời một luồng hồ quang màu tím than bắn thẳng lên trời, một con mộng thú hình thể uy phong, tà mị lập tức xuất hiện. Trong khi tật phong ma câu đang di chuyển tới trước thì dạ lôi mộng thú xuất hiện vẫn duy trì tư thế phóng chạy, y như từ trong thế giới khác đâm thẳng vào bức tường không gian để tới nơi này vậy. Sở mộ tung người nhảy lên trên lưng giả lôi mộng thú vô cùng chính xác, trực tiếp khống chế giả lôi mộng thú lao tới chỗ thương đội có ánh lửa lượn lờ. Tần mộng nhi đang bay trên không trung, lúc trước viêm điều của nàng còn có thể miễn cưỡng đi theo phía sau tật phong ma câu. Nhưng ngay khi sở mộ triệu hồi ra giả lôi mộng thú thì cả hai đã biến thành một tia chớp đen nhánh biến mất ở cuối con đường, tốc độ nhanh đến mức kinh khủng. Tiểu, tiểu thư, lão đằng thật vất vả mới đuổi theo tới nơi, lúc này đầu khủng lang đã mệt mỏi muốn chết rồi. Nhưng khi lão đằng đang định nói chuyện lại đột nhiên phát hiện một con dạ lôi mộng thú vô cùng uy phong hiện ra ở trước mặt, không ngờ còn thể hiện ra tốc độ gấp hai lần tật phong ma câu điên cuồng phóng đi. Nhất thời làm cho lão kinh hãi nhìn vào bóng lưng người thanh niên thần bí, miệng lắp bắp mãi không nói nên lời. Dạ lôi mộng thú, trùng tộc mộng thú trong hàng ngũ cấp thống lĩnh đã tương đối hiếm thấy, mộng thú có hai thuộc tính lôi, ám lại càng cực phẩm trong cực phẩm. Một con hồn sủng như thế lại nằm trong tay người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi thanh niên này đến tột cùng là thiếu chủ của đại thế lực nào đây? Tật phong ma câu đã khiến cho lão đằng kinh ngạc không dứt rồi, kết quả tật phong ma câu chỉ là thú cưỡi di chuyển trong lúc bình thường, căn bản không phải là hồn sủng của hắn. Trời đất ơi, trung đẳng cấp thống lĩnh tật phong ma câu vẫn nhìn không thuận mắt. Chuyện này làm cho lão đằng và hai con hồn sủng cấp thống lĩnh tư chất bình thường làm sao chịu nổi. chương 136, cứu nguy trong gang tắc. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng rừng rậm, trong màn đêm đen nhánh lại càng phá lệ trói mắt chiến hỏa đã sớm diễn ra, thương đội sở ra tổng cộng chỉ có 20 hồn sủng sư cùng lúc triệu hồi ra hồn sủng đề phòng. Nhưng bên phía bọn họ chỉ có hai con hồn sủng cấp thống lĩnh đối mặt với bốn con cấp thống lĩnh của địch nhân vẫn bị áp chế rất lớn. Chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu đã có không ít hồn sủng bị giết chết, tình huống không hề lạc quan. Tam thiếu gia là tên Dương Kiệt tiếng xấu lan xa của Dương gia, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, bỏ qua đi. Gia thần sở gia triệu hồi hồn sủng cố gắng ngăn cản huyết dực tam mâu thú hung hãn, vội vàng nói với sở chữ. Sở chữ cắn chặt hàm răng, cặp mắt tức giận cơ hồ muốn phun ra lửa, vì có thể vận chuyển nhóm tài nguyên này đến cương la thành. Sở chữ đã đi đường suốt đêm chính là vì chế nãi đại sự, nhưng ai ngờ tới dương gia đã hèn hạ đến trình độ này, cả gan bắt đầu hành động y như đám thổ phỉ. Không được, những hàng hóa này cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta, kiên quyết không thể buông tha. Sở chữ nói, ánh mắt hung hăng nhìn vào hai tên Lý Nam và Dương Kiệt. Tam thiếu ra, ngài nghe ta nói một câu đi, hàng hóa mất đi còn có thể tìm lại được, nhưng người chết là hết. Gia thần sở ra vẫn cố gắng khuyên giải, nếu như lần này lại bị lỡ chuyến hàng thì gia tộc rất khó chờ mình, đệ tử sở ra còn phải chịu khuất nhục. Người không cần nhiều lời, mau dẫn những người khác mang theo hàng hóa chạy vào rừng trốn. Ta ở đây ngăn cản bọn họ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sở chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi nói xong sở chữ lại niệm chú ngữ lần nữa, triệu hồi ra hồn sủng mạnh nhất của mình quang minh giác thú. Quang minh giác thú, yêu thú giới thú hệ giác thú tộc quang minh giác thú á tộc trung đẳng cấp thống lĩnh. Thân thể quang minh giác thú bao trùm một tầng hoàng kim giáp sáng chói, trên người không có lớp da như phần lớn thú hệ hồn sủng mà hiện đầy lớp phải màu vàng tràn đầy khí thế. Sở ra tiểu nhi nổi giận nha, thậm chí hồn sủng bảo vệ tính mạng cũng triệu hoán ra. Lý Nam nhìn thấy Sở chữ Triệu hồi Quang Minh Giác thú lập tức lên tiếng đùa cợt. Năm đoạn bốn giai Quang Minh Giác thú, nhìn qua là một con hồn sủng phẩm chất tốt, dưới tình huống bây giờ không nghĩ tới Sở gia vẫn còn có khả năng giao cho đệ tử Sở gia một con hồn sủng tốt như vậy, xem ra Sở gia rất coi trọng tiểu tử này nhỉ. Dương Kiệt thân hình gầy trơ xương chợt cười phá lên, ánh mắt híp lại đánh giá Sở chữ. Dương Kiệt không chịu hồi ra toàn bộ hồn sủng của mình, mà chỉ gọi ra một con tiên huyết thú liên tục chém giết hồn sủng của đám gia thần Sở gia. Đầu tiên huyết thú này đã đạt đến 6 đoạn 8 giai, lực chiến đấu hơn xa tiên huyết thú bình thường, chỉ qua vài lượt hô hấp đã xé nát thi thể mấy con hồn sủng bên phía sở ra. Tiểu tử này giao cho ta giải quyết là được rồi, nhân mã sở ra quá ít, để ta xuất thủ vậy, không cần làm phiền dương kiệt đại nhân. Lý Nam nở nụ cười nịnh bợ, vừa nói xong, Lý Nam cũng niệm chú ngữ triệu hồi ra con hồn sủng thứ ba. Hồn sủng thứ ba của Lý Nam chính là huyết dược tam mâu thú đằng đằng sát khí, ngay khi vừa mới xuất hiện đã tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm áp chế những hồn sủng cấp chiến tướng và cấp nô bộc ở chung quanh, khiến cho toàn bộ chúng nó hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Năm đoạn bảy giai huyết dược tam mâu thú, dựa vào đẳng cấp chủng tộc huyết dược tam mâu thú đã không kém sở chữ quang minh giác thú, còn giai đoạn lại cao hơn 3 giai, song phương không có thuộc tính áp chế. Trừ phi quang minh giác thú có thiên phú chiến đấu vượt xa bình thường, nếu không xem như không thể nào thắng nổi con huyết dược tam mâu thú này. A à tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở bên cạnh gia thần của sở chữ đột nhiên bị một đạo hồ quang màu tím từ trên cao nện xuống đốt cháy nám đen toàn thân lịch đại thúc ánh mắt sở chữ lập tức đỏ bừng lên rồi bởi vì hắn rõ ràng ý thức được con lôi đình tinh linh lúc nãy công kích về phía mình nếu không phải nhờ gia thần xả thân ngăn cản thì người bị chết chính là hắn sở chữ nắm chặt quả đấm tức giận đến mức hai mắt muốn phun ra lửa đừng có gấp sẽ đến phiên ngươi nhanh thôi lý nam cười cười gian trá trực tiếp mệnh lệnh đầu huyết dược tam mâu thú đánh về phía sở chữ quang minh giác thú. Quang minh giác thú gầm lên giận dữ, quang mang màu hoàng kim trên người lập tức bộc phát nghênh đón chính diện huyết dược tam mâu thú. Thanh âm đùng đùng không ngừng quanh quẩn trên bầu trời, sở chữ thấy tộc nhân của mình bị sát hại tàn nhẫn như thế, cơn tức giận lại càng điên cuồng thiêu đốt, thầm hận tại sao mình không có đủ năng lực bảo vệ bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm cảnh phát sinh. Rừ, ư, ừ, quang minh giác thú phát ra một tiếng rên tỉ thống khổ, thân thể to lớn nặng nề ngã xuống đè gãy mảng lớn cây cối, khải giáp màu vàng xuất hiện vết rách thật sâu. Kim giác, nhìn thấy hồn sủng của mình bị thương nặng, sở chữ lại càng tức giận. Nhưng mà quang minh giác thú thương thế quá nặng, khó lòng chờ mình bò dậy nổi. Rồi sẽ đến phiên ngươi, sở chữ ngươi và tộc nhân cùng nhau gặp gỡ dưới hoàng tuyển nhé. Lý Nam cười lên tàn nhẫn, trực tiếp ra lệnh cho huyết dược tam mâu thú lao tới sở chữ. Huyết dược tam mâu thú xải rộng hai cánh bay xuyên qua mảng cây rừng, theo sau một trận cuồng phong tanh nồng là hai cái móng vuốt sắc bén chém xuống đầu sở chữ. Hai hồn bị thương nên sở chữ không còn dư thừa hồn lực thay đổi hồn sủng và thi triển hồn kỹ nữa rồi, đành phải cắn chặt răng nhắm mắt lại chờ đợi một kích chí mạng đánh xuống. Nhìn thấy sở chữ đã bỏ đi ý định phản kháng, lý nam cũng nở nụ cười lạnh. Nếu có thể giết chết tam thiếu gia của sở gia hiển nhiên đây là công lớn đối với dương gia. Chạm cái đầu lâu của hắn xuống cho ta, lý nam dùng tâm niệm nói với huyết dược tam mâu thú huyết Dược tam mâu thú biểu hiện ra đầy đủ bản tính hung tàn, hai móng vuốt vỗ xuống đỉnh đầu sở chữ không chút lưu tình. Giống, bỗng nhiên một tiếng gầm cao vút tràn đầy lực chấn nhiếp từ trong rừng rậm vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh đen nhánh phát ra hồ quang phóng tới nhanh như chớp, trong giây lát đã xuất hiện gần vị trí huyết Dược tam mâu thú. Huyết Dược tam mâu thú thuộc về loại hình thể khỏe mạnh, lực lượng lao xuống lại càng to lớn, nhưng mà sinh vật kia vẫn tông thẳng chính diện đánh văng nó ra ngoài, nhất thời huyết dực tam mâu thú quay cuồng trên không trung rồi rất xuống đẻ ngã một mảng lớn cây cối cái gì lý nam kinh hoảng sợ nhìn tới sinh vật cường đại đột một xuất hiện kia vào lúc này sở chữ cũng ngẩng đầu lên liền thấy một người thanh niên anh tuấn đang khống chế một con mộng thú xẹt qua không trung tư thái cuồng giã bá đạo đánh bay huyết dực tam mâu thú sau đó trực tiếp đạp không quay trở lại trước mặt mình ngay cả dương kiệt vốn thờ ơ lạnh nhạt cũng phải nhíu mày ánh mắt nhìn tới dạ lôi mộng thú tràn đầy cảnh giác đáng giận là người nào dám can thiệp vào chuyện của Dương gia. Lý Nam tức giận quát lớn một tiếng, trợn mắt nhìn chằm chằm dạ lôi mộng thú đang hạ xuống. Sở chữ mới đầu còn cho rằng là trưởng bối gia tộc cứu viện, nhưng ngay khi phát hiện thân ảnh dạ lôi mộng thú rơi xuống trước mặt mình thì sở chữ liền kinh ngạc. Vì hắn biết trưởng bối và gia thần không có bất kỳ một ai có hồn sủng cường đại như vậy. Ngươi là, sở chữ ngẩng đầu nhìn người thanh niên khống chế dạ lôi mộng thú. Phát hiện vị hồn sủng xưa này nhìn thoáng qua hình như không tới 20 tuổi, lại càng kinh ngạc không dứt. Sở Mộ nhìn thoáng Tam ca Sở chữ thường xuyên che chở mình lúc còn bé, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác mừng như điên. Bốn năm rồi, cuối cùng đã được nhìn thấy thân nhân nhiều năm xa cách, tâm tình kích động quả thực khó thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhất là Tam ca Sở chữ lại càng thân thiết với Sở Mộ. Sở chữ lớn hơn Sở Mộ 4 tuổi, sau khi Sở Mộ mất một hồn thường xuyên bị người khác nhục nhã. Sở chữ một thân chính khí là vì Sở Mộ nên thường xuyên đánh nhau với người ta bể đầu chảy máu. Hơn nữa sở mộ còn nhớ rõ sở chữ là bởi vì chính mình mới bị đám người dương ra giết chết một con hồn sủng bồi dưỡng cẩn thận. Chuyện này sở mộ vẫn nhớ rõ trong lòng, hơn nữa tới bây giờ còn cảm thấy vô cùng áy náy. Trong nháy mắt gặp lại làm cho hắn khó thể khống chế tâm tình của mình. Sở chữ mờ mịt khó hiểu nhìn tới người thanh niên này, không rõ tại sao người này dùng vẻ mặt kích động nhìn mình như thế. Đúng lúc này, sở chữ chợt phát hiện Lý Nam huyết rực tam mâu thú từ trong bóng tối lao ra, đang đánh về phía người thanh niên này cẩn thận, sở chữ lập tức hô lớn nhắc nhở. Sở mộ quay đầu lại, nhìn thấy huyết dược tam mâu thú đang hung hăng lao tới chỗ mình, khí thế bộc phát không ngừng tăng mạnh. Sùng mị tam mâu ngưng thị, ánh mắt sở mộ bỗng nhiên lưu chuyển tia sáng màu bạc bóng loáng, chốc lát sau luồng ngân quang yêu dị đột ngột nở rộ bắn thẳng vào trong mắt huyết dược tam mâu thú. Sở mộ phục chế kỹ năng của mạc ta. Cho dù là sáu đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh bị chúng chiêu tà mâu ngưng thì cũng sẽ lâm vào khủng hoảng, không cần phải nói tới năm đoạn bảy giai huyết dược tam mâu thú rồi tâm trí huyết dược tam mâu thú rõ ràng là quá thấp, vừa mới bị sở mộ tập trung tinh thần là thân thể huyết dược tam mâu hoàn toàn cứng ngắc ở giữa không trung, bộ dạng kinh hoàng không dám tiếp cận sở mộ nửa bước. Hồn kỹ sủng mị, hồn kỹ sủng mị là bảo bối độc hữu của sở gia. Sở chữ lập tức kinh hãi trợn trắng mắt, kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa thi triển sủng mị. Làm cho sở chữ khiếp sợ nhất chính là người thanh niên này dựa vào tam mâu ngưng thị trực tiếp hủy đi ý chí chiến đấu của huyết dược tam mâu thú, một luồng sát khí nồng đậm từ trên người sở mộ chậm rãi buông thả tà mâu ngưng thị do sở mộ thi triển không có đơn giản như vậy trên người hắn còn có sát khí dày đặc được rèn luyện từ vô số tính mạng dần dần lan tràn ra chung quanh những hồn sủng cấp nô bộc cấp chiến tướng bị khí thế đáng sợ này hù dọa vội vàng co chân chạy trốn dạ tử quang sở mộ dùng tâm niệm nói với dạ lôi mộng thú tà khí màu đen trên người dạ lôi mộng thú biến thành một luồng gió xoáy cường liệt nhanh chóng bốc lên cao Dạ lôi mộng thú ngẩng cao đầu chỉa thẳng hai sừng nhọn lên trời, một luồng quang mang tím đen thâm thúy bắn thẳng lên bầu trời đêm, chỉ một kích đơn giản nhưng đánh trúng huyết dược tam mâu thú vô cùng chính xác. Gào, lúc trước huyết dược tam mâu thú chiến đấu đã tiêu hao khá nhiều thể lực, tam mâu ngưng thị và tử quang hợp lực tạo thành đả kích chí mệnh đối với nó, thân thể cao lớn đột nhiên từ trên không trung ngã xuống mặt đất, không ngừng kêu rên thống khổ, lăn lộn điên cuồng. Sắc mặt Lý Nam đã đen thui rồi, tức giận run run nhìn vào dạ lôi mộng thú quá mức cường đại, vội vã thu hồi huyết dực tam mâu thú trở về. Đến hoàng tuyền gặp gỡ đám người dương ra các người đi. Sở mộ từ trên lưng dạ lôi mộng thú nhảy xuống, đi tới trước mặt sở chữ. Ánh mắt hắn nhìn vào Lý Nam y như nhìn người chết. Sắc mặt Lý Nam và Dương Kiệt đã cực kỳ khó coi rồi, bọn họ không nghĩ tới vốn chuẩn bị giải quyết xong đám người sở ra bỗng nhiên ở đâu chui ra một cao thủ như vậy chứ. Hơn nữa còn là một người thanh niên không tới 20 tuổi. Vị huynh đệ kia, vô cùng cảm tạ xuất thủ tương trợ, hy vọng báo lại tên họ để ngày sau chúng ta có thể tri ân. Hơn nữa, người như thế nào lại biết hồn kỹ sở ra? Trong lòng sở chữ rung động lên đến tột đỉnh, bởi vì sở chữ chưa bao giờ chứng kiến người thanh niên chưa tới 20 tuổi lại có khả năng thi triển hồn kỹ sủng mị đến cảnh giới này. Sở mộ quay đầu nhìn sở chữ, thật ra dung mạo vị tam ca này biến hóa không lớn so với 4 năm trước. Chẳng qua cả người thoạt nhìn thành thục hơn một chút, cứng cắp hơn một chút mà thôi sở mộ thậm chí có thể cảm giác được ẩn trong xương sở chữ vẫn còn tồn tại vọng động và kiên cường giống y như trước kia tam ca ngươi không nhận ra ta hả rốt cuộc nhìn thấy thân nhân trong lòng sở mộ cực kỳ rung động tinh thần dậy sóng cuồn cuộn như nước thủy triều ngươi là sở chữ nghi hoặc quan sát người thanh niên vừa thần bí vừa kỳ quái này chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa trong sở ra gọi hắn là tam ca cũng không có bao nhiêu người sở chữ cũng nhớ rất rõ những người đó nhưng mà hắn nghĩ không ra sở ra từ lúc nào xuất hiện một thanh niên cao thủ như vậy. Cho dù là cấp thống lĩnh dạ lôi mộng thú hay là trình độ thi triển hồn kỹ sủng mỹ lúc nãy, thực lực cỡ đó dù có cho toàn bộ thanh niên sở ra thúc ngựa chạy như điên cũng đuổi không kịp rồi. Ta là tứ đệ sở mộ của ngươi, sở mộ đã rất khó kìm chế tâm tình của mình rồi. Tứ đệ sở mộ, sở chữ bắt đầu còn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chốc lát sau cặp mắt của hắn bất giác trừng lớn, bộ dạng vô cùng khiếp sợ nhìn vào khuôn mặt sở mộ, đột nhiên tìm thấy mấy phần cảm giác quen thuộc trên mặt người thanh niên thần bí này. Tứ đệ sở mộ, tứ đệ không phải là đã, thanh âm sở chữ đã bắt đầu run rẩy hắn sớm chiều trung đụng với sở mộ mười mấy năm đã in sâu hình dáng vào trong lòng rồi. Mặc dù dung mạo và hình thể người thanh niên này biến hóa không nhỏ, nhưng mà vẫn có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của sở mộ ngày trước. Nhưng mà, nhưng mà sở mộ không phải là đã mất tích 4 năm trước hay sao? Tất cả thành viên sở ra vốn cho rằng sở mộ đã chết. Tam ca, ta thật sự là sở mộ, ta không có chết, ta không có chết, ha ha, ta đã trở về, ta trở lại thật mà. Hạ nghiễm hàn đã từng hỏi sở mộ vì sao không muốn buông tha tính mạng hèn mọn. Mất đi một hồn, suýt chút nữa không có cách nào trở thành hồn sủng sư, lại bị vứt ra hoang đảo đau khổ sinh tồn. Thật ra sở mộ nên buông tha tính mạng từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà sở mộ không làm thế, tâm trí hắn kiên định, tinh thần vững chắc chịu được thống khổ, không ngừng bồi hồi bên bờ sinh tử, trải qua các loại đau khổ vẫn không bao giờ có ý định buông bỏ tính mạng của mình. Bởi vì sâu trong linh hồn hắn tồn tại một tín nhiệm, chính là vì một ngày có thể trở thành cường giả chân chính đứng ở trước mặt thân nhân mình, sau đó tự mình nói cho bọn họ biết, sở mộ ta không có chết, sở mộ ta đã quay trở lại. Chương 137, tình huynh đệ. Sở mộ là thứ gì? Lại là một tên phế vật của Sở gia. Dương Kiệt nhìn vào sở mộ, ánh mắt lóe lên một tia âm tàn. Lý Nam ở trong Dương ra thời gian tương đối lâu hiển nhiên cũng biết chuyện sở mộ, lập tức mở miệng giải thích, Dương Kiệt Đại Nhân, sở mộ là trưởng tôn của gia chủ sở gia, 4 năm trước vốn đã chết rồi. Bởi vì Dương Kiệt tính cách khắc liệt nên bị phái ra bên ngoài hoạt động, đã vài năm chưa trở lại nơi này nên không biết gì về sở mộ. Tiểu tử này rất lợi hại, Dương Kiệt rời về phía dạ lôi mộng thú của sở mộ, Dương Kiệt đương nhiên là người biết nhìn hàng, có thể nhận ra thực lực của dạ lôi mộng thú. Cái này, Nghe nói hắn bị mất một hồn từ nhỏ, nếu không phải vì muốn tổn thương Sở Thiên Thừa, chúng ta cũng lười động thủ với hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn chưa chết, Lý Nam nói, đã mất một hồn, chẳng phải là phế vật rồi. Dương Kiệt lập tức hiện lên một nụ cười gian tà, lúc nãy Sở Mộ khống chế dạ lôi mộng thú đột một xuất hiện khiến cho Dương Kiệt nhận thức người này hẳn là rất khó đối phó. Ai ngờ tiểu tử này dĩ nhiên bị mất một hồn, vậy thì đối phó dễ dàng hơn nhiều. Lý Nam lập tức gật đầu xác nhận nhưng khi nhìn thấy dạ lôi mộng thú huy phong lẫm liệt vẻ mặt lại thay đổi cực kỳ khó coi nếu người ta cưới cấp thống lĩnh mộng thú hai thuộc tính là phế vật vậy bản thân hắn chỉ có hồn sủng mạnh nhất là trung đẳng cấp thống lĩnh tính là thứ gì nghe thấy hai người nói chuyện với nhau sở mộ lạnh lùng quét mắt qua hai người tam ca trước tiên nên giải quyết bọn họ rồi hãy nói sau sở mộ bình thản nói sau đó dứt khoát xoay người lại trong nháy mắt sát khí tràn ra từ một người thanh niên anh tuấn nho nhã biến thành một con hung thú vô cùng tàn bạo khí tức ba năm tàn sát, đạp lên hàng nghìn thi thể bỗng chốc tạo thành một trận cuồng phong ập tới Dương Kiệt, cho dù hắn là sáu niệm hồn sư cũng phải run lên sợ hãi. Dương Kiệt ở trong la vực rõ ràng là tiếng xấu vang xa, chuyện giết người thường xuyên như ăn cơm bữa, cho nên hắn có thể dựa trên khí thế và thần sắc để phán đoán đối phương là hạng người nào. Dương Kiệt từng nhìn thấy một sát thủ chu diệt sạch sẽ cả gia tộc tại La Vực, tên sát thủ kia mang đến cho hắn cảm giác không rét mà run. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Dương Kiệt phát hiện ánh mắt người thanh niên này ngưng tụ sát khí thậm chí còn cường liệt hơn cả tên sát thủ kia nữa. Người xác định hắn là một phế vật đã mất một hồn. Dương Kiệt nhỏ giọng hỏi lại, hẳn là không sai, nếu hắn đúng là nhi tử sở thiên thừa. Lý Nam nói, Dương Kiệt trả lời nửa tin nửa ngờ, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết người thanh niên này hẳn là không có đơn giản như Lý Nam nói, lập tức tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó tình huống có thể phát sinh. Nhanh chóng gọi sáu đoạn nam giai tiên huyết thú về bên cạnh, đồng thời triệu hoán ra một con năm đoạn năm giai tây giáp phong hạt nhìn thấy dương kiệt nhẹ nhàng triệu hoán một cái lại là một con năm đoạn năm giai hồn sủng trung đẳng cấp thống lĩnh sắc mặt sở chữ cũng phải thay đổi bất an trong lòng lại càng nồng đậm sở chữ từng nghe rất nhiều người nhắc đến cái tên ác bá dương kiệt này biết tên này còn có một con cấp thống lĩnh hồn sủng sáu đoạn trở lên bây giờ dương kiệt triệu hoán hai con hồn sủng đã rất khó đối phó rồi nếu thêm một con sáu đoạn thống lĩnh hồn sủng nữa xuất hiện thì hết đường chạy trốn thực lực dương kiệt cực mạnh người không phải là đối thủ của hắn, mau bảo mộng thú rời khỏi. Sở chữ lập tức nói với sở mộ nói, sở chữ đã tin tưởng người này là tứ đệ sở mộ rồi, mặc dù trong lòng có rất nhiều chuyện muốn biểu đạt, nhưng bây giờ không phải là lúc tâm sự. Sở chữ tin tưởng sở mộ nhất định là đã trải qua vô số đau khổ trong thời gian 4 năm này, bây giờ rốt cuộc quay trở về hẳn là một tin tức tốt. Bản thân hắn xảy ra chuyện gì cũng không sao, nhưng mà sở mộ tuyệt đối không thể lại có sai lầm. Tam ca, yên tâm đi, ta không còn là tiểu thiếu niên nhu nhược năm đó phải nhờ ngươi bảo vệ. Sở mộ cười nói, hắn kiên cường sống sót chính là vì giờ phút này. Nhưng mà ngươi bị mất một hồn, sở chữ đang định ngăn trở sở mộ hành động lỗ máng, bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới. Sở chữ còn chưa kịp phản ứng thì một con tật phong ma câu khí thế hiên ngang đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất thời gió lớn nổi lên, rừng cây không ngừng dao động. Sở chữ kinh ngạc chính là phía trên tật phong ma câu là một nữ tử xinh đẹp, đinh vũ người bảo vệ hắn sở mộ nói với đinh vũ sau khi nói xong sở mộ nhảy lên trên lưng dạ lôi mộng thú trực tiếp khống chế nó phóng tới chỗ lý nam và dương kiệt tứ đệ không nên lỗ mãng sắc mặt sở chữ lại càng tái nhợt sở mộ hành động như vậy chẳng phải là giao tính mạng của mình cho người ta hay sao vị công tử này đừng lo lắng thiếu gia đối phó được đinh vũ nhẹ nhàng khuyên giải sở chữ đồng thời cũng niệm chú ngữ nhanh chóng triệu hồi hai con hồn sủng ra bảo vệ chung quanh thiếu gia Sở chữ nhìn thoáng qua Đinh Vũ, vẻ mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ. Thế nhưng cảm giác nghi ngờ đã bị kinh ngạc ép thay thế rất nhanh, bởi vì Đinh Vũ triệu hoán dĩ nhiên là hai con hồn sủng thực lực không kém. Bảy đoạn ba giai thứ côi hoa yêu, sáu đoạn một giai phong bạo tinh linh. Sở chữ hoàn toàn bị chấn trụ, không ngờ rằng nữ tử này cũng là một hồn sủng sư thực lực khá cao. Quan trọng nhất nàng là tỷ nữ sở mộ, dạ, mộng toái ngạc lâm, trong lúc chạy về phía Lý Nam và Dương Kiệt, sở mộ không chút do dự ra lệnh cho dạ lôi mộng thú thi triển tuyệt kỷ mộng thú. Hai tròng mắt dạ lôi mộng thú lập tức biến hóa quỷ dị, kinh người nhất là rừng rậm chung quanh cũng biến đổi theo đó, không gian xuất hiện tình trạng mơ hồ rồi hết thảy mọi thứ phát sinh thay đổi. Lý Nam đang cố gắng triệu hồi hồn sủng của mình, nhưng chỉ lệnh vừa mới phát ra đột nhiên phát hiện rừng rậm tối đen đã biến thành một mảnh chiến trường thây phơi thành núi, vô số thi thể từ mặt đất bò dậy, ánh mắt lập lòe lân tinh nhào về phía mình uy lực của tinh thần ma pháp yêu linh sẽ chịu ảnh hưởng bởi hồn niệm hồn sủng sư. Sở mộ là bảy niệm hồn sư nên cao hơn Lý Nam chút ít, hơn nữa dạ lôi mộng thú lấy yêu linh làm thuộc tính, Lý Nam vốn không coi trọng tâm trí hồn sủng và tinh thần đề kháng nên chúng chiêu trong nháy mắt. Ngay khi chúng chiêu, Lý Nam và đám hồn sủng nếu không kịp thức tỉnh xem như là vứt đi rồi. Giống Dương Kiệt cho sáu đoạn nam giai tiên huyết thú phóng xuyên qua chính giữa hai thân cây, huyết liệt chảo sắc bén nhắm ngay vị trí bụng dạ lôi mộng thú, dạ lôi mộng thú đã chú ý tới tiên huyết thú đánh lén, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên cành cây, thân thể đen tuyền trong dây lát lóe lên hồ quang màu tím. um 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 hai tia chớp chói mắt đột nhiên xuất hiện và đập thẳng xuống người tiên huyết thú. tính trung đẳng cấp và giai đoạn thì năm đoạn năm dài dạ lôi mộng thú cấp thống lĩnh thực lực tương đương với 6 đoạn năm dài tiên huyết thú cấp chiến tướng. nhưng mà trên phương diện thuộc tính thì dạ lôi mộng thú có hai thuộc tính lôi ám sẽ mạnh hơn và ưu thế nhiều hơn tiên huyết thú chỉ thuần túy thú thuộc tính ít nhất khi đối mặt với tia chớp cực mạnh tập kích tiên huyết thú không có năng lực đề kháng lôi hệ đã bị thương vô cùng nghiêm trọng chỉ dựa vào một con mộng thú cũng muốn chống lại ta dương kiệt lạnh lùng cười một tiếng thu hồi sáu đoạn năm giai tiên huyết thú không hề do dự chút nào sau đó nhanh chóng niệm chú ngữ gọi ra một con hồn sủng đồng thời cho tây giáp phong hạt phát động công kích dạ lôi mộng thú dương kiệt không có thi triển hồn kỹ mà là lựa chọn thay đổi hồn sủng Nói vậy hắn sẽ triệu hồi ra một con hồn sủng nhất định là có thuộc tính áp chế mộng thú của Sở Mộ. Chương 138, Mạc Tà khinh thường chiến đấu. Quả nhiên, đồ án hồn ước màu nâu hiện ra trên mặt đất, một con hồn sủng hình thể to lớn từ từ xuất hiện, thân thể đứng trong rừng cây lại càng thể hiện rõ ưu thế lực lượng của nó. Quỷ Nham Ma Nhân, ánh mắt Sở Mộ lập tức khóa chặt con hồn sủng kia, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Quỷ Nham Ma Nhân, nguyên tố giới nham hệ ma nhân tộc Quỷ Nham Ma Nhân á tộc cao đẳng cấp chiến tướng sáu đoạn hai giai sở chữ cao mày nhìn về phía quỷ nham ma nhân tự mình lẩm bẩm thực lực dương kiệt đã vượt ra khỏi sở chữ tưởng tượng không ngờ triệu hoán ra con hồn sủng nào cũng đạt tới sáu đoạn cao đẳng cấp chiến tướng loại hồn sủng này thiếu ra căn bản xem không vừa mắt đinh vũ bày ra bộ dạng khinh thường chú tâm chỉ huy bảy đoạn thứ côi hoa yêu và sáu đoạn phong bạo tinh linh tiến hành càn quét đám hồn sủng cấp thấp ở chung quanh sở chữ lại cố ý nhìn thoáng qua đinh vũ trong lòng âm thầm kỳ quái vì sao nữ tử này tin tưởng Sở Mộ như vậy chứ? Chẳng lẽ Sở Mộ thật sự đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma trong quá khứ, trong thời gian 4 năm đã nhanh chóng quật khởi trở thành cường giả? Nhưng mà Sở chữ nhớ rằng 4 năm trước Sở Mộ còn không có hồn sủng để triệu hoán, trong thời gian 4 năm dù cho trưởng thành mau hơn nữa cũng không thể nào đạt tới trình độ đối kháng với 6 niệm hồn sư được. Một góc khác bên trong rừng rậm, "Tiểu thư, ngài vô luận thế nào cũng không được xuất thủ." nếu không tần ra chúng ta sẽ rước lấy phiền toái rất lớn, lão đằng cố gắng khuyên giải tần mộng nhi. Đám người dương ra quá mức tàn nhẫn, đằng đại thúc, ngài không thể lạnh lùng như thế. Tần mộng nhi cắn nhẹ đôi môi, không có nghe ra nô lão đằng khuyến cáo, tiếp tục khống chế viêm điểu bay thẳng vào rừng cây. Tần mộng nhi tiến vào chiến trường rất nhanh, đúng lúc nhìn thấy vị sở công tử thần bí đang đối chiến dương kiệt. Sau khi phát hiện tình huống hoàn toàn là nghiêng về phía sở công tử, tinh thần tần mộng nhi kinh hãi không dứt. Tần Mộng Nhi tu luyện ở La Vực Môn đã vài năm, từng được chứng kiến không ít cao thủ trẻ tuổi, nhưng mà thanh niên cao thủ có thể chống lại Dương Kiệt chỉ mới nghe nói, nhưng chưa bao giờ chân chính thấy qua. Không nghĩ tới lần này xuất động lại tận mắt nhìn thấy một vị thanh niên cường giả tầm cỡ này. Dương Kiệt triệu hồi quỷ nha ma nhân chính là để chế trụ kỹ năng lôi hệ của dạ lôi mộng thú. Dù sao kỹ năng lôi hệ và hỏa hệ có lực sát thương lớn nhất, nếu không chọn phương pháp khắc chế hữu hiệu, thú thuộc tính hồn sủng rất dễ bị thương tổn, Chẳng qua là Dương Kiệt vẫn còn coi thường phương thức chiến đấu của sở mộ. Khi Dương Kiệt triệu hồi ra quỷ nha ma nhân thì sở mộ hoàn toàn không quan tâm đến ma nhân to lớn cổng cành kia, mà tập trung toàn bộ lực lượng tiến công Tây Giáp Phong Hạt. Tây Giáp Phong Hạt cũng đồng dạng là bổ sung thêm hắc ám thuộc tính, nhưng Dương Kiệt tương đối trọng điểm Tây Giáp Phong Hạt về năng lực trùng hệ. Hắc ám thuộc tính ở trước mặt dạ lôi mộng thú cơ hồ không có hiệu quả, ngược lại bị dạ lôi mộng thú phóng tia chớp không ngừng oanh kích đốt cháy khải giáp trên người nám đen một mảnh sắc mặt dương kiệt cũng đen theo hồn sủng của mình rồi mắt thấy lý nam còn đang mơ màng liền phát tiết tức giận vào người hắn đồ vô dụng còn không tỉnh lại cho ta trong quá trình chiến đấu dương kiệt vì không muốn cái tên ngu ngốc này bị giết nên phải phân tâm bảo vệ lý nam không cho sở mộ có cơ hội công kích nhưng ai ngờ được năng lực chống cự tinh thần của lý nam yếu ớt tới cỡ đó đã qua hồi lâu vẫn chưa chịu thức tỉnh lại để hỗ trợ hắn dương kiệt thét lớn một tiếng đã thành công thức tỉnh lý nam ngay khi lý nam tỉnh lại phát hiện mình đang ở giữa chiến trường sắc mặt lại càng tái nhợt vội vàng thi triển thừa phong thuật lao ra khỏi chiến trường còn không chịu hoán hồn sủng của ngươi tới đây dương kiệt nổi giận mắng chửi ầm ĩ lúc này lý nam mới kịp phản ứng vội vàng cho tiên huyết thú gia nhập vào chiến đấu đồng thời triệu hồi hai con hồn sủng khác lý nam giao cho ta giải quyết sở công tử chuyên tâm đối phó dương kiệt là được lý nam mới vừa hoàn thành triệu hoán trên không trung bỗng nhiên truyền đến một thanh âm dễ nghe sở mộ ngẩng đầu lên liền thấy tần mộng nhi khống chế viêm điều bay tới sở mộ cũng cảm thấy hơi ngoài dự liệu không ngờ vị tần tiểu thư này lại là một hồn sư thực lực không kém ừ cẩn thận đó sở mộ gật đầu lập tức khống chế dạ lôi mộng thú bay thẳng đến dương kiệt mạnh mẽ ép hắn vào trong rừng rậm tốc độ hai con hồn sủng của dương kiệt đều không thể so sánh với dạ lôi mộng thú trong lúc dương kiệt lui về phía sau phải ra lệnh cho quỷ nham ma nhân buông thả nham tường ngăn cản dạ lôi mộng thú sở mộ hiển nhiên biết rất khó trực tiếp công kích dương kiệt mục tiêu của hắn chính là thay đổi hoàn cảnh chiến đấu hư ta không có kiên nhẫn chơi với ngươi dương kiệt chợt lạnh lùng cười nói chậm rãi niệm chú ngữ triệu hoán hồn thứ ba dương kiệt hiển nhiên là muốn triệu hồi ra hồn sủng mạnh nhất sở chữ nhìn thấy dương kiệt niệm chú ngữ trong lòng càng thêm căng thẳng hắn nhớ là hình như dương kiệt có một con sáu đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh là vì có con hồn sủng cực mạnh này hắn mới có thể sống thoải mái ngoài vòng pháp luật Mau đi trợ giúp người thiếu gia, Dương Kiệt triệu hoán hồn thứ ba là một con sáu đoạn thống lĩnh, rất khó đối phó. Sở chữ lập tức nói với Đinh Vũ ở bên cạnh, đừng lo lắng, thiếu gia có thể ứng phó. Đinh Vũ vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, Đinh Vũ đích thân quan sát Sở mộ chiến đấu với Thiên Quý. Vào lúc đó đội hình hồn sủng của Thiên Quý là ba con Lam Yểm Ma năm đoạn trở lên. Mặc dù thực lực Dương Kiệt rất mạnh, hơn nữa còn có sáu đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh, nhưng Lam Yểm Ma chính là tồn tại đỉnh phong trong cấp thống lĩnh hồn sủng của Dương Kiệt không có cách nào sáng bằng ba con lam yểm ma của thiên quý được. Chẳng lẽ dạ lôi mộng thú không phải là hồn sủng mạnh nhất của tứ đệ? Sở chữ hỏi, dĩ nhiên là không phải. Đinh Vũ không bao giờ quên tà diễm lục vĩ yêu hồ một mình khiêu chiến ba con lam yểm ma, còn có băng không tinh linh sử dụng kỹ năng băng hệ xuất thần nhập hóa nữa. Băng không tinh linh mặc dù mới đạt tới 6 đoạn một giai, nhưng năng lực khống chế băng hệ tuyệt đối sáng ngang cấp thống lĩnh, nếu bỏ qua năng lực cận chiến thì sức chiến đấu của nó hoàn toàn ngang với một con sáu đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh. Sở chữ nhìn Đinh Vũ mà không nói nên lời, không ngờ rằng dạ lôi mộng thú vẫn không phải là hồn sủng mạnh nhất của sở mộ. Điều này cũng quá kinh khủng rồi, Dương Kiệt đã hoàn thành triệu hoán. Bên trong đồ án chậm rãi xuất hiện một con yêu thú thân thể dữ tợn, bốn cái cánh rát đầy hoa văn kỳ lạ, mới vừa hiện ra đã bay thẳng lên trời. Tứ dực xạ yêu, yêu thú giới thú hệ trùng hệ yêu xà tộc tứ dực xạ yêu á tộc, Sáu đoạn hai giai, sơ đẳng cấp thống lĩnh, Sở Mộ vẫn hờ hững nhìn tới con hồn sủng thứ ba của Dương Kiệt, vẻ mặt lạnh lùng y như cũ. Thậm chí còn biểu lộ vài phần thất vọng nhàn nhạt, nhạt, "Mạc Tà, xem ra ngươi không có hứng thú rồi." Sở Mộ nói với Tiểu Mạc Tà đang nằm trên vai. Trong quá trình chiến đấu, Tiểu Mạc Tà luôn nằm trên vai Sở Mộ, Dương Kiệt gọi ra hai con hồn sủng đầu tiên rõ ràng không bằng Dạ Lôi Mộng Thú. Cho dù Sở Mộ khống chế một mình Dạ Lôi Mộng Thú cũng đủ để chu toàn. Dĩ nhiên, Dạ lôi mộng thú chính là hồn sủng loại hình nhanh nhẹn, nó có thể dễ dàng né tránh không cho hai con hồn sủng kia có cơ hội công kích nó. Nhưng mà năng lực công kích của dạ lôi mộng thú rõ ràng là hơi yếu. Nếu muốn đánh bại Dương Kiệt vẫn phải dựa vào băng không tinh linh với ma pháp băng hệ mạnh mẽ hoặc tiểu mạc tà nhiều thuộc tính kết hợp hoàn mỹ. Ô ô ô, mạc tà vốn đang ôm hy vọng mấy phần hưng phấn lập tức hạ thấp tinh thần, thất vọng kêu lên mấy tiếng. Để ngưng xử nó vậy, người quan bên kia vui đùa cùng hai con hồn sủng một chút, Sở Mộ nói, lúc này Tiểu Mạc Tà mới gật đầu khả ái, trực tiếp tụ lực trên vai Sở Mộ nhẹ nhàng nhảy lên cao rồi hạ xuống người Quỷ Nha Ma Nhân. Quỷ Nha Ma Nhân cảm giác có con gì đó nho nhỏ đang ở trên đầu mình, cho rằng đó là động vật hay chim rừng nào đó vô tình hạ xuống nên không có để ý. Ô ô ô, Mạc Tà đứng trên đầu Quỷ Nha Ma Nhân một lát không thấy đối phương có hành động gì, bất mãn kêu lên mấy tiếng. Thanh âm quanh quẩn khắp rừng cây, bốn chân Mạc Tà bỗng nhiên bốc cháy yêu hỏa tà diễm. A! À, Quỷ nha ma nhân cảm giác đầu mình tự nhiên có một luồng hơi nóng kinh khủng quét xuống, lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, hai cánh tay cường tráng đột nhiên dơ lên cao rồi đập xuống đầu mình. Lúc cánh tay nện xuống thì mạc tà đã nhẹ nhàng nhảy một cái né tránh vô cùng đơn giản, sau đó lại quay trở lại trên đầu quỷ nha ma nhân lần nữa. Mạc tà vẫn luôn duy trì trạng thái sở liên, ngay cả hóa thân tà diễm lục vĩ yêu hồ cũng không cần, cứ như vậy bay qua nhảy lại y như chơi đùa với hai tên ngốc vậy thỉnh thoảng nhảy lên trên đầu quỷ nha ma nhân cào cào mấy cái, thỉnh thoảng lắc lưu cái đuôi đầy lửa đập vào mặt tây giáp phong hạt, hành vi đùa bỡn như thế làm cho hai con hồn sủng tức giận vô cùng. Mạc tà đối phó hai con hồn sủng này quả thực quá dễ dàng, sở mộ sẽ không cần quan tâm gì nhiều, chỉ niệm chú ngữ thu hồi dạ lôi mộng thú rồi nhanh chóng triệu hồi băng không tinh linh ra ngoài. Đồ án tuyết trắng hiện ra dưới chân sở mộ, băng không tinh linh từ chính giữa đồ án thoáng cái bay ra, nhất thời một luồng băng xương lạnh giá từ thân thể băng không tinh linh khuếch tán lan tràn ra bốn phía hàn khí dày đặc lập tức bao phủ rừng rậm tất cả cây cối bụi cỏ dần dần ngưng kết một tầng băng mỏng băng không tinh linh cũng không tính là hồn sủng hiếm thấy đây là một loại chủ lưu hồn sủng thuộc tính thuần túy nhưng mà sở chữ chưa từng thấy qua một con băng không tinh linh nào có làn da trong suốt đến như vậy hai tròng mắt lấp lánh quang mang nhàn nhạt cho thấy tâm trí cũng không thấp sở chữ khiếp sợ cũng không kỳ quái Giả lôi mộng thú là hồn sủng hi hữu hiếm thấy, nếu đặt trong phòng đấu giá thế nào cũng thu được một khoảng lớn ngoài mong đợi, có thể nói đó là xa xỉ phẩm trong hàng ngũ cấp thống lĩnh. Mặc dù Băng Không Tinh Linh chỉ là cấp chiến tướng, nhưng thiên phú thuộc tính vượt xa đồng tộc bình thường, lại trải qua không ngừng cường hóa một loại thuộc tính, giá trị đã gần vượt qua một số hồn sủng cấp thống lĩnh rồi. Nhìn thấy sở chữ lộ vẻ kinh ngạc, Đinh Vũ chỉ nở nụ cười bình thản, trong lòng thầm nghĩ, Băng Không Tinh Linh cũng không phải là hồn sủng mạnh nhất của thiếu gia nha. Nếu như tà diễm lục vĩ yêu hồ cao ngạo kia có hứng thú chiến đấu thì một mình nó cũng có thể giải quyết ba con hồn sủng của Dương Kiệt rồi. Khu rừng tối đen bị băng sương bao bọc kín mịt, hàn khí lạnh giá lập tức hạ thấp nhiệt độ chung quanh xuống rất nhanh. Hừ, chỉ là thứ cặn bã. Dương Kiệt làm sao đủ kiến thức nhận ra nổi con băng không tinh linh này thiên phú hơn người, khinh thường lầm bầm một tiếng rồi ra lệnh cho tứ dực xả yêu đánh tới, băng không tinh linh. Ngưng, băng tinh phong bạo, Đinh, băng không tinh linh trải qua vô số lần chiến đấu đã vận dụng thành thạo kỹ năng băng hệ lắm rồi, cho dù là kỹ năng cấp 5 băng tinh phong bạo vẫn có thể hoàn thành trong thời gian cực ngắn, hầu như chỉ qua một, hai lần hô hấp là niệm xong chú ngữ. Vô số điểm băng tinh nhanh chóng lơ lửng quanh người băng không tinh linh, nó lập tức dùng tinh thần khống chế tất cả băng tinh xoay tròn kịch liệt rồi nhanh chóng biến thành một cơn lốc băng xương đường kính đạt tới 6 thước, điên cuồng càn quét về phía tứ dực yêu xa. Băng tinh phong bạo, hợp lực, băng không tinh linh lại niệm chú ngữ lần nữa đạo băng tinh phong bạo thứ hai nhanh chóng hình thành vốn cơn lốc băng xương có đường kính 6 thước liền gia tăng cường độ mở rộng ra phạm vi 10 thước kỹ xảo hợp lực giúp cho uy lực băng tinh phong bạo tăng lên đến trình độ kinh khủng băng không tinh linh thi triển băng tinh phong bạo vốn là kỹ năng cấp 5, thiên phú băng hệ giúp cho băng tinh phong bạo sinh ra hiệu quả cấp 6. sau khi hợp lực hai lần ma pháp với nhau thì uy lực băng tinh phong bạo có thể tiếp cận kỹ năng băng hệ cấp bảy rồi 6 đoạn hai giai tứ dực xạ yêu có lực phòng ngự khoảng chừng cấp 6 sơ kỳ, phòng ngự cỡ này chắc chắn chịu không nổi ma pháp cấp 7 công phá. Vù 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 vù, băng tinh niên cuồng xé rách phải rắn phòng ngự trên người tứ dực yêu xa, bốn cái cánh cũng bị tàn phá kinh hoàng nhanh chóng mất đi năng lực phi hành. Vẻ mặt Dương Kiệt lúc nãy còn kiêu ngạo lập tức chìm xuống đáy cốc, âm thầm cắn răng mắng chửi, một con băng không tinh linh tại sao lại có năng lực ma pháp băng hệ biến thái đến trình độ này. Đến tột cùng hắn làm sao bồi dưỡng ra được chẳng lẽ là tiêu phí vài chục vạn kim tệ mua cấp 6 hồn tinh băng thuộc tính. Quả thật đúng là sở mộ đã dùng 20 vạn kim tệ mua một viên băng hệ hồn tinh để cho băng không tinh linh tăng cường thuộc tính băng hệ. 20 vạn kim tệ đã đủ mua nguyên con tứ rực xạ yêu rồi, thế mà lại sử dụng một nguồn tài chính khổng lồ như vậy đập vào người băng không tinh linh, lực chiến đấu không biến thái mới là lạ. Đối phương có năng lực khống chế băng hệ quá mức cường hãn nên Dương Kiệt phải niệm chú ngữ thi triển hồn kỹ băng khải ra chỉ lên người tứ dược yêu xà. Kỹ năng băng hệ tiếp cận cấp 7 nếu trực tiếp công kích tứ dực xà yêu sẽ là một kích tất sát. Dương Kiệt mất đi một con hồn sủng lấy cái gì chống lại sở mộ. Sở mộ cũng không lãng phí hồn lực của mình, chỉ lạnh lùng đứng ở bên cạnh băng không tinh linh không ngừng ra chỉ lệnh. Băng không tinh linh thì triển kỹ năng băng hệ cơ hồ không gián đoạn, căn bản không cho tứ dực xà yêu có bất kỳ cơ hội nào đến gần. Băng khải giúp cho tứ dực yêu xà gia tăng lực phòng ngự nguyễn cưỡng đạt tới cấp 7, nhưng sinh vật hình thể to lớn như tứ dực yêu xà khi được phụ thêm băng khải sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ bao phủ và khả năng phòng ngự cũng giảm bớt chút ít. Hơn nữa sẽ làm gia tăng trọng lượng cơ thể lên vài phần. Trong lúc băng khải đang bao trùm lên trên người thì bốn cánh của tứ dực yêu xà không có cách nào bay lên nổi, chỉ có thể nặng nề di chuyển trong rừng cây mà thôi. Thân thể dài hơn 10 thước bây giờ chính là gánh nặng phiền toái, tứ dực yêu xà đối mặt với băng không tinh linh có khả năng vi khống đúng là một tấm bia thịt cỡ bự, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể bắn chúng. Thế là trong một đoạn thời gian ngắn, hàng loạt kỹ năng băng hệ thi nhau ập xuống đầu tứ dược yêu xa. Giai đoạn gần băng nhau, đẳng cấp cao hơn một bậc, tư chất thiên phú giữa hai bên không thể nào so sánh nổi. Vì thế lực chiến đấu biểu hiện ra ngoài hoàn toàn cách xa, trận chiến này đã nghiêng về một bên. Đáng giận, vong hạt, quỷ nham, các ngươi đang làm gì đó. chương 139, băng không tinh linh cấp biến thái. Dương Kiệt rốt cuộc thật sự nổi giận, lập tức dồn cơn phẫn nộ trong lòng vào hai con hồn sủng khác. Nhưng mà một việc càng làm cho hắn giận dữ thiếu chút nữa há mồm phun máu, chính là hai con hồn sủng kia đang bị một con hồ ly nho nhỏ đùa bỡn xoay quanh. Ngưng băng kiếm trận, sở mộ không cần lo lắng mặc tà chiến đấu, thấy tứ sực xạ yêu bị kỹ năng băng hệ tẩy lễ lộ ra sơ hở liền ra lệnh mới cho băng không tinh linh. Lần này băng không tinh linh niệm chú ngữ khá dài, điều này cũng có nghĩa là uy lực kỹ năng băng hệ sẽ mạnh hơn những lần trước. Phong tập, Dương Kiệt đang một mực chờ đợi băng không tinh linh niệm chú ngữ lâu hơn một chút. Nay vừa thấy thời cơ đã đến đột nhiên chỉ ngón tay ra chỉ lệnh với tứ dực xạ yêu. Băng khải trên người tứ dực xạ yêu đã bị băng không tinh linh đánh nát hơn phân nửa nên tốc độ cũng dần dần gia tăng trở lại như cũ. Thừa dịp băng không tinh linh niệm chú ngữ khá dài, đột nhiên đập mạnh hai cánh tăng cường tốc độ lên gấp đôi trong nháy mắt. Vù, tứ dực xạ yêu lao tới nhanh như chớp, đồng thời thi triển ra ác phệ, nhất thời một luồng tà khí biến thành mây đen bao phủ một mảng rừng rậm bắt đầu ép tới sở mộ và băng không tinh linh sở mộ cũng cảm thấy nằm ngoài dự liệu đối với lòng giả thâm sâu của dương kiệt nhưng chỉ tới đó thôi hoàn toàn không có biểu hiện một chút bối rối nhanh chóng lùi về phía sau để cho ngưng nghênh đón chính diện tứ rực xả yêu công kích muốn đấu với ta ngươi còn non lắm dương kiệt mỉm cười tàn nhẫn có một con băng không tinh linh biến thái thì thế nào không có ý thức chiến đấu vẫn phải chết mà thôi nếu cận chiến thì băng không tinh linh sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Phong tập và Ác về kết hợp giúp cho tứ dực xà yêu tăng cường lực công kích lên tới mức độ cực hạt, độc nha nhanh độc phát huy lực sát thương đến gần cấp 6 hung hăng cắn vào thân thể băng không tinh linh. A, à, băng không tinh linh tốc độ chậm chạp không có cách nào né tránh nổi đợt công kích này, lập tức bị tứ dược yêu xà cắn chúng. Yêu xà liền xoáy mạnh thân thể, cứng rắn kéo băng không tinh linh bay lên trời cao, y như một con xà vương cao ngạo đã thành công săn được con mồi trầm toái nha tứ rực xà yêu nghe theo mệnh lệnh chủ nhân răng nanh bất chợt duỗi dài một cách quỷ dị lóe lên hàn mang sắc bén sau đó dùng hết toàn lực cắn mạnh vào người băng không tinh linh hẳn làm muốn trực tiếp xé nát đối phương thành từng mảnh hư nhóc con đi tìm chết dương kiệt đã nở nụ cười chiến thắng rắc ngay khi vừa cắn xuống tiếng nứt gãy lập tức truyền ra gào bỗng nhiên tứ rực xà yêu kêu lên đau đớn vội vàng nhả băng không tinh linh ra ôm cái miệng đầy máu tươi bay vội về sau công kích bị trọng thương, nụ cười trên mặt Dương Kiệt liền cứng ngắc lại, vô cùng hoảng sợ nhìn vào miệng tứ rực xạ yêu đang tuôn trào máu tươi. Băng không tinh linh được cấp 6 băng hệ hồn tinh điều huấn nên lực phòng ngự đã đạt tới cấp 6 hậu kỳ. Cộng thêm hiệu quả băng khải đã đến gần cấp 7 hậu kỳ, phòng ngự siêu cường cỡ này làm sao bị công phá nổi. Đinh, băng không tinh linh có năng lực lơ lửng giữa không chung, sau khi bị phun ra liền nhanh mặc dù trên người xuất hiện một dấu răng khá sâu nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó, vẫn tiếp tục niệm chú ngữ hình thành băng kiếm trận. Chú ngữ nhanh chóng hoàn thành, 15 thanh băng kiếm hiện ra trôi nổi trên đỉnh đầu băng không tinh linh. Đinh, băng không tinh linh kêu lên một tiếng, nhất thời 15 thanh băng kiếm dài đến 6 thước từ trên trời lao xuống, mỗi một thanh đâm vào thân thể tứ dực yêu xà vô cùng chính xác. Phốc, phốc. Phốc, mỗi thanh băng kiếm mang theo hàn khí dày đặc sỏ xuyên qua thân thể tứ dực yêu xà rồi găm xuống đất, có vài thanh kiếm thậm chí đâm xuyên qua đầu tứ dực yêu xà. Thân thể tứ Dực yêu xà dài hơn 10 thước, nhưng lại bị 15 thanh băng kiếm to lớn lần lượt công phá, tử trạng đúng là cực kỳ thê thảm. Cấp 6 băng kiếm trận có uy lực sánh ngang với kỹ năng băng hệ cấp 7, 15 thanh băng kiếm cùng đâm xuống trong nháy mắt liền đoạt mạng tứ Dực xà yêu ngay tại chỗ, hồn thứ ba của Dương Kiệt theo đó diệt phong. Nhìn thấy một màn kinh khủng vừa mới phát sinh, Dương Kiệt triệt để ngu si luôn rồi. Trong lúc hắn còn đang hoảng sợ thì hàn độc xâm lấn thông qua tứ dực xạ yêu tạo thành tinh thần phản kích đánh tới. Sắc mặt Dương Kiệt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng sử dụng hồn niệm để kháng băng không tinh linh khống chế hàn độc xâm lấn. Sở Mộ là bảy niệm hồn sư nên lực lượng hồn niệm cao hơn Dương Kiệt, băng không tinh linh có thiên phú băng hệ cực cao. Vì thế hàn độc xâm lấn tuyệt đối không thể dễ dàng ngăn cản, nhất là dưới tình huống Dương Kiệt hành động chậm một bước. Hàn khí nhanh chóng xâm nhập vào trong linh hồn Dương Kiệt, thân thể hắn từ từ cứng đờ, nhất thời hàn khí từ thất khiếu tràn ra. Thân thể bắt đầu đông lại, sợ rằng qua thêm 5 giây nữa cơ thể Dương Kiệt sẽ hóa thành một bức tượng băng. Dương Kiệt cảm giác được tử vong đến gần, nhanh chóng thò tay vào vạt áo lấy ra một lọ dược tề, dứt khoát đút hết cả lọ vào trong cổ họng. Cấp 6 hàn ngự dược tề, sở mộ đúng là vẫn ngoài dự liệu, không ngờ trên người Dương Kiệt lại có dược tề cứu mạng tốt như vậy. Hàn độc bị giải tán rất nhanh, Dương Kiệt tuy bị thương linh hồn nhưng cũng thành công vớt lại một mạng. Trên mặt đã hiện ra nét hoảng sợ không thể che giấu, làm gì còn có ý định tái chiến nữa, vội vã thu hồi quỷ nha ma nhân trở về. Dưới tình huống linh hồn bị hao tổn triệu hồi ra một con năm đoạn phong bạo ưng, lão đảo bò lên trên lưng rồi ra lệnh cho nó chạy trốn vào trong rừng sâu. Dương Kiệt hoàn thành một loạt động tác cực kỳ nhanh, tất cả nối liền một mạch không có một chút lề mề chậm chạp nào, hiển nhiên là đã có không ít kinh nghiệm về chuyện này. Sở Mộ làm sao có thể cho Dương Kiệt chạy trốn, theo đó cũng thu hồi băng không tinh linh vào trong không gian hồn sùng, thi triển thừa phong thuật phóng vào rừng sâu. Mạc ta Mạc tà đang chơi đùa nhảy qua nhảy lại ở trên người vong hạt, vừa nghe sở mộ gọi liền đạp mạnh một cái lao thẳng lên trời. Trong lúc hạ xuống đã biến thành tà diễm lục vĩ yêu hồ lướt tới gần sở mộ vô cùng ăn ý. Sở mộ tung mình nhảy lên trên lưng mạc tà, cả hai đồng thời biến mất vào trong màn đêm đen nhánh. Nhìn thấy sở mộ khống chế một con hồn sủng uy phong lẫm lẫm rời khỏi, mọi người vẫn chưa khôi phục tinh thần từ khi tứ rực xả yêu tử vong. Băng không tinh linh có thiên phú băng hệ và lực phòng ngự đã đạt đến cấp 7 rồi ánh mắt lão đằng vẫn đang nhìn chằm chằm vào 15 thanh băng kiếm cắm trên người tứ dược yêu xà. Hồn sùng chỉ cần có thiên phú thuộc tính đạt tới cấp 7 là có thể liệt vào hàng ngũ cấp thống lĩnh. Nếu như có hai thiên phú thuộc tính liệt vào cấp 7, hơn nữa những thuộc tính khác không quá thấp hiển nhiên sánh ngang với trung đẳng cấp thống lĩnh. Ba thiên phú thuộc tính đạt tới cấp 7 chính là cao đẳng cấp thống lĩnh. Sở mộ có một con băng không tinh linh biểu hiện ra năng lực khống chế băng hệ quá mức kinh khủng, mọi người cho rằng lực phòng ngự phải cực kỳ yếu ớt mới đúng nhưng không ngờ băng không tinh linh phòng ngự cũng biến thái đến trình độ này, quả thực là siêu việt rất nhiều hồn sủng cấp thống lĩnh rồi. Công tử nhà ngươi đến tột cùng là ai, thực lực cường hãn như vậy phải có danh tiếng lan truyền rộng rãi mới đúng chứ. Tần Mộng Nhi xử lý xong Lý Nam bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với thân phận sở mộ, hơn nữa nàng chưa từng nghe nói đến cái tên sở thần bao giờ cả. Đinh Vũ biết sở mộ không thích rêu rao danh tiếng, tự nhiên sẽ không nói ra thân phận chân chính của sở mộ. Dĩ nhiên, Người rung động nhất ở nơi này chính là sở chữ từng sống chung với sở mộ mười mấy năm, trong nhóm huynh đệ thì hiểu rõ sở mộ nhất cũng là sở chữ. Thời gian bốn năm trôi qua, đệ đệ hắn bị mất một hồn bị người người cười nhạo thế mà đã trở nên cường đại như thế. Thực lực mạnh mẽ đến mức này làm cho sở chữ nghĩ đến tình cảnh bây giờ của gia tộc, nhất thời lệ nóng hai hàng, tuôn trào như nước lũ. Sở mộ vẫn còn sống và có được thực lực cường đại ngoài dữ liệu để cho sở chữ thấy được hy vọng chấn hưng gia tộc. chương 140, ta không sao, nhưng chúng ta có việc. Ao ao ao, rừng rậm tối đen, gió đêm chập trần thổi quét phát ra thanh âm xào sạc thê lương. Vụt, một ánh lửa màu đỏ phóng qua, nhất thời sáu cái đuôi dài mỹ lệ kéo theo một dãy hư ảnh mơ hồ chiếu sáng bóng đêm. Một cơn gió lớn nổi lên cuốn theo vô số lá rụng bay tứ tán. Mạc ta dùng hết tốc lực còn nhanh hơn dạ lôi mộng thú vài phần, đối phương là một con năm đoạn sáu dài phong bạo ưng, cho dù có năng lực phi hành cũng không thể nhanh hơn mạc tà chỉ có thể chiếm cứ một chút ưu thế là năng lực phi hành trên không. Phần hỏa, mạc tà không ngừng buông thả hỏa diễm tạo thành đám mây lửa trên bầu trời, không cho phong bạo ưng có cơ hội bay lên quá cao. Thực lực phong bạo ưng kém hơn mạc tà quá nhiều, trong lúc bị truy đuổi gắt gao hoàn toàn không biết cắt đuôi nổi. Thừa phong, sở mộ nhìn tới phong bạo ưng đang cố gắng chạy trốn, cảm thấy thời cơ chín mùi lập tức nghiệm chú ngữ, ra chỉ hiệu quả thừa phong cho mạc tà. Mạc tà di chuyển đã nhanh, bây giờ được thêm vào hiệu quả thừa phong y như được thêm hai cánh vậy, bốn chân đạp không lao tới không hề chạm đất. Thân thể mạc tà được hỏa diễm bao quanh càng thêm bắt mắt ở trong rừng cây u tối, thoáng cái nhảy lên cành cây, thoáng cái lao lên trời cao, tư thái tà mị thể hiện vô cùng sống động. Diễm đạp, sau khi lên tới điểm cao nhất, bốn chân mạc tà khẽ bước trên không trung, một vòng hỏa hoàn, vòng tròn lửa từ vị trí dưới chân lập tức mở rộng ra, mạc tà dựa vào đó tụ lực phóng thẳng tới trước, Dương Kiệt cảm giác được đối phương truy đuổi càng lúc càng gần, mặt mày hoảng sợ không biết nên làm gì cho tốt. Hắn vốn tưởng rằng đã có thể chạy thoát, nhưng không ngờ sở mộ lại có một con tà diễm lục vĩ yêu hồ thực lực kinh khủng như thế. Huyễn ảnh tà diễm chảo, thân ảnh tà mị trong dây lát ập tới, men theo quỹ tích phong bạo ưng phi hành hiện ra một đạo tà diễm chảo ngăn cản ở trước mặt, móng vuốt hoa lệ trực tiếp xẹt qua phong bạo ưng cùng với Dương Kiệt. Phong bạo ưng lập tức bị chảo nhận xé rách từ đầu xuống đuôi, yêu hỏa tà diễm nhanh chóng dung nhập vào trong máu huyết đốt cháy bừng bừng, thân thể phong bạo ưng hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Còn Dương Kiệt cũng bị một chảo xé rách phần eo, yêu hỏa tà diễm nóng bỏng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Vù vù, tà diễm bộc phát ra uy lực quá cường hãn, trong lúc phong bạo ưng và Dương Kiệt còn chưa rơi xuống đã bị đốt cháy không còn một mảnh, ở giữa không trung chỉ lưu lại một đống cho bụi bị cuồng phong thổi bay tán loạn. Sở mộ nở nụ cười thoải mái, sờ sờ đầu mặc ta nói, làm tốt lắm, tối nay cho phép ngươi ăn thêm một bữa khuya. Ô ô ô, Mạc Tà lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn, từ từ hạ xuống đất. Ô ô, bỗng nhiên Mạc Tà kêu lên một tiếng kỳ quái. Cùng lúc đó, sở mộ cảm giác được thân thể mình bị trầm xuống quá nhanh, nhất thời một cơn cuồng phong từ phía dưới vọt lên cuốn lấy hắn. Có lầm không đó, nơi này tại sao không có mặt đất, sở mộ trong lúc hốt hoảng chỉ có thể nói ra một câu như vậy, chốc lát sau hắn và Mạc Tà đã cùng nhau rơi xuống. Phía đông mãn ấn thành chính là rừng rậm, hai bên rừng rậm là sơn mạch núi liền trùng điệp và vực sâu không đáy, là vì nguyên nhân này nên phía đông mạn ấn thành chỉ có một con đường duy nhất đi thông cương la thành. Cho dù thương đội sở ra ý thức được đám người dương sẽ bày ra thủ đoạn hèn hạ ở nơi này cũng không thể đổi sang đường khác. Sở mộ hiển nhiên là không ý thức được điểm này, một lòng muốn giết chết Dương Kiệt nên khống chế mạc tà nhảy lên trời công kích. Sau đó đột nhiên phát hiện phía trước đã không có điểm dừng chân rồi. Phía đông mãn ấn thành có một nơi gọi là trụy hoàng nhai sâu hàng trăm mét bên dưới là một khu rừng nguyên thủy có vô số kỳ chân dị thú, cũng là hung địa nổi danh của La Vực. Cho tới lúc này vẫn không có thế lực nào đủ năng lực thu làm lãnh địa. Gió đêm thổi vù vù vào trong tai, ánh trăng chiếu dọi vách đá hai bên vực sâu làm lộ ra sự nguy nga và hiểm trở cực kỳ ác liệt. Ở trong màn đêm lạnh lẽo đó, một luồng hỏa diễm từ trên cao đột một rớt xuống, vẽ ra một đường cong mỹ lệ bám vào cành cây. Xẹt, thân ảnh sáng rực kia hạ xuống vị trí chừng một phần tư vực sâu thì dừng lại, vô cùng may mắn chúng ngay một thân cây chìa ra giữa vực, cái cây nhỏ không thể thừa nhận nổi trọng lực quá lớn, lập tức cong lại rồi gãy ngang. Thân ảnh hỏa diễm kia dựa vào đoạn thời gian ngắn ngủi đó điều chỉnh tư thế, lập tức nhảy về phía vách đá cách đó không xa. Trụy Hoàng Nhai là một vực sâu thẳng đứng, vách đá hai bên hoàn toàn không có độ nghiêng nào đáng kể. Thân ảnh hỏa diễm vốn không chỗ nào đặt chân, đành phải chạm vào khe hở nhỏ lấy lực rồi nhảy xuống. Thiếu gia, thiếu gia, tứ đệ, tứ đệ, sở công tử, Sở công tử, tiếng kêu gọi quanh quẩn khắp mãn ấn xâm lâm, thế nhưng chỉ có tiếng chim rừng vỗ cánh đáp lại, thú hoang bị đánh thức tức giận gầm thét vang dội cả khu rừng. Thiếu gia rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ? Đinh Vũ không chế tật phong ma câu lo lắng không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cao lại bất an. Có thể là do Dương Kiệt phản kích bị thương rồi không? Hắn không nên lỗ mãng truy đuổi vào sau như thế. Tần gia lão đằng nói, không thể, 10 tên Dương Kiệt cũng không phải là đối thủ của thiếu gia đinh vũ lập tức trừng mắt liếc sang lão già đáng ghét kia đinh vũ biết sở mộ là tù đảo vương giả ba năm máu tanh tẩy lễ tìm đường sống trong đường tơ kẽ tóc tuyệt đối không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp phía trước hình như là trụy hoàng nhai mộng nhi muội muội người mau xuống đây sở chữ nhìn thoáng qua tần mộng nhi đang bay ở giữa không trung vội vã nói với nàng trụy hoàng nhai tần mộng nhi lộ vẻ nghi hoặc tiểu thư xa hơn nữa chính là hung địa nổi danh khắp la vực đoạn lâm hồn sủng nơi đó hơn phân nửa là chủng loại hung tàn, rất ít người dám vào trong đó lịch lãm. Tiểu thư bay lượn trên không trung như thế, viêm điều lại có ánh lửa chiếu sáng sẽ bị hồn sủng cường đại tưởng là xâm chiếm lãnh địa. Cho nên ngài mau mau thu hồi viêm điều lại, nếu không sẽ mang đến cho tất cả mọi người phiền toái không cần thiết. Lão đằng giải thích cho Tần Mộng Nhi hiểu, nghe lão đằng nói như thế, Tần Mộng Nhi cũng không dám tiếp tục phi hành nữa, nhanh chóng thu hồi hồn sủng của mình rồi hạ xuống đất. Nơi này hình như có dấu vết lửa cháy, nhất định là thiếu gia hồn sủng lưu lại. Đinh Vũ nghe thấy mùi khét lan tỏa trong không gian, tìm kiếm một hồi liền phát hiện dấu vết diễm đạp của mạc tà trên cành cây. Càng đi về phía trước, tật phong ma cầu bỗng nhiên dừng bước lại, thân thể Đinh Vũ bị bất ngờ nên hơi nghiêng về phía trước, hàn phong từ phía bên kia xuyên qua nhánh cây rậm rạp thổi tạt vào mặt nàng rát lạnh. Đinh Vũ hít sâu một hơi cho tỉnh táo, ánh mắt kinh ngạc nhìn tới vực sâu không đáy ở phía trước. Cẩn thận đó, đây chính là trụy hoàng nhai, bảo tật phong ma câu thu liếm khí thức một chút, bên dưới trụy hoàng nhai có không ít hồn sủng cường đại. Lão đằng lập tức nhắc nhở, thiếu ra, thiếu ra, ngươi có ở dưới không? Đinh vũ hô to một tiếng, gió lớn thổi qua vù vù, trụy hoàng nhai yên tĩnh chỉ vang vọng lại tiếng đinh vũ kêu gọi, nhưng không có người nào trả lời. Làm sao đi xuống, đinh vũ khẳng định là sở mộ trong lúc vô tình bị rơi xuống, lập tức hỏi thăm những người khác. Từ nơi này thì không thể đi xuống, phải chạy về phía tây thành, từ rừng rậm nơi đó mới có chỗ đi xuống dưới trụy hoàng nhai. Lão đằng nói, hai hàng chân mày sở chữ nhíu chặt, thật vất vả mới gặp lại tứ đệ nhưng không nghĩ tới tứ đệ vô tình lâm vào hiểm cảnh. Mấy người cũng xác định sở mộ đã rơi xuống dưới vực, đinh vũ thử cho thứ côi hoa yêu tạo ra sợi thang dây leo xuống, nhưng thứ côi hoa yêu thả dây leo ra chỉ dài khoảng 30 thước là hết. Vì thế chỉ còn lại mỗi tần mộng nhi đủ khả năng khống chế viêm điểu bay xuống xem xét tình hình. Ta sẽ cưỡi viêm điểu đi xuống xem sao. Tần Mộng Nhi nói, tiểu thư, không được, viêm điểu đi xuống rất dễ bị. Lão đằng lại chuẩn bị khuyên giải tiểu thư, có ánh lửa, nhất định là thiếu gia. Đinh Vũ lập tức chỉ vào ánh lửa chợt lóe lên bên dưới vực sâu. Ta sẽ đi xuống đón hắn lên. Tần Mộng Nhi xem như đủ to gan lớn mật, trực tiếp nhảy xuống rồi mới bắt đầu triệu hồi viêm điểu. Trong quá trình Tần Mộng Nhi rơi xuống, dưới chân của nàng chậm rãi xuất hiện một cái đồ án đỏ rực, một con rực hệ hồn sủng lập tức hiện ra. Vù 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 tần mộng nhi khống chế viêm điểu bắt đầu hạ xuống tìm kiếm sở mộ tiểu thư tiểu thư ngài đi xuống thì dễ nhưng rất khó đi lên nha ngàn vạn lần đừng có đi xuống gió lớn gào thét bên tai nên tần mộng nhi chỉ nghe thấy tiếng lão đằng lúc có lúc không trong lúc mơ mơ hồ hồ không có nghe rõ ràng dù có nghe thì nàng vẫn không thể nào bỏ qua việc tìm người được tính tình cô gái nhỏ này vẫn giống y như cũ làm việc không thèm suy nghĩ gì cả sở chữ nhìn tần mộng nhi bay xuống cũng thở dài bất đắc dĩ nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất có thể tìm xem sở mộ có bị gì không. Ở dưới vách đá, sở mộ đang ngồi trên bãi cỏ vỗ vỗ ngực mình, hồi lâu sau vẫn chưa thể chấn định tinh thần lại. Mạc tà ở bên cạnh cũng kêu lên mấy tiếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt đã bị mài mòn không ít. Nguy hiểm thật, cao như vậy, lại trả vật gì tá lực, xém chút nữa là tàn đời rồi. Sở mộ nói, Mạc tà lập tức gật đầu đồng ý, cái vực sâu khốn kiếp, ở đâu tự dưng lòi ra thế không biết vừa thở hổn hển vừa chửi thề mấy câu trong lòng sở mộ vẫn còn cực kỳ sợ hãi rất lâu sau mới đứng dậy nhìn quanh bốn phía định tìm kiếm biện pháp leo lên trên bỗng nhiên trên đầu xuất hiện ánh lửa đang từ từ tiếp cận vị trí hắn sở công tử ngươi ở nơi này hả tiếng tần mộng nhi ôn nhu duyên xuống ta ở chỗ này ngươi không sao chớ tần mộng nhi hỏi ta không sao nhưng mà chúng ta có việc sở mộ lắc đầu cười khổ dõi mắt nhìn lên mấy thân ảnh mơ hồ vừa lao ra khỏi vách đá chương 141, đầu gỗ sở mộ, tần mộng nhi ngẩng đầu lên liền thấy vô số bóng đen lao xuống chỗ mình, nhất thời sợ hãi hoa dung thất sắc. Mau thu hồi viêm điểu, sở mộ nói, tần mộng nhi vội vàng nhảy xuống, thu hồi viêm điểu vào trong không gian hồn sùng. Đi lên, sở mộ nhảy lên trên lưng mạc tà, nói với tần mộng nhi. Cảm giác được trên đỉnh đầu phía đang có một trận gió mát ập xuống, tần mộng nhi làm gì còn dám do dự, vội vàng nhảy lên trên lưng mạc tà ngay khi sở mộ vừa nói. Ô ô, Mạc Tà hình như không thích người khác ngồi ở trên người nó, lập tức kêu lên bất mãn. Nàng chỉ là vì giúp chúng ta mới xuống đây, người chịu ủy khuất chút đi. Sở mộ sờ sờ đầu Mạc Tà, lên tiếng trấn an nó. Mạc Tà cũng chỉ đùa bỡn mà thôi, ý thức được mười mấy con rực hệ hồn sủng đang bay tới. Bốn chân Mạc Tà lập tức bốc cháy thi triển diễm đạp lao vào trong rừng, nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm đen tối. Tiểu thư, lão đằng trợn tròn mắt nhìn tiểu tử kia bắt cóc tần mộng nhi rời đi. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, trên người hắn không có một con rực hệ hồn sủng nào cả. Đừng có la lớn, mấy con chim kia mà để ý thì mệt lắm. Sở chữ lập tức chừng mắt liếc sang lão đằng, gào, gào, nhưng sở chữ vừa mới dứt lời, thanh âm chói tai từ phía dưới vách đá đã chuyển đến rõ ràng. Ngay sau đó mọi người nhận ra đang có vô số đạo phong nhận lướt tới. Phiền toái lớn rồi, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đã, sau đó lại vòng qua phía tây thành đi tìm bọn họ nếu chúng ở lại đây sẽ càng thêm nguy hiểm một gia thần sở ra nói như vậy sao được tiểu thư nhà ta còn ở dưới đó lão đằng lo lắng nói chen vào nếu như tần mộng nhi có gì sơ xuất thì bản thân hắn đảm đương không nổi chúng ta ở chỗ này cũng không thể đi xuống trước tiên quay về cương la thành sau đó mới liên hiệp hai nhà tiến vào đoạn lâm tìm kiếm bọn họ sở chữ coi như là tương đối tĩnh táo tâm tư sở chữ rất tỉ mỉ hắn không nói cho mọi người biết sở công tử là sở mộ dù sao sở mộ thật vất vả mới còn sống trở về, sở chữ cũng tin tưởng Tần Mộng Nhi sẽ không nói ra, nhưng hắn lại không dám tin tưởng lão đằng chút nào. Đành phải như vậy thôi, vào thành rồi hãy nói. Đinh Vũ không nghĩ ra biện pháp nào khác, lập tức đi theo mọi người tiến tới Cương La Thành. Nếu ở đó có thế lực yểm ma cung thì có thể điều ra một số cao thủ tiến vào đoạn lâm tìm kiếm sở mộ. Thanh âm gào thét dần dần đi xa, mạc tà một đường phóng chạy như điên rốt cuộc thành công bỏ rơi đám dược hệ hồn sùng. Nguy hiểm thật a à a à. A, à, lúc dừng lại lúc nghỉ ngơi, Tần Mộng Nhi vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Những vách núi đá như thế chính là thiên đường của Dực Hệ Hồn Sủng, khống chế những con Dực Hệ Hồn Sủng khác bay qua chính là hành vi kiêng kỵ nhất. Sở Mộ nói với Tần Mộng Nhi nói: "Ta, ta không biết." Gương mặt Tần Mộng Nhi chợt đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Thật sự xin lỗi, ta đến giúp ngươi nhưng còn làm cho ngươi thêm phiền phức." Sở Mộ không thèm để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì hắn biết Tần Mộng Nhi trước kia cũng ngây thơ y như thế biết cách ra khỏi khu rừng này không? Sở mộ dò hỏi, đằng đại thúc nói khu rừng này đi thông tới phía Tây Cương La Thành. Nếu một mực đi về phía đông sẽ có thể tới nơi. Thế nhưng ta nghe nói trong đoạn lâm có rất nhiều sinh vật hung mãnh, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Tần Mộng Nhi nhỏ giọng nói, vậy thì chúng ta đi về phía đông. Sở mộ nói, đông là hướng nào? Tần Mộng Nhi nhìn quanh một vòng nhưng chỉ thấy đen thui một mảnh, làm gì có dấu hiệu nào để phân biệt phương hướng chứ? Đi theo ta là được rồi, Sở mộ từng sống trên tù đảo 3 năm, địa hình và hoàn cảnh còn ác liệt hơn đoạn lâm nhiều. Một khu rừng nho nhỏ này còn chưa đủ để làm khó hắn. Tần Mộng Nhi chỉ có thể gật đầu lục tục đi theo sau sở mộ. Nhưng có lẽ là Tần Mộng Nhi lần đầu tiên đi lại trong rừng rậm, bộ dạng đúng là cực kỳ sợ hãi và lo lắng. Nếu như ngươi có thể thu liếm khí tức hồn sủng thì chịu hoán ra. Còn không thì thôi, cẩn thận kẻo rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Sở mộ nhắc nhở Tần Mộng Nhi một câu tần mộng nhi đang định gọi hồn sủng ra để giảm bớt sợ hãi lại bị sở mộ nói như thế đành phải từ bỏ ý định bước nhanh lên một chút tiếp cận sở mộ lúc nãy hồn sủng của ngươi là tà diễm lục vĩ yêu hồ hả tốc độ thật là nhanh nha a à, tần mộng nhi nhẹ giọng nói lúc trước lý nam đã chiến đấu với sở chữ lực chiến đấu không còn lại bao nhiêu vì thế tần mộng nhi giải quyết hắn vô cùng đơn giản tần mộng nhi cũng lưu ý đến tình hình sở mộ chiến đấu Đối với băng không tinh linh biểu hiện ra thực lực cường đại cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Còn bây giờ Sở Mộ Triệu hồi ra một con tà diễm lục vĩ yêu hồ còn hiếm thấy hơn cả dạ lôi mộng thú. Trong quá trình chạy trốn lúc nãy, nàng âm thầm phán đoán có lẽ thực lực tà diễm lục vĩ yêu hồ vô cùng kinh khủng. Ừ, Sở Mộ chẳng qua là gật đầu xác nhận nhưng không có nhiều lời, chỉ lưu ý tìm đường đi về phía trước, tìm cách rời khỏi đoạn lâm trở lại Cương La thành càng sớm càng tốt. Tần Mộng Nhi tự nhiên là vì sợ hãi mới tìm cách nói chuyện với Sở Mộ hết lần này tới lần khác sở mộ lại là người không thích nói chuyện, bộ dạng lạnh băng y như cự người ngàn dặm làm cho Tần Mộng Nhi mất hứng, vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên lộ vẻ chán ghét. Tần Mộng Nhi thiên sinh lệ chất, xinh đẹp động lòng người, bên cạnh lúc nào cũng có không ít thanh niên anh Tuấn, phong độ lịch lãm bám theo. Nhưng Tần Mộng Nhi vốn không thích những người này ân cần và nịnh hót, lại càng không thích cảm giác bị một nam tử hoàn toàn xem mình như không tồn tại. Lúc trước nàng còn lo lắng mình chung đụng với nam tử này ở nơi vắng vẻ có thể phát sinh vài chuyện không tốt. Nhưng mà bây giờ xem ra, một mỹ nhân như nàng ở trước mặt nam tử này hoàn toàn không có sức hấp dẫn như trong tưởng tượng. Nói đi thì nói lại, điều này cũng không thể trách Sở Mộ không hiểu phong tình. Sở Mộ vẫn có một chút hứng thú với Tần Mộng Nhi, thật ra trong lòng hắn đang âm thầm nhớ lại ký ức trước kia, cũng thích tiểu muội muội ngây thơ khả ái này. Nhất là bây giờ nàng đã trở thành mỹ nhân ôn nhu như thế. Nhưng tính cách sở mộ vốn là như thế, cho dù đi bên cạnh hắn là cần nhu công chúa cao cao tại thượng thì hắn vẫn bày ra bộ dạng lạnh lùng thế này, dù sao hắn đã quen một mình một người từ rất lâu rồi. Đi mãi tới lúc nửa đêm, Tần Mộng Nhi rõ ràng là hơi mệt mỏi. Sở Mộ cũng ngừng lại, lấy hồn lực còn dư lại toàn bộ nuôi nấng Bạch Yểm Ma, sau đó bắt đầu tính tu. Trong toàn bộ quá trình sở mộ chỉ lẳng lặng làm việc, cơ hồ không hề nhìn Tần Mộng Nhi tồn tại, nhưng điều này làm cho Tần Mộng Nhi suy nghĩ đến nhiều thứ một nữ tử ở sâu trong rừng rậm lại không thể chịu hoán hồn sùng còn phải nghỉ ngơi dưới tàng cây cảm giác có thể nói là đứng ngồi không yên nàng muốn nói chuyện nhưng cái tên này giống y như một pho tượng chả hiểu gì hết hoàn toàn dung nhập vào đêm tối và rừng rậm đôi khi tần mộng nhi thậm chí có cảm giác nam tử này không còn tồn tại nữa bất kể tần mộng nhi suy nghĩ lung tung như thế nào cảm giác đau khổ ra sao ánh dạng đông vẫn từ từ dâng lên ở đường chân trời Vạn vật hồi phục sức sống, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt làm cho Tần Mộng Nhi nửa tỉnh nửa mê thoải mái duỗi người một cái. Lúc mở mắt ra, Tần Mộng Nhi lập tức thấy một khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng hiện ra ngay bên cạnh, Tần Mộng Nhi theo bản năng lui vội về phía sau. Ăn mấy trái cây này để lót dạ, Sở Mộ vừa nói vừa đưa cho Tần Mộng Nhi mấy quả dại, thản nhiên nói. Tần Mộng Nhi trợn trừng hai mắt, nghi ngờ đón nhận mấy trái cây thoạt nhìn rất ngon miệng, thử cắn một cái rồi nhìn chằm chằm vào Sở Mộ chương 142, tộc sủng sở ra mặc giã. Tại sao, sở mộ thấy tần mộng nhi lộ ra bộ dáng đáng thương cũng không hiểu chuyện gì. À, à, ăn thật ngon, tần mộng nhi lắc đầu nói, cái miệng nhỏ nhắn cong lên lộ vẻ sung sướng. Tối hôm qua ngủ rất ngon nhỉ, lần sau không được nhíu nước miếng lên trên vai ta đó. Sở mộ nói, hả, trời đất, ta, ta, tần mộng nhi nhất thời đỏ bừng hai má, vội vàng dùng tay che mặt lại ngượng ngùng. Sở mộ ngẩn người ngạc nhiên, nhìn thoáng qua tần mộng nhi đang hoảng sợ ngượng ngập không dứt rồi lại nhìn xuống tiểu mạc tà đang nằm trên vai mình lộ ra mấy phần nghi ngờ tiểu mạc tà ngẩng đầu lên kêu ô ô tỏ ý ngại ngùng bảo là tối hôm qua nó không được ăn khuya nên đói bụng chảy nước miếng nhìn thấy tiểu hồ ly nằm trên bả vai sở mộ ra vẻ đáng yêu trí cực như thế tần mộng nhi lập tức ý thức được sở mộ đang nói chuyện với sủng vật của mình gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ ửng kiều diễm ướt át oán hận tìm không ra cái lỗ nào để chui vào nơi này là đoạn lâm ta nhớ là có không ít mạc giã sinh sống, nghe nói phẩm chất mạc giã nơi này rất tốt. Có lẽ chúng ta nên lưu lại bắt sống một con mạc giã cấp thống lĩnh. Sở mộ nói, tần mộng nhi lẳng lặng quan sát sở mộ, xem thử hắn có đang nói chuyện với chính mình hay không. Sau khi xác nhận ánh mắt của hắn đúng là nhìn vào mình mới trả lời, nơi này rất nguy hiểm, nếu như có hồn sủng hung mãnh. Ừ, quả thật, mang theo người đúng là hơi nguy hiểm, vậy thì quên đi. Sở mộ lập tức gật đầu xác nhận, Sở Mộ Tự mình một người trước giờ hành động tùy ý, bởi vì hắn hiểu được phương pháp tránh né hồn sủng cường đại. Nhưng mà có thêm Tần Mộng Nhi nhất định sẽ là gánh nặng không nhỏ. Tần Mộng Nhi mặt mày cứng đờ, trong lòng âm thầm tức giận mắng to, tên này tại sao đáng ghét như vậy chứ? Hoặc là không nói chuyện với ta, hễ nói một câu là đả thương lòng tự ái người ta. Thế nào mình cũng là một bốn niệm hồn sư kia mà. Bởi vì ở đây có Tần Mộng Nhi nên Sở Mộ bỏ qua ý định lưu lại tìm bắt hồn sủng trực tiếp đi về phía Đông Hy vọng mau sớm tới Cương La thành. Lại qua thêm một ngày, trên đường đi cũng gặp vài con hồn sủng nhưng Sở Mộ đều cho Dạ Lôi Mộng thú để giải quyết. Dạ Lôi Mộng thú bây giờ là 5 đoạn 5 giai, Sở Mộ phải nhanh chóng tăng cường lên tới 6 đoạn, phương pháp trưởng thành nhanh nhất định chính là trải qua chiến đấu tẩy lễ. Làm sao vậy? Tự nhiên dừng lại, Tần Mộng Nhi dừng bước nhìn Sở Mộ đột ngột im lặng suy tư, khó hiểu hỏi. "Trung quanh đây hẳn là có một cái hồ lớn." Sở Mộ nói, "Cái hồ tần mộng nhi sáng rực hai mắt nếu có nước thì nàng có thể rửa mặt tẩy rửa thân thể và vân vân đủ thứ đi lại hai ngày trong rừng rậm làm cho nàng có cảm giác mình toàn thân không hề thoải mái mặc dã thích sống ở địa phương có hồ nước sở mộ nói ngươi muốn bắt sống một con mặc dã tấu mộng nhi hỏi sở mộ lắc đầu chậm rãi nói ta yêu cầu đối với hồn sủng rất cao trong khoảng thời gian ngắn không thể nào gặp được đủ hồn sủng để ta lựa chọn chấp nhận lại càng khó gió trên hồ thổi về hướng đông lúc nãy hơi chuyển sang hướng bắc, hướng gió thay đổi nhanh như thế cho thấy hồ này có linh vật tương đối đặc thù, làm cho gió bay vào liền thay đổi phương hướng. Sở mộ hít sâu một hơi, im lặng lắng nghe hết thảy mọi thứ ở trong rừng. Tần mộng nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào sở mộ một lúc lâu không nói nên lời. Nàng không nghĩ tới một người có thể chỉ dựa vào hướng gió bỗng nhiên thay đổi là đoán được địa phương có linh vật. Xung quanh hồ nước có thể nói là một khu sinh thái nho nhỏ, ở chỗ này thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều hồn sùng, bởi vì chúng sẽ đến đây uống nước đều đặn hàng ngày trong đó cũng có không ít hồn sủng cấp thống lĩnh trạng vạng là lúc hồ nước xuất hiện nhiều hồn sủng nhất khi sở mộ và tần mộng nhi đến gần hồ nước liền thấy ven hồ đang có mấy chục con hồn sủng uống nước và đùa giỡn sở mộ không nhận biết một vài loài trong đó về phần tần mộng nhi nhìn thấy nhiều hồn sủng như vậy thì rực sáng hai mắt chắc là đang muốn bắt sống một con làm đồng bạn mới thủy nguyệt ngân sa yêu xuyên vân mai giác thú thất thải đấu lộc yêu linh điệp a à, A, à, A, à, thật sự có mặc giả. Tần Mộng Nhi vươn ngón tay ra điểm danh từng con hồn sủng ở phía trước. Khi phát hiện mặc giả cấp thống lĩnh thì lộ vẻ kinh ngạc hô lên. Mặc giả, yêu thú giới thú hệ trùng hệ giáp thú tộc mặc giả á tộc. Trung đẳng cấp thống lĩnh. Mặc giả là hồn sủng toàn thân đen bóng, hình thể truyền thừa từ huyết thống thú thuộc tính thuần túy nên tràn đầy lực lượng. Thân tựa sói, đầu tựa hổ, đuôi tựa báo, tứ chi cường tráng như sư tử, hình thể uy vũ khí phách khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác mê ly mặc dã khác với phần lớn hồn sủng thú thuộc tính chính là lớp da bên ngoài. Mặc dã không có bộ lông mềm như nhung, mà là được truyền thừa huyết thống từ trùng thuộc tính nên lớp da bên ngoài có một tầng giáp sắc cứng rắn, bóng loáng bao bọc. Từ điểm này thì mặc dã có chút tương tự với quang minh giác thú, nhưng khải giáp của quang minh giác thú không có nhẵn nhụi và góc cạnh như mặc dã. Trên thực tế mặc dã và quang minh giác thú là cùng một chủng tộc giác giáp thú diễn biến mà thành. Quang minh giác thú tạo cho người ta cảm giác uy phong lẫm lẫm, khí phách hiên ngang còn mặc giã sẽ có thêm một chút thâm trầm và kiên nghị. Giác giáp thú là hồn sủng dấu hiệu của sở gia, đại sở thế gia ở cổ vực chính là lấy giác giáp thú nổi danh với thiên hạ. Sở mộ từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu tiếp tới đủ loại hồn sủng, những thành viên sở gia đều có một con giáp thú hoặc giác thú phẩm chất tốt đẹp. Những cao thủ sở gia thường xuyên lựa chọn hồn sủng cấp thống lĩnh giáp thú và giác thú làm đồng bạn, mà đại biểu cho hai chủng tộc đó là quang minh giác thú và mặc giã. Bản thân sở mộ có tâm ý thiên vị nghiêng về mặc Dã khí chất âm trầm, kiên nghị, có lẽ là do bị cha mình ảnh hưởng. Sở công tử, nhìn bên kia kia, nơi đó có một con mặc giã, hình như là ấu sủng. Tần Mộng Nhi hưng phấn chỉ một con tiểu mặc giã hình thể chừng một thước cạnh bờ hồ. Ừ, nhìn thấy rồi, mặc giáp trên người màu xám cho, cái đuôi và chiều không phối hợp, đã đạt tới ba đoạn, hình thể khoảng chừng tương đương với hai đoạn mặc giã. Có lẽ lúc mới ra đời không được nuôi nấng hợp lý làm cho quá trình trưởng thành lột xác yếu hơn mặc giã bình thường. Sở mộ nói, sở công tử rất am hiểu đối với mặc giã. Tần Mộng Nhi nói, xem là thế đi, đầu mặc giã này đã tới ba đoạn ba dai, nhìn bộ dáng chắc là mới vừa thoát khỏi cha mẹ ra ngoài sinh sống độc lập, nhưng nó gầy yếu chẳng khác gì hai đoạn mặc giã, rất khó sinh tồn. Sở mộ nói, có thể gặp phải một con cấp thống lĩnh hồn sủng còn nhỏ phải nói là vô cùng may mắn, nhưng loại hồn sủng tư chất thấp kém này thì sở mộ không thể nào có hứng thú, thậm chí còn lười đi bắt. Bởi vì giá trị cũng không vượt qua một ngàn kim tệ, thậm chí còn thấp hơn một số cấp chiến tướng hồn sùng. Sở mộ bỏ qua con mặc dạ yếu ớt kia, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh hồ nước, cố ý sử dụng hồn niệm của mình để tìm kiếm vị trí linh vật. Ngay sau đó sở mộ cảm giác được khí thức đặc thù do linh vật phát ra, ánh mắt nhìn ra giữa hồ liền phát hiện một cây thiên yêu lan. Thiên yêu lan là linh vật cấp 6, sống ở sâu dưới nước, một năm chỉ có 3 ngày nổi lên mặt nước tiếp nhận ánh mặt trời chiếu xạ và bổ sung dưỡng khí. Thiên yêu lan là thức ăn hoàn mỹ nhất của yêu linh tộc, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn so với cấp 6 hồn tinh yêu linh thuộc tính. Có thể giúp cho tốc độ yêu linh phát triển gia tăng lên vài lần, dược hiệu kéo dài một đoạn thời gian khá dài. Trong sách có miêu tả ngoại trừ thiên yêu lan ra, còn có một loại cấp 6 dược liệu tên là yêu tinh lệ. Yêu tinh lệ là lộ thủy do yêu linh thụ trải qua vô số lần ngưng tụ hợp chất và loại bỏ dần dần ngưng tụ tinh hoa thiên hạ mà thành. Loại yêu tinh lệ này kết hợp với thiên yêu lan pha trộn theo tỷ lệ cân đối, tiến hành điều chế có thể phối trí ra cấp 6 dược tề thiên yêu lệ. Thiên yêu lệ là dược tề có giá trị cực cao, nếu cho hồn sủng yêu linh thuộc tính ăn vào sẽ có thể trực tiếp để thăng tốc độ phát triển lên gấp bội, chính là dược tề tốt nhất dành cho yêu linh hệ hồn sủng. Dạ lôi mộng thú bây giờ là năm đoạn năm giai, sau khi phục dụng cấp 6 hồn tinh ba thuộc tính sẽ gia tăng yêu linh thuộc tính nhiều hơn, lực chiến đấu không có tăng cường bao nhiêu. Kỹ năng tinh thần của yêu linh hệ phụ thuộc vào giai đoạn thực lực rất lớn, dạ lôi mộng thú đạt tới năm đoạn năm giai rất khó buông thả tinh thần yêu linh làm ảnh hưởng 6 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh vì thế cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực giả lôi mộng thú. Lúc này phát hiện thiên yêu lan chính là linh vật tốt nhất, khi đến cương la thành tiêu tốn chừng 5 vạn kim tệ mua một giọt yêu tinh lệ, rồi tìm dược tề sư phối trí là có thể giúp cho giả lôi mộng thú để thăng tốc độ phát triển rồi. Giá trị thiên yêu lan trên thị trường đến gần 20 vạn kim tệ, còn quý hơn cấp 6 hồn tinh, trực tiếp mua thiên yêu lệ và thông qua các loại dược tề chế biến sợ rằng phải hao phí 30 vạn kim tệ, không phải là thứ hồn sủng sư nào cũng tùy tiện mua được gốc thiên yêu lan ở trước mắt đã tiết kiệm dùng cho sở mộ 20 vạn kim tệ. Sở mộ biết cấp 6 linh vật vẫn được bảo tồn hiển nhiên là trong hồ có hồn sủng bảo vệ. Hoặc là một nhóm hoặc là một đầu hồn sủng cường đại đang âm thầm bảo vệ, chờ đợi thiên yêu lan thành thục sẽ nuốt lấy. Ven hồ có rất nhiều hồn sủng, sở mộ và tần mộng nhi chờ đến lúc mặt trời xuống núi mới bắt đầu hành động. Thủy chiến tự nhiên là do băng không tinh linh đảm nhiệm, sở mộ lập tức triệu hồi băng không tinh linh ra chuẩn bị. Đinh, khi băng không tinh linh xuất hiện lập tức buông thả luồng khí lạnh ra bốn phía hồ nước cũng bị hàn băng lan tràn đông cứng một mảng lớn ngưng ra đó hái thiên yêu lan trở lại cẩn thận hồn sủng dưới nước sở mộ nói với băng không tinh linh đinh băng không tinh linh lập tức đáp ứng thân thể chậm rãi lơ lửng bay ra chính giữa hồ nước trong lúc băng không tinh linh bay đi mặt hồ theo đó bị ngưng kết một tầng băng khá dày sở mộ có thể trực tiếp đạp lên mặt băng đi tới nhưng sở mộ không có ý định theo sau trên người hắn không có thủy hệ hồn sùng, băng không tinh linh trong lúc chiến đấu rất khó phân tâm, hắn đi theo sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm không cần thiết. Mạc ta, đuổi những hồn sùng ven hồ đi nơi khác, đừng cho chúng nó tiếp cận chúng ta. Sở mộ nói với mạc ta nằm trên vai, mạc ta gật đầu, lập tức nhảy xuống bắt đầu tiến hành càn quét đám hồn sùng chung quanh. ầm ầm, sở mộ vừa dứt lời, trong hồ nước đột nhiên phát ra thanh âm nổ tung, một lực lượng vô hình nào đó đẩy bọt nước bắn thẳng lên cao. Từ trong làn sóng mịt mù kia đột nhiên lộ ra một cái đầu rắn ngăn cản trước mặt băng không tinh linh, cái đầu hình thù xấu xí, bộ dạng dữ tợn khiến cho người ta phải sợ hãi. Cấp chiến tướng uyên thủy quái, tần mộng nhi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trợn mắt nhìn vào sinh vật đang từ từ trồi lên mặt nước. Cấp chiến tướng uyên thủy quái, mỗi khi tăng lên hai đoạn sẽ mọc thêm một cái đầu, ba cái đầu chính là sáu đoạn. Sở mộ nhìn con quái vật đang tức giận thị uy ở giữa hồ, trên mặt bỗng dưng nở nụ cười vui vẻ hiển nhiên sáu đoạn bốn dài uyên thủy quái không thể nào làm khó được băng không tinh linh. Đinh, băng không tinh linh bây giờ chiến đấu cực tốt, tinh thần luôn luôn dâng cao không còn sợ trời sợ đất sợ đau như trước nữa. Nhìn thấy uyên thủy quái diếu võ dương oai ở trước mặt mình, nó lập tức niệm chú ngữ băng hệ. Dầm dầm rầm uyên thủy quái ngẩng cao ba cái đầu khóa mục tiêu băng không tinh linh, sáu tròn mắt lóe lên quang mang màu xanh đậm, nhất thời mặt hồ bắt đầu gợn sóng từ mặt hồ nước nhanh chóng xuất hiện chín luồng nước xoáy hình dạng như trường xà ập tới băng không tinh linh. Đinh, lúc này băng không tinh linh đã hoàn thành chú ngữ, từ thân thể trong suốt đột nhiên thả ra một vòng tròn băng sương lạnh giá, chín con thủy xà vừa đến gần thân thể băng không tinh linh liền bị đông cứng biến thành băng trụ. Băng không tinh linh đưa tay điểm nhẹ mấy cái, toàn bộ thủy xà lập tức nát bấy hóa thành vô số băng tinh rơi xuống. Ta tới giúp ngươi nhé. Tần Mộng Nhi bắt đầu niệm chú ngữ, dự định triệu hồi ra thủy hệ hồn sủng của mình gia nhập chiến đấu, không cần, sở mộ lắc đầu nói. Những lúc chiến đấu với hồn sủng hoang dại, sở mộ chỉ triệu hồi ra một con hồn sủng là được. Bởi vì chỉ có một đối một mới có thể lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn, trưởng thành sẽ nhanh hơn. Tấn mộng nhi vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng cảm thấy mất hứng mấy phần. Từ khi tiến vào đoạn lâm cho tới bây giờ, tần mộng nhi còn chưa có triệu hồi hồn sủng của mình ra lần nào, vì thế nàng có cảm giác mình giống như là gánh nặng, là một cục thịt thừa vậy. Tần Mộng Nhi đã chứng kiến thực lực của băng không tinh linh mạnh mẽ như thế nào, cho dù uyên thủy quái ỉ vào ưu thế dưới nước nên hoàn cảnh chiến đấu có lợi hơn băng không tinh linh. Nhưng băng không tinh linh chỉ cần thi triển lên kỹ năng băng hệ chân chính hoàn toàn có thể đánh trọng thương uyên thủy quái. Chiến cuộc dần dần nghiêng về phía băng không tinh linh, Tần Mộng Nhi nhìn ra được băng không tinh linh muốn chiến thắng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt nàng tự nhiên rơi vào người mạc tà, tiểu tử này luôn thích duy trì trạng thái sở liên, nhưng nó không biết rằng bộ dạng lung linh khả ái của mình có lực sát thương đối với nữ tử lớn đến mức nào ô ô ô tiểu mạc tà há mồm ngáp dài một cái bộ lông mềm mại phất phơ theo gió đứng ở trên bãi cỏ ven hồ vui vẻ đùa giỡn với tiểu mạc dã gầy yếu không biết là tà diễm lục vĩ yêu hồ lợi hại hay là băng không tinh linh lợi hại tần mộng nhi lầm bầm tự nhủ một lát sau ý tiểu mạc dã vẫn không chạy trốn những hồn sủng khác đã chạy mất rồi mà Tần Mộng Nhi chợt phát hiện thân ảnh tiểu mặc giã gầy yếu càng lúc càng gần, hơn nữa hình như còn đang rằng co với mặc tà. Trên người tiểu mặc giã đã xuất hiện rất nhiều vết thương, xem bộ dạng gầy yếu của nó làm cho người ta có cảm giác chỉ cần bị trận gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã nó. Nhưng mà khiến cho Tần Mộng Nhi vạn phần khó hiểu chính là tên tiểu tử này biết rõ thực lực của tà diễm lục vĩ yêu hồ trước mắt cường đại hơn nó rất nhiều. Nhưng vẫn không chạy trốn giống như những hồn sủng khác mà ngoan cường ở lại đối mặt với tà diễm lục vĩ yêu hồ chương 143, tiểu mặc giã ương ngạnh. Ô ô, mạc ta ngẩng cao đầu nhìn về phía tiểu mặc giã, kêu lên một tiếng giận dữ. Nếu không phải vì sở mộ không cho phép nó tàn sát mặc giã gầy yếu, mạc ta sẽ không ngần ngại sử dụng tà diễm trào trực tiếp phanh thây tên tiểu tử lì lợm này. Giống, giống, ba đoạn ba dai mặc giã vẫn không hề e ngại, vừa giống lớn vừa chủ động phóng tới mạc ta. Mạc ta nhảy sang bên cạnh, dễ dàng tránh né mặc giã tê liệt trào, cái đuôi đảo qua gạt chân sau mặc dã làm cho nó lảo đảo muốn ngã. Mới vừa té xuống, trên người mặc dã đã hiện thêm một ít vết thương, nhưng vẫn bỏ dậy bỗng nhiên há miệng ngưng tụ một đạo tử quang, mạnh mẽ bắn tới mạc tà. Mạc tà đứng yên tại chỗ, cái đuôi nhanh chóng hóa thành hình quạt, nhẹ nhàng đảo qua đánh văng đạo tử quang ra hướng khác. Tử quang bị lệch quỹ tích bay thêm một đoạn liền đánh vào một thân cây, lập tức đánh gãy cái cây đó ngang thân đổ xuống ầm ầm. Tiểu mặc dã rất kiên cường nha. Tần Mộng Nhi nhìn con mặc giã đã thương tích đầy mình nhưng vẫn còn ý chí chiến đấu, nàng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy không đành lòng chút nào. Giống, mặc giã thấy công kích bị hóa giải quá dễ dàng, lại bắt đầu dùng hết tốc lực chạy tới, khải giáp đen nhánh trên người bỗng nhiên lóe lên một đạo mặc quang, toàn bộ thân thể biến thành một thanh tam giác kiếm màu đen đánh tới mặc tà. Mặc là màu đen, thường dùng ví với đen như mực tàu. Ô ô, mặc tà vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có điều yêu hỏa tà diếm dưới chân bỗng nhiên bốc cháy hừng hực, sau đó nhanh chóng dâng lên tạo thành một vòng hỏa diễm thủ hộ bao phủ thân thể Mạc Tà. Mạc Dã thi triển Mặc Quang Tam Giác kiếm hung hăng đâm vào vòng bảo hộ yêu hỏa tà diễm, nhưng Mạc Tà vẫn bình yên vô sự, Mạc Dã lại bị lực phản chấn đánh bay ra xa. Tầng khải giáp đen nhánh trên người nó cũng bị yêu hỏa tà diễm bám vào thiêu cháy một mảng lớn. Tiểu tử đáng thương quá, tổn thương nặng như vậy nếu không được trị liệu sẽ bị những hồn sủng khác khi dễ. Ẩn Mộng Nhi là nữ hài tử nên rất dễ sinh ra cảm giác thương hại đối với sinh vật nhỏ yếu băng không tinh linh ở bên kia đã kết thúc chiến đấu, không chỉ mang về cho sở mộ thiên yêu lan giá trị 10 vạn kim tệ, lại càng thuận tiện moi hồn hạch thủy thuộc tính và yêu linh thuộc tính của 6 đoạn nguyên thủy quái ra làm chiến lợi phẩm. Nếu sở mộ mua hồn tinh hai thuộc tính thủy hệ và băng hệ sẽ có thể giúp cho băng không tinh linh gia tăng thêm năng lực điều khiển nước. Nhưng hắn cảm thấy băng không tinh linh chỉ khống chế băng hệ thuần túy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vì thế trực tiếp bỏ qua ý định nuôi nấng băng không tinh linh bằng phương pháp đó. Mạc ta, đi, sở mộ nhìn thoáng qua mạc tà còn đang vui đùa với tiểu mặc giã, hô lớn gọi nó về. Ô ô, mạc tà đã không còn hứng thú chơi đùa với một con hồn sủng cấp thấp này rồi, lập tức nhảy lên trên bả vai sở mộ. Giống giống, cặp mắt tiểu mặc giã vẫn đang nhìn chằm chằm vào mạc tà, bộ dạng hình như còn muốn chiến đấu, nhưng mà thân thể gầy gò của nó đã tràn đầy thương tích, căn bản là đứng lên không nổi. Tiểu gia hỏa kia thật là đáng thương, nếu vứt nó ở đây sẽ bị những hồn sủng khác thừa cơ hội giết chết cho coi. Mộng Nhi không đành lòng nói. Sở mộ nhìn thoáng qua ba đoạn ba giai tiểu mặc giã, nhẹ giọng nói, mặc giã có tốc độ khôi phục rất nhanh, thương thế trình độ này sẽ hồi phục nhanh thôi. Nhưng mà, đi thôi, nếu như chính nó không có cách nào tự mình sống sót ở trong hoàn cảnh tàn khốc này. Cho dù người trợ giúp nó một lần, nó cuối cùng cũng sẽ bị những sinh vật mạnh hơn giết chết. Hơn nữa, mặc giã là hồn sùng cao ngạo, nó sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp. Sở mộ nói. Tần Mộng Nhi há miệng muốn phản bác nhưng lại phát hiện mình quả thật tìm không ra lời nào hợp lý, lại không đành lòng nhìn thấy tiểu mặc dã đang run rẩy nằm dưới đất. Nàng đành phải nhắm mắt lại, bước nhanh đuổi theo sau lưng sở mộ, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho tiểu mặc dã tội nghiệp kia. Sau khi chấm dứt chiến đấu, sở mộ liền cho băng không tinh linh một khối cấp 6 hồn hạch băng thuộc tính. Không ngờ ngay khi băng không tinh linh nuốt hồn hạch vào bụng, thân thể nó lập tức phát ra quang mang màu trắng noãn. Lên cấp, băng không tinh linh gần đây liên tục chiến đấu, rốt cuộc tiến vào 6 đoạn 2 giai, chuẩn bị đuổi kịp 6 đoạn 3 giai mạc tà rồi. Sở mộ đập lên trên người băng không tinh linh không ít tiền của, nhất là khối hồn tinh giá trị 20 vạn kim tệ để cho nó trực tiếp nâng cao ma pháp băng hệ, từ cao đẳng cấp chiến tướng hồn sủng có thể sánh ngang với trung đẳng cấp thống lĩnh. Chỉ cần tiếp tục cường hóa băng thuộc tính thì trong tương lai lực sát thương nhất định sẽ cực kỳ kinh khủng. Vào giữa đêm, sở mộ và tần mộng nhi tạm thời ngừng lại nghỉ ngơi dưới tàn cây, đợi đến hừng sáng ngày hôm sau tiếp tục hành trình. Tần Mộng Nhi phát hiện sở mộ vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh dã ngoại, giống như là hắn đi lại trong vườn nhà vậy. Mặc dù nơi này nguy cơ tứ phía nhưng ít khi gặp phải nguy hiểm. Vì thế mấy bữa nay Tần Mộng Nhi rất an tâm ngủ nghỉ, hoàn toàn lãng quên cảm giác sợ hãi như lúc ban đầu. Sở mộ vẫn giữ vững tác phong nhất quán, dùng hồn lực của mình nuôi nấng bạch hiểm ma rồi bắt đầu tính tu, sau đó đợi đến gần bình minh mới ngủ một lát. Vù vù, trời tờ mờ sáng là lúc sở mộ cảnh giác nhất, vừa nghe thấy thanh âm lá cây rung động lập tức mở mắt. Mạc tà và sở mộ đồng thời thức tỉnh, con người màu bạc lập tức nhìn vào bụi rậm ở gần đó, từ trong ngực sở mộ nhảy ra, bốn chân từ từ nổi lên hỏa diễm. Vù vù, rừng cây nghiêng ngã, bỗng nhiên một thân ảnh màu đen lao ra với tốc độ rất nhanh, móng vuốt sắc bén đột nhiên xẹt qua người mạc tà. Mạc tà đứng yên tại chỗ, ngay cả ý tứ trốn tránh cũng không có, để cho móng vuốt tùy ý đánh lên trên người mình. Ô ô, mạc tà chậm rãi xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào con hồn sủng quật cường kia trong lòng đã bắt đầu sinh ra vài phần tức giận tại sao chuyện gì tần mộng nhi giật mình tỉnh lại có chút bối rối nhích lại gần sở mộ cho rằng có nguy hiểm gì đó xuất hiện không có gì là tiểu mặc dã gầy yếu ngày hôm qua sở mộ bình tĩnh nói trong lúc nói chuyện khẽ liếc sang tần mộng nhi đang ôm chặt cánh tay mình tần mộng nhi thân thể nhu mì xinh đẹp y phục trang nhã làm lộ ra đầy đủ đường cong yêu mỹ bộ ngực mềm mại mê người Ngặt nhất là cái bộ vị mê người đó đúng lúc dán ngay trên cánh tay sở mộ, cảm giác co giãn ập tới làm cho hắn hơi hơi sảng khoái. gương mặt tần mộng nhi lập tức đỏ bừng lên, vội vàng rút thân thể lùi về, âm thầm trách tự trách mình mấy câu. Đây là tiểu mặc giã ngày hôm qua hả? Tại tại sao thời gian mới một buổi tối mà thương thế đã khỏi hẳn rồi? Hơn nữa ta nhớ đầu của nó đã bị đốt trụi lùi rồi mà. Tần mộng nhi nói, khi sở mộ nhìn thấy tiểu mặc giã xuất hiện cũng hơi kinh ngạc ngày hôm qua con mặc giã này chỉ có ba đoạn ba dai, nhưng mà tối hôm qua bị mặc tả đánh cho vết thương trồng chất, sáng sớm hôm nay không chỉ khỏi hẳn, mà còn tăng cường thêm một dai, đạt tới ba đoạn bốn dai. Mặc giã có ý chí chiến đấu cực kỳ kiên cường, điểm này sở mộ nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa phần lớn mặc giã có đặc điểm lớn nhất chính là kỹ năng tự lành của chủng tộc, có thể giúp cho thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hiệu quả tự lành tương đương với hồn sủng lúc nào cũng phục dụng trị liệu dược tề vì thế tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp đôi so với hồn sủng bình thường. Chỉ có điều sở mộ cảm thấy kỳ quái nhất chính là cho dù tốc độ trị liệu mau hơn những hồn sủng khác gấp đôi, mặc giả ít nhất cần phải có thời gian 2 ngày mới có thể khôi phục vết thương hoàn toàn. Nhất là lúc trước còn bị yêu hỏa tà diễm đốt cháy phần đầu. chương 144, năng lực tự lành siêu cường. Tiểu mặc dạ có thể được phục dụng loại linh dược nào đó, nếu không làm sao khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhanh như thế. Sở mộ nhỏ giọng tự nhủ, ba đoạn bốn dai và sáu đoạn ba dai thực lực căn bản không phải cùng một cấp bậc mạc tà thi triển sau một lần thuấn thiểm là đánh tan mặc khải thành từng mảnh máu thịt bên trong chảy ra ồ ồ ngao ô ồ ồ, mạc tà nhảy lên cao bốn vó bộc phát hỏa diễm hừng hực trong lúc rơi xuống đất đột nhiên đạp mạnh, nhất thời một luồng sóng lửa kinh khủng ập xuống đầu mạc giã thân thể mạc giã vốn gầy yếu nên không chịu nổi lực lượng chấn động lập tức bị đánh văng ra ngoài máu thịt cũng bị đốt cháy nám đen một mảng lớn ngươi ngươi cũng quá tàn nhẫn đi đuổi nó đi là tốt tại sao hạ thủ nặng như vậy chứ tần mộng nhi nhìn thấy mặc giá bị đánh bay vòng vòng trên không rồi nặng nề rớt xuống đất lập tức trừng mắt liếc sang sở mộ yên tâm không chết được chẳng qua là làm cho nó biết rằng đừng có theo chúng ta nữa sở mộ nói ô ô mạc ta lại nhảy lên vai sở mộ kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ cái tên gầy yếu kia đúng là đáng ghét trong tình hình chung khi mạc tà buông thả khí thức ra ngoài sẽ hù dọa rất nhiều hồn sủng sợ hãi chạy trốn hết lần này tới lần khác cái con mặc giã nho nhỏ này hù dọa cỡ nào cũng không đi cho dù là bốn chân run dày vết thương trồng chất vẫn cứ muốn chiến đấu đi thôi sở mộ cũng không để ý nhiều tiếp tục lên đường tiến về phía trước mặc dù tiểu tử kia có năng lực khôi phục rất mạnh nhưng chỉ có thể miễn cưỡng thoát khỏi cấp độ yếu ớt mà thôi còn chưa đủ tư cách để hắn xem xét thu nạp làm hồn sủng Tần Mộng Nhi nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa đáng thương kia, âm thầm biểu môi, lầm bầm một câu rồi đi theo sở mộ. Cương La Thành, hành lang đình viện sở ra. Cái gì, ngươi, ngươi mới vừa nói gì? Gia chủ sở ra sở minh mạnh mẽ đứng lên, thân thể mang theo mấy phần già nua bắt đầu run rẩy. Ông nội, sở mộ không có chết, thật sự không có chết. Sở chữ lặp lại lời nói kia một lần nữa. Chữ nhi, lời này của ngươi từ đâu ra? Phụ thân sở chữ là sở thiên lâm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Lúc ấy ở mạn ấn xâm lâm, Hải Nhi gặp được hai tên Lý Nam và Dương Kiệt đánh cướp. Sở chữ lập tức tường thuật lại đoạn thời gian mình ở mạn ấn thành cho các thành viên sở ra nghe một lần rõ ràng. Sở chữ biết tin tức sở mộ chưa chết nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng chiều bên trong sở ra, vì lý do an toàn nên hắn cố ý tổ chức hội nghị gia tộc đầy đủ rồi mới nói ra. Sở chữ, người xác định người nọ đúng là sở mộ. Nghe sở chữ miêu tả xong xuôi, gia chủ sở minh vẫn còn vô cùng kinh hãi. Cái tên Dương Kiệt kia là người ra sao? Tất cả những người đang ngồi ở nơi này đều biết, cái tên tội ác tài trời đó đã sớm bị Sở ra liệt vào hàng ngũ phải giết rồi. Nhưng thực lực Dương Kiệt quả thật rất cao, người bình thường không thể nào đối phó được. Nhưng mà ai có thể lường trước Sở Mộ bị mất một hồn vốn không có cách nào triệu hoán hồn sủng, thế mà lại xuất hiện rồi đánh bại Dương Kiệt? Phải biết rằng rất nhiều cao thủ nhất lưu của Sở Gia cũng không đối phó nổi tên này. Là Sở Mộ, đúng là Sở Mộ, không thể sai được. Tứ đệ đã không còn là tiểu hài tử như năm đó nữa, thực lực của hắn đã vượt qua ta. Hơn nữa còn mạnh hơn ta rất nhiều, rất nhiều. Sở chữ kích động nói đi nói lại một câu cuối. Sở chữ miêu tả một phen khiến cho mọi người vừa sợ vừa nghi. Chuyện tình sở mộ đã là 4 năm về trước rồi, mọi người trong gia tộc đã dần dần quên lãng. Nhưng mà ai ngờ được hắn bỗng nhiên xuất hiện trở lại và mang đến cho mọi người một tin tức khiếp sợ như thế. Có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ con người sở mộ, rất nhiều người tỏ vẻ không dám tin tưởng điều sở chữ vừa nói. Thời gian 4 năm từ một phế vật không thể chịu hoán hồn sủng trở thành cường giả đánh bại Dương Kiệt. Điều này hoàn toàn là chuyện viễn tưởng. Vậy, vậy hắn đâu? Ánh mắt gia chủ sở minh đã vô cùng kích động. Trong lúc hắn đuổi giết Dương Kiệt không cẩn thận rơi xuống trụy hoàng nhai, bây giờ đang ở trong đoạn lâm. Sở chữ lập tức hồi đáp, trụy hoàng nhai, từ nơi nào té xuống, có thể còn sống không? Con thứ sáu của của chủ, sở thiên tuyệt hỏi. Không có chuyện gì, tứ đệ hắn hành động rất cẩn thận, chẳng qua không có cách nào đi lên, bây giờ hẳn là đang ở sâu trong đoạn lâm di chuyển theo hướng đông tìm đường về Cương La thành. Lần này hài nhi vội vàng trở về là hy vọng ông nội có thể phái một số cao thủ đi tìm sở mộ trở về. Sở chữ nói, đây, chuyện này, làm sao lại để rơi vào trong đó chứ? Đoạn lâm vô cùng hung hiểm, người bình thường không có cách nào sống ở trong đó mấy ngày. Hơn nữa đoạn lâm rộng lớn như vậy, chúng ta cũng không có đủ người làm sao tìm người nổi. Sở Thiên Tuyệt nói, gia chủ Sở Minh nhíu mày rơi vào trầm tư, chốc lát sau quét mắt về phía mọi người, cuối cùng dừng tại trên người Sở Thiên Tuyệt, dò hỏi chúng ta bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu người. Phụ thân, chúng ta bây giờ đang ở thời kỳ khó khăn, đào đâu ra cao thủ tiến vào đoạn lâm. Hơn nữa có thể sống sót trong đó hay không còn là một vấn đề, phái cao thủ đi điều tra thì sở ra sẽ chống không, tìm được người còn đỡ, ít nhất để cho tứ ca vui mừng một chút nếu như tìm không được thì chúng ta sẽ lâm vào nguy cơ tràn ngập. Sở thiên tuyệt nói, lục đệ, người nói gì vậy, sở mộ tìm được đường sống trong chỗ chết, thời gian 4 năm ở bên ngoài nhất định đã trải qua rất nhiều đau khổ, bây giờ mới may mắn trở về gia tộc. Cho dù là nguy hiểm cũng phải cho người đi điều ra mới đúng. Phụ thân sở chữ, sở thiên lâm nói, sở thiên lâm là con trai thứ hai sở minh, tiếng nói ở trong sở ra vẫn có một chút phân lượng. Nhị ca, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn cháu mình chịu khổ sao? Nhưng vấn đề là bây giờ quả thật tìm không ra người nào có thể tiến vào đoạn lâm, mạnh mẽ điều đi sẽ làm cho gia tộc càng thêm nguy hiểm. Sở Thiên Tuyệt nói, Sở Nam ngồi ở bên cạnh vuốt tròm dâu hoa dâm nhìn thoáng qua gia chủ Sở Minh, chậm rãi nói chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Sở Nam là đệ đệ của Sở Minh, là một người tương đối bảo thủ, chính hắn nắm giữ một phần ba quyền lực của Sở Gia, có thể nói là phó gia chủ rồi. Lục thúc, nhị gia gia, chẳng lẽ Sở Mộ không phải là từ tôn của Sở Gia chúng ta hay sao? các ngươi, các ngươi không thể được thấy chết mà không cứu. Sở chữ dị thường kích động, lớn mật, sở thiên tuyệt từ vị trí của mình đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn tới sở chữ nói năng lỗ mãng. Sở chữ cắn răng, phảng phất như là đã uất nghẹn lâu lắm rồi, thế mà không hề sợ hãi uy nghiêm của sở thiên tuyệt, tức giận nói, ban đầu. Ban đầu nếu không phải là các ngươi đề nghị đuổi ra thần của tứ đệ đi, sở mộ sẽ không bị người ta bắt đi như thế. Các ngươi chính là nguyên nhân làm cho tứ đệ tử vong, hiện tại hắn khó khăn lắm mới sống sót trở về, các ngươi tại sao tuyệt tình như thế, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt đúng không? Sở chữ đã thật sự nổi giận, hắn từ trước tới nay rất hiểu tôn kính trưởng bối rốt cuộc không nhịn được cục tức trong lòng. Càn dỡ, lần này hộ tống thương đội bị mất một nửa tài nguyên còn chưa có dáng tội cho ngươi. Còn không về phòng đóng cửa suy nghĩ, cả gan vô lễ như thế, trong con mắt ngươi còn có tôn trưởng hay không? Sở thiên tuyệt cũng trực tiếp nổi giận, ánh mắt bắt đầu nổi đầy gân máu. Lục đệ, con của ta còn chưa tới mức để ngươi quản giáo thấy lão lục sở thiên tuyệt muốn động hồn ký lão nhị sở thiên lâm làm sao có thể im lặng trầm mặc ánh mắt của hắn cũng khẽ hít lại đủ rồi chuyện này đến đây chấm dứt tất cả lui ra gia chủ sở minh vỗ bàn đứng lên nhanh chóng can ngăn sở thiên lâm và sở thiên tuyệt sở thiên lâm và sở thiên tuyệt cũng không dám cản dỡ trước mặt phụ thân đồng thời thu hồi hồn kỹ nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau rõ ràng vẫn đang cực kỳ tức giận gia chủ đã ra lệnh cho mọi người lui ra mọi người tự nhiên không thể ở lại, cả đám vừa đi ra vừa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận về chuyện sở mộ. Không phải là muốn chúng ta đi cứu cái tên tiểu tử ngốc kia sao? Về phần khuế đại cái gì là giết chết Dương Kiệt? Hừ, nếu có thể cứu thì ta cũng không cứu, đoạn lâm là địa phương nào chứ? Ngay cả ta cũng không dám bảo đảm mình có thể ở trong đó đi lại mấy ngày. Sở ra còn có mấy người dám vào, đi ra khỏi đại đường, sở thiên tuyệt ngó chừng sở thiên lâm cố ý lầm bầm mấy câu. Nhát gan như thỏ, sợ hãi rụt rè làm sao thành đại sự thật sự không biết phụ thân làm sao giao người cho ngươi quản nữa ngươi không phái người được ta tự mình đi sở thiên lâm chừng mắt liếc sang sở thiên tuyệt mắng chửi không hề tiếc lời trong đại sảnh chỉ còn lại gia chủ sở minh và trường tử sở thiên hằng hai người cũng không nói gì chờ đợi đến lúc tất cả mọi người rời khỏi sở thiên hằng mới chậm rãi nói phụ thân ta sẽ phái thủ hạ đi thiên thừa gặp liên tục đả kích bao gồm lần này đi tới đại sở thế gia cũng bị ảnh hưởng không nhỏ thế nào cũng bị người ta đùa cợt, khuất nhục là không thể tránh khỏi. Dù sao hắn đã thể không bước vào đại sở thế gia nửa bước. Thiên thừa đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ sở mộ trở về chính là hy vọng duy nhất sốc lại tinh thần cho hắn. Bất luận như thế nào cũng phải mang hắn an toàn trở lại. Sở Minh trầm mặt một hồi, chậm rãi gật đầu rồi nói, người cầm lệnh bài gia chủ của ta điều sở gia vệ đi. Sở gia vệ, lão lớn sở thiên hằng ngẩn người ngạc nhiên, nhìn vầng trán sở minh hiện đầy nếp nhăn già nua mà trong lòng không nỡ, một lát sau mới nói, ngài thật sự muốn để bọn họ đi. Nhưng mà, gia chủ sở minh khoát tay áo, mở miệng nói, gia tộc Hưng Suy đã bắt đầu từ sớm rồi, nếu không phải nhờ có thiên thừa, sở ra chúng ta đã xuống dốc từ rất lâu về trước, không thể nào kiên trì cho đến bây giờ. Ai ra, mặc dù không biết hắn ở bên ngoài đến tột cùng phạm vào tội gì, nhưng mà hắn chịu đựng hơn xa cái trước gia chủ nho nhỏ của ta nhiều lắm. Hắn bây giờ chỉ muốn bình an sống qua cả đời này, sở mộ chính là hy vọng duy nhất để hắn suy nghĩ lại. Sở thiên hằng gật đầu, cầm lệnh bài gia chủ đi ra khỏi đại đường. Sau khi sở thiên hằng rời khỏi, gia chủ sở minh một mình một người ngồi ở chủ vị, ánh mắt mờ đục thoáng cái mơ hồ ngơ ngẩn, tựa hồ đang hồi tưởng những chuyện trong quá khứ. Qua hồi lâu, ánh mắt sở minh mới dần dần hồi phục như cũ, chậm rãi nói, sở chữ ơi là sở chữ, cho dù mộ nhi vẫn là phế vật giống như trước đây ta cũng sẽ xem hắn như là cháu ruột của mình người cần gì phải nói ra những lời như vậy chứ. Đoạn lâm, ô ô ô, mạc tà cực kỳ nổi giận, móng vuốt hung hăng xẹt qua thân thể mạc giã, nhất thời khải giáp trên người mạc giã bị xé nát tan tành, máu tươi điên cuồng phun ra xối xả. Mạc ta không có sử dụng tà diễm chảo, nhưng nó là sáu đoạn ba giai lục vĩ yêu hồ, công kích bình thường cũng không phải chủng loại ba đoạn năm giai mạc giã có thể thừa nhận. Thân thể mạc giã hiện ra một vết thương sâu tận xương cốt, để lộ cả gân thịt, nội tạng ở bên trong, nhưng mà mặc dã không hề kêu rên một tiếng, trong lúc té ngã xuống đất vẫn dùng cặp mắt không cam lòng ngó chừng tiểu mạc tà. Không được giết nó, sở mộ dặn dò tiểu mạc tà lần nữa. Ô ô, tiểu mạc tà u oán không dứt, chỉ có thể nhếch miệng thị uy với con mặc dã ương ngạnh này. Tiểu mạc tà phẫn nộ là bình thường, bởi vì đây đã là lần thứ sáu tiểu mạc dã khiêu chiến với nó rồi. Mỗi một lần đều bị mạc tà đánh cho thương tích đầy mình, thậm chí có mấy lần xém nữa thân đoạn khí tuyệt, nhưng không ngờ nổi thời gian trôi qua không lâu lắm, Tiểu Mặc Giã lập tức men theo khí thức chạy đến, bộ dạng y như khôi phục đầy đủ lực chiến tiếp tục đánh tới Mạc Tà. Một việc làm cho Sở Mộ cũng phải dở khóc dở cười chính là tiểu Mặc Giã trong quá trình liên tục khiêu chiến Mạc Tà đẳng cấp cao hơn, không ngờ đã trưởng thành hai giai, đạt tới 3 đoạn 5 giai. Từ trước tới giờ hắn không nghĩ tới sẽ có một con hồn sủng không ngừng trưởng thành từ chiến đấu bị hành hạ, thậm chí là ngược đãi như thế. Đầu Mặc Giã này ương ngạnh đến mức dùng mấy chữ làm cho người ta giận sôi để hình dung cũng không quá đáng. Sở mộ rất muốn biết con mặc giã này đến tột cùng làm như thế nào, cho nên lần này dự định bắt nó vào chiếc nhẫn hồn sủng để quan sát biến hóa của nó. Sở mộ cố ý mua chiếc nhẫn hồn sủng này lúc trước để dự phòng, tiêu tốn một vạn kim tệ mua loại cấp 5 có thể dung nạp hai con cấp thống lĩnh hồn sủng từ năm đoạn trở xuống, chất lượng thuộc về loại hàng bình thường. Những chiếc nhẫn hồn sủng tốt hơn có thể dung nạp đẳng cấp và giai đoạn cao hơn, nhưng giá tiền cũng tăng cao quá mức. Tiểu mặc giã căn bản không có cách nào để kháng sở mộ bắt sống, vừa nằm gục xuống đã bị sở mộ nhốt vào trong chiếc nhẫn. Lần này sở mộ muốn nghiệm chứng tên tiểu tử này đến tột cùng là đi tìm dược liệu đặc thù để nhanh chóng khôi phục, hay là vì chính bản thân nó đã có năng lực tự lành cực mạnh. Đút cho tiểu mặc giã một khối hồn hạch hai thuộc tính trùng hệ và thú hệ xong Sở mộ không để ý đến tên tiểu tử này nữa, tiếp tục xảy bước đi về phía đông. Trên đường đi sở mộ cũng gặp một số mặc giã thực lực mạnh hơn, trạng thái trưởng thành lột xác càng thêm tốt đẹp thế nhưng lấy tầm mắt sở mộ thì những con mặc dã này tư chất chỉ là bình thường thậm chí là quá kém thực lực phần lớn đã trên năm đoạn nếu sử dụng hồn hạch điều huấn thì tiêu tốn quá lớn vì thế hắn không hài lòng chút nào hình như chúng ta đi vào khu rừng mặc dã rồi mặc dã nơi này càng lúc càng nhiều thì phải tần mộng nhi nói có thể là vậy bên trong rừng mặc dã sẽ có một con mặc dã vương chúng ta rất khó đối phó sở mộ nói mặc dã là trung đẳng cấp thống lĩnh hồn sủng đạt tới 6 đoạn sẽ có tính uy hiếp đối với sở mộ. Hơn nữa sở mộ tin tưởng nơi này tuyệt đối không thiếu 7 đoạn mặc giã, về phần mấy con sống lâu sẽ có thể đạt tới 8 đoạn thậm chí là 9 đoạn cường hãn vô song. Bản thân sở mộ chẳng muốn giáp mặt với mấy tên khủng bố đó. Trong thời gian nghỉ ngơi ban đêm, sở mộ không cố ý tính thu mà đưa mặc giã ra ngoài, đút cho nó một khối hồn hạch rồi dùng ngôn ngữ yêu thú nói cho nó biết không nên cố gắng chạy trốn. Mặc giã toàn thân đen nhánh cũng biết điều thành thật nằm úp sắp ở một bên, không hề có thái độ sợ hãi đối với nhân loại, vừa chấn định ăn khối hồn hạch của sở mộ, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc sang mạc tà mấy lần lát sau mới trở về trạng thái bình tĩnh. chương 145, huyết mạch dị thường, sở mộ nhìn vết thương trên người tiểu mặc giã, phát hiện từ lúc nhốt nó vào trong chiếc nhẫn hồn sủng cho đến bây giờ, vết thương trên người tiểu mặc giã đã khép lại như kỳ tích nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một ít vết sẹo và lân giáp bóc ra mà thôi. Sở mộ đúng là kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới một con mặc giã lại có năng lực tự lành kinh khủng như thế, bị đánh trọng thương gần chết đã khép lại toàn bộ trong thời gian chưa tới nửa ngày. Đối với năng lực tự lành có hiệu quả bình thường, trong trường hợp không phục dụng bất kỳ dược vật nào thì tốc độ khôi phục thương thế sẽ nhanh gấp 2. Về phần tiểu mặc giã này khôi phục thương thế hình như tốt hơn mặc giã bình thường rất nhiều. Hẳn là khôi phục nhanh gấp 6 lần, gần bằng phục dụng 6 lần trị liệu dược tề rồi. Sau khi phát hiện điểm này, sở mộ rất quyết đoán lấy tiểu mặc giã làm thí nghiệm, bảo mạc tà dùng móng vuốt nhẹ nhàng tách mở khải giáp trên người Mặc giã. Tiểu Mặc giã từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, biết điều phối hợp để mạc tà mở ra một vết thương nhỏ trên người nó, nhưng vết thương này vừa mới bị cắt ra. Sở mộ kinh ngạc phát hiện tầng khải giáp lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật là thần kỳ, tần mộng nhi ở bên cạnh cũng há mồm kinh hãi. Xem ra nó thoạt nhìn nhỏ yếu hơn mặc giã bình thường là vì nguyên nhân này, huyết mạch của nó tăng cường trọng điểm kỹ năng trùng tộc tự lành của trùng hệ, huyết thống thú thuộc tính tương đối kém. Sở mộ đã cho ra suy đoán ban đầu, thiên phú trùng hệ cường hãn dị thường, thú thuộc tính thiên phú quá kém, đúng là đáng tiếc. Tần Mộng Nhi nói, mỗi một chủng tộc đều có đặc tính và huyết thống riêng biệt, một khi tố chất thân thể hoặc là năng lực thuộc tính vượt quá bình thường sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu hoặc tốt, tùy vào tình huống cụ thể để phán đoán. Nếu một thuộc tính cực cao và một thuộc tính khác không quá thấp, sẽ có thể định nghĩa là hồn sủng tư chất cao hoặc thiên phú cao, con mặc giã này có thiên phú thuộc tính trùng hệ mạnh mẽ dị thường, nhất là năng lực tự lành khoa trương đến trình độ nhanh hơn đồng tộc gấp 3 lần, nhanh hơn hồn sủng bình thường 6 lần. Nhưng mà tố chất thân thể, ví như lực lượng, tốc độ, trưởng thành quá kém. Mặc giã là hồn sủng cần phải dựa vào huyết thống thú hệ cường đại mới bảo đảm đầy đủ lực chiến đấu. Tiểu mặc giã, người có thể đi rồi, không nên tiếp tục cậy mạnh, người không phải là đối thủ của nó, cho dù người đạt đến 6 đoạn cũng không được, tần mộng nhi bản tính lương thiện nhẹ nhàng nói với tên tiểu tử cứng đầu cứng cổ này giống giống tiểu mặc dã lắc đầu ánh mắt nhìn vào mạc tà rồi hô lên trầm thấp tỏ vẻ nếu không đánh bại mạc tà thì nó sẽ không buông tha để cho nó tiếp tục đi cùng vậy sở mộ không có ý đuổi tiểu mặc dã đi nữa bởi vì hắn đang muốn quan sát con mặc dã này thêm vài ngày xem sao cương la thành dương gia dương kiệt và lý nam đều bị một thanh niên thần bí giết chết biết thân phận thiếu niên đó không trường tử của gia chủ Dương gia, Dương Mãn tham kinh ngạc nói. Lý Nam còn đỡ, bởi hắn không tính là cao thủ nhất lưu của Dương gia. Nhưng thực lực Dương Kiệt quá rõ ràng rồi, tại sao lại bị một người thanh niên giết được? Thuộc hạ không biết, theo cái tên gia nô trốn về thì hắn khống chế một con dạ lôi mộng thú. Một gia thần mặc áo xanh quỳ trên đất nói, phụ thân, trong toàn bộ la vực không có bao nhiêu thanh niên có thể đánh bại Dương Kiệt, hơn nữa những người đó rất có danh tiếng thanh niên này phải một có lý do gì đó trợ giúp sở ra, có phải là đại sở thế gia can thiệp hay không? Dương Lạc Bân đứng ở bên cạnh Dương Mãn Tham nói, Dương Lạc Bân là trưởng tôn cháu nối dòng, gia chủ Dương gia, có được thiên phú hơn người và là thanh niên cao thủ đệ nhất ở Cương La Thành. Ở trong la vực coi như là có chút danh khí, Dương Mãn Tham nhíu mày suy nghĩ, nếu như là cổ vực đại sở thế gia can thiệp vào sở ra nơi này, vậy thì Dương gia bọn họ khó lòng đạp đổ sở ra rồi dù sao thế lực đại sở thế gia bên kia rất lớn, không phải là hạng tiểu gia tộc như bọn họ có thể đối kháng. Phái người ra chú ý tình hình sở gia, nhìn xem sở gia gần đây có cử động gì lạ thường không. Dương mãn tham nói với gã gia thần kia, vâng, gia thần gật đầu rồi chậm rãi thối lui ra khỏi cửa. Sau khi gia thần rời khỏi, Dương mãn tham nhìn thoáng qua Dương Lạc Bân, mở miệng nói, vô cớ ở đâu ra một tên thanh niên cường giả vậy nhỉ? Có phải là vì tiến cử sắp tới hay không? Hẳn là không phải, Dương Lạc Bân nói, trong lúc nói chuyện Dương Lạc Bân chợt nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng nói, à, phụ thân, ta nghe Dương Lạc Sâm đề cập tới gần đây la vực chúng ta hình như xuất hiện một hàng hải yểm thiếu của yểm ma cung. Nghe nói hắn đang thi hành nhiệm vụ cho yểm ma cung ở chung quanh đây, nói không chừng là do Dương Kiệt không cẩn thận đắc tội cái vị hàng hải yểm thiếu này. Hằng hải yểm thiếu, vinh dự cao nhất của yểm ma cung dành cho thanh niên. Dương mãn tham ngẩn người ra, kinh ngạc hỏi lại. Dương Lạc Bân gật đầu, bày ra sắc mặt trịnh trọng mấy phần nói gần đây mấy địa vực đang lan truyền danh tiếng vị hằng hải yểm thiếu này hắn là cao thủ đứng đầu của yểm ma cung trước kia chẳng bao giờ xuất hiện nhưng chỉ qua mấy trận chiến đã nhanh chóng quật khởi đối thủ cuối cùng bị hắn đánh bại chính là thiên quý danh tiếng cực thịnh dương mãn tham lập tức lộ vẻ kinh hãi không nghĩ tới một cao thủ cỡ đó lại xuất hiện ở chỗ này nếu đúng là như vậy dương kiệt có thể là bị hằng hải yểm thiếu giết chết rồi hơn nữa vị hàng hải yểm thiếu này chính là tù đảo vương giả, những phái mà người chúng ta đi rất có thể đã bị hắn giết chết. Nếu như ta đoán không sai thì ra bảo huyết đồng cuồng đang nằm trong tay hắn. Dương Lạc Bân tiếp tục nói, vừa nghe nhắc đến huyết đồng cuồng, vẻ mặt Dương mãn tham lập tức biến hóa, nói gấp hắn chính là tù đảo vương giả, quá phối hợp rồi, nếu là ở trong tay hắn thì chúng ta cần phải đoạt lại bằng bất cứ giá nào. Phụ thân, không được, tù đảo vương giả bây giờ là cao thủ đứng đầu của yểm ma cung, coi như là la vực yểm thiếu dương lạc sâm cũng chỉ dám giáo huấn hắn một phen thôi tuyệt đối không dám hạ sát thủ nhân vật như thế mà chết ở chỗ này thì chúng ta đảm đương không nổi đâu dương mãn tham nhăn mặt cao có hắn vốn không hiểu rõ lắm nội tình những nơi khác thường xuyên trú lại trong cương la thành hưởng thụ an nhàn vì thế không thể nào đoán được một người thanh niên lại có tầm quan trọng lớn như thế dương lạc sâm mấy ngày nữa sẽ đến cương la thành gặp vị hàng hải yểm thiếu này chúng ta nên hầu hạ tốt Dương Lạc Sâm để cho hắn trợ giúp chúng ta lấy lại huyết đồng cuồng. Dương Lạc Bân nói, ừ, đành phải như vậy thôi. Dương Mãn Tham nói, à, Lạc Bân, hồn thứ ba của ngươi đã khôi phục như cũ chưa? Đã khôi phục tương đối tốt rồi. Dương Lạc Bân hồi đáp, ta lúc trước đã nói với ngươi không nên khinh thường ký kết hồn ước dễ dàng như vậy, nhất là rác giáp thú của sở gia, chúng ta không lý giải chúng nó nhiều lắm. Ngươi giải trừ hồn ước sẽ làm trễ nãi không ít thời gian. Dương Mãn Tham nói, Ta cũng không nghĩ tới con mạc dã đó lại kém tới mức độ như vậy mà. Trên mặt Dương Lạc Bân hiện lên nét chán ghét nồng đậm. May mà trước kia giải trừ, bằng không làm chậm trễ càng lâu, mấy ngày nữa hoàn toàn khôi phục ta sẽ mua cho ngươi một con ấu sủng cao đẳng thống lĩnh, mau chóng tăng cường thực lực mới là chính đạo." Dương mãn tham nói, nghe nói đến hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh, ánh mắt Dương Lạc Bân lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Tạ ơn phụ thân." Một con ấu sủng cao đẳng cấp thống lĩnh cho dù tư chất bình thường ít nhất cũng phải có giá trị 20 vạn kim tệ, nếu như tư chất tốt thì giá trị sẽ tiếp cận 50 vạn kim tệ. Dương Lạc Bân đã đạt tới cấp bậc hồn sư, nhưng vẫn chưa có một con hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh nào, lúc này nghe cha mình nói liền kích động đứng ngồi không yên. chương 146, Sở ra vệ cứu viện,